Vô thượng luân hồi chi môn, triệu bân. Tập 96 Diệt, triệu bân một kiếm phá càn khôn, hoạch xuất ra một đạo thần minh tiên hà. Quái vật tại chỗ quỳ, ngay cả thân thể tàn phế mang nguyên thần cùng nhau bị đánh diệt. Hắn đi phá lệ phiền muộn, giấu tại hắc động nhiều năm như vậy, dạng gì ngoan nhân hắn chưa thấy qua, tùy tiện một cái cũng là sóng to gió lớn, đến, lại thua bởi trong tay một cái chuẩn tiên vương. Quái vật táng diệt, u lãnh hắc ám lại rơi vào cô quạnh. Triệu bân thu kiếm, cuồn cuộn bản nguyên, tràn vào vĩnh hằng giới. Tất nhiên là cho lạc hà ôn dưỡng thân thể, hơn 100 năm, vợ con bị phong lại hơn 100 năm, hắn không phải xứng trước trượng phu, cũng không phải tấn trách phụ thân, thua thiệt bọn hắn quá nhiều. Phụ thân ngươi, có lẽ cũng tại không gian hắc động. Thương khung lời nói ung dung. Triệu bân không đáp lời nói, vừa giúp lạc hà ôn dưỡng thân thể một bên vòng nhìn tứ phương ngày xưa hắn tại thế gian thôi diễn qua là trái tim mang lạc hà cùng phụ thân một khối bên trên thành tiên lộ trái tim mất trí nhớ hắn bất ngờ lạc hà tại hắc động hắn cũng cũng rất ngoài ý muốn đúng như ma vương lời nói phàm nhân phi thăng tiên giới có đủ loại đủ kiểu biến cố đã biến cố cái kia phụ thân lưu lạc đến hắc động khả năng tính chất cũng không phải không có hắn không trì hoãn hóa ra một mảnh lại một mảnh phân thân coi đây là trung tâm đi tìm tìm Hắn cái này một tìm, chính là hơn nửa tháng. Đáng tiếc, cũng không gặp phụ thân dấu vết. Trong lúc đó, hắn từng ra hắc động, bằng thần minh mắt có thể thấy được ma vương bọn người, trái tim lại mộng du, cũng như một cái cô hồn dã quỷ, không có chút nào tâm trí, tại tinh không không giới hạn đi tới. Bảo bối đưa ta, áo tím lão đạo còn đi theo, chủ yếu đi theo cuồng anh kiệt, một đường đều liếu lo không ngừng. Liếu như tâm không bị kích động, hắn bị kích thích, bảo bối bị cái này họ cuồng lột sạch sành xanh thế nào muốn cũng không cho, đều nói triệu bân không biết xấu hổ, hàng này cũng không phải gì đồ chơi hay. xéo đi, cuồng anh kiệt đáp lại, cho tới bây giờ cũng là đơn giản sáng tỏ. dứt lời, liền nghẹo anh một tiếng, là triệu bân từ trên trời giáng xuống. hắn một cước này ngắm tặc chuẩn, cho người ta lão cuồng đạp trong đất đi. bao nhiêu mang một ít ân oán cá nhân, chiến thiên hành một tiếng thổn thức, đổi lại là hắn cũng biết hướng chết giấm, nhiều như vậy cô em xinh đẹp không đi chiêu chọc liền nhìn chằm chằm con dâu người ta không thả, giống người cũng là nhẹ, thật chờ triệu bân rảnh tay, hẳn là bán thân bất toại. Người đại gia, kiếm tới, tối nay, ánh trăng không tồi, đều nghịch thiên yêu nghiệt, đối thoại cũng là đơn giản sáng tỏ, như triệu bân, liền không quen lấy người nào đó, như tiểu, sợ đứng lên cũng là không kiêu ngạo không tự ti, bao nhiêu cho thần binh một chút mặt mũi. Triệu công tử không thèm để ý, lại đuổi kịp liễu như tâm. Đi theo hắn nhà trái tim, hắn tại hắc động tìm được lạc hà khó tránh khỏi còn có thể đi theo liễu như tâm tìm được phụ thân hắn có quan tâm không định nói cái gì triệu bân nhìn về phía ma vương chờ thần giới giải phong tìm nguyệt thần sẽ có chuẩn hơn đáp án ma vương đảo triệu bân hít sâu một hơi không đề cập tới nguyệt thần hắn đổ quên ngay cả ma vương đều có thể nhìn ra manh mối nguyệt thần hội không biết là hắn trước kia quá yếu không có tư cách biết liễu như tâm bí mật Nghĩ như vậy, hắn mang mang thu tay lại, kéo lại liễu như tâm. Không biết là ra sao nguyên do, liễu như tâm ngã theo phía xuống, không có dấu hiệu nào. Nàng cái này khẽ đảo, chỉnh đám người rất thất vọng, hơn nửa đêm theo một cái tịch mịch. Huyết mạch nhất bàn, triệu bân liếc mắt nhìn, mới biết liễu như tâm vì cái gì rơi vào xa vào. Ông, hắn lại mở vực môn, thẳng đến cái tiếp theo tinh vực. Vùng tinh không này không có phụ thân hắn, cũng không phải tiếp tục tìm hắn có thân bằng cố hiếu cũng còn rất nhiều chưa từng tìm được. Vào thông đạo, hắn liền trốn vào vĩnh hàng giới, dùng bản nguyên cho liễu như tâm tẩy luyện thể phách. Tiên linh chi thể cũng thuộc về nghịch thiên huyết mạch, thật như phục cổ đến ban sơ, lại là vô thượng tạo hóa. Nguyệt thần như ngươi phong ấn nàng. Ma vương cất tay, tại lạc hà bên cạnh thân vừa đi vừa về tản bộ. Triệu bân trầm mặc chính là ngầm thừa nhận, ai bảo hắn là thiên sát cô tinh. Phong ấn là đúng, ma vương lại ngón tay nhập lại, đặt ở lạc hà mi tâm. Triệu bân mệnh cách đặc thù, đứa nhỏ này không nên xuất thế, sẽ để cho mẫu thân bỏ mệnh. Thật lâu, mới thấy hắn thu tay lại, bó tay hết cách, nếu đây là một cái bẫy, còn cần triệu bân giải, nếu triệu bân thật sửa lại tiên sát mệnh cách, có lẽ tiểu nữ oa này liền không cần mất mạng. Hắn không quá nhiều quấy giày, rất tự giác tìm chỗ mát mẻ. Thương khung mấy người cũng có nhãn lực gặp nhi, không quấy giày người một nhà này. Dưới cây già, Triệu Bân tĩnh như pho tượng, bên cạnh thân một bên là Liễu Như Tâm, một bên khác là Lạc Hà, một cái mất trí nhớ một cái phủ bụi, hết lần này tới lần khác bất lực, cảm giác này để cho hắn nghĩ phát cuồng. Nhiều ngày sau đó, hắn đi ra truyền tống vực môn. Đã là mới tinh vực, hắn chưa từng tới tinh vực. Đi ra vĩnh sinh lộ chính là hảo, gặp Triệu Bân khai thần mắt sáng, chiến thiên hành thổn thức, thần minh mắt cực kỳ hao tổn thọ nguyên, hơn nữa kinh khủng dị thường, người bình thường vẫn thật là hao tổn không dậy nổi, cho dù triệu bân tu vĩnh sinh chi đạo, càng nhiều thời điểm cũng không chịu nổi hao tổn. Nhưng có thương không hỏi một tiếng. triệu bân khẽ gật đầu, con mắt ảm đạm không thiếu. không có thế gian thân hiếu, hắn lại nhìn thấy không thiếu người quen. lấy đạo gia người, có thể gặp mưa bụi, cũng có thể gặp đạo gia thần tử, còn có không ít đạo gia trưởng lão, đều đang đồn tiễn đưa trong vực môn nhìn bọn hắn phong trần phó phó, thế nào nhìn đều giống như đang dọn nhà. Hắn nhìn lên, có một đạo kiếm quang xẹt qua tinh không, bổ ra đạo gia vực môn. Sau đó, chính là một mảnh người áo đen, tiên vương bán thần đều có, số lượng khổng lồ. Bởi vì vực môn vỡ tan, đạo gia người tất cả ngã ra thông đạo, cùng người áo đen chiến thành một đoàn. Đạo gia cửu gia, triệu bân thì thào một lời. Đạo tiên không có lửa hắn, đạo gia cửu nhân xác thực cường đại ngoại trừ đạo gia cùng người áo đen tham chiến còn có phe thứ ba càng là không niệm thiên phủ một kiện áo bào tím toàn thân tiên quang trôi tràn nguyên nhân chính là không niệm thiên có thần minh cấp che lấp hắn lúc trước mới không nhìn ra đạo gia cùng tiên tông kết minh triệu bân cuối cùng liếc mắt nhìn lui vào vực môn thẳng đến phương kia truyền tống thấy hắn thần thái này chiến thiên hành cùng cuồng anh kiệt trao lên lông mày sợ là tới sống oanh phanh Sâu trong tinh không, tiếng oanh minh chấn thiên. Từ xa xa, đó là sấm sét vang dội một mảnh, rất nhiều bóng người mơ hồ, tung hoành ở trong đó, lại nhiều máu quang, không ít người đẫm máu tinh không, cũng không ít người nổ thành từng đóa từng đóa huyết hoa. Triệu Bân nhìn không kém, Không Niệm Thiên đích xác tham chiến, rút kiếm ác chiến một tôn áo đen bán thần, lại chiến chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, cũng hoặc Không Niệm Thiên không muốn bại lộ, không động bản ra bí pháp. Có sức chiến đấu cỡ này, người tuyệt không phải hạng người vô danh áo đen bán thần nhạt đạo, cuồn cuộn sát khí bao phủ càn khôn. Không niệm thiên không đáp lời nói, vẽ ra một đạo lại một đạo tinh hà. Tự tìm cái chết, lại một tôn bán thần đánh tới, một mâu đập bể tinh không. Hai đánh một chiến trường, chiến tinh vũ không gian sụp đổ không ngừng. Nhìn đạo ra bên kia, thương vong không thiếu, chủ yếu cửu ra tới quá nhiều. Sư tôn người đâu, không niệm thiên truyền âm mưa bụi. Bị ngăn ở cửu thiên tinh vực, mưa bụi khóe miệng chảy máu, Mạc ngạnh chiến, riêng phần mình phá vây. Không niệm thiên thản nhiên nói. Không cần hắn nói, đạo gia trưởng lão cũng đều hợp lực đại chiến, có chết cũng phải mở ra một con đường máu, phải cho hậu bối tranh cái hy vọng, vô luận thánh nữ vẫn là thánh tử, cũng là đạo gia tương lai. Phá vây, cái nào chạy, trời sao minh mông vô ngần, tràn đầy kêu giết cùng tê uống. Đạo gia cùng người áo đen chiến khí thế ngất trời, bởi vì thực lực cách xa, cũng không phải phá vây, đạo gia trưởng lão xung kích tại phía trước, từng cái không màng sống chết, cũng là một tôn tiếp một tôn tự bảo, lấy bọn hắn huyết nhục chi khu, sinh sinh nổ tung một đầu tên là hy vọng đường máu. Sư thúc, sư bá, đầy tinh không cũng là tiếng nghẹn ngào. Đó là đạo gia đệ tử thút thiết. Bọn nhỏ, chớ khóc, đạo gia trưởng lão vẫn là che già măng mọc, lấy huyết trải đường, từ bị chặn giết nháy mắt kia, bọn hắn liền có cái này giác ngộ, dù sao cũng phải vì hậu sinh tranh cái càn khôn, dù là thịt nát xương tan cũng cam tâm, như thế, mới có khuôn mặt đi gặp liệt đại tiền bối. Đi! Đạo gia thần tử lệ nóng doanh tròng giống như điên rồ trùng sát. Bọn hắn phải trốn, bởi vì gánh vác khôi phục đạo gia sứ mệnh. Ai? Không niệm thiên là người tham chiến, cũng là chiến bên trong quần chúng. Bây giờ cái này quang cảnh, cùng nàng thủa thiếu thời biết bao tương tự, đồng dạng là cừu gia chặn giết, đồng dạng là lão bối không màng sống chết, nàng đời này tiên tông trưởng lão, cái nào không phải từ trong đống người chết bỏ ra tới, đây cũng là tàn khốc thế đạo, huyết tầm thường pháp tác sinh tồn. Diệt, hai tôn áo đen bán thần cùng ra tay, tế chính là sát sinh đại thuật. Không niệm thiên thu con mắt, khí thế chợt kéo lên, ác chiến hai nửa thần. Gặp nàng khó dây dưa như thế, lại có mấy tôn bán thần từ tứ phương giết tới. Phốc, phốc, từ xưa song quyền nan địch tứ thủ, không niệm thiên đẫm máu không ngừng. Cũng không thể nói nàng chiến lực không được là không dám động bản gia bí pháp lại không dám bại lộ thân phận nàng chính là đại la tiên tông trưởng giáo một khi bị người nhận ra liền không khác tuyên chiến thế đạo như vậy mọi nhà đều gặp nạn đọc kinh thân là một mạch lão tổ dù sao cũng phải vì truyền thừa phụ trách nếu không phải thiếu đạo gia ân tình nàng tuyệt sẽ không tham chiến người tuyệt không phải hạng người vô danh chúng bán thần tất cả nhe răng cười đối phương đang tận lực che giấu bọn hắn đều lòng biết rõ nguyên nhân chính là lòng dạ biết rõ bọn hắn công phạt mới càng ngày càng mạnh liệt muốn đem bước ra không niệm ngày qua lộ chờ thu thập đạo gia định tìm nàng truyền thừa thanh toán không niệm thiên từ không chịu nổi liên tục bại lui bước ngoặt nguy hiểm một bóng người đột nhiên hiển hóa đó là một cái như tử bạch y phiêu diêu tóc trắng trắng hơn tuyết cẩn thận một nhìn càng là mộng tiên mộng chi đảo chủ nhân đối với nàng đến chúng bán thần cùng không niệm thiên cũng không có kinh ngạc Thế nhân tất cả lời, Mộng Tiên sớm đã thoát ly đạo gia, hơn nữa tự phế đạo gia thiên cơ thuật, cả đời không cần đạo gia bí pháp, thật là chờ đạo gia có nguy nan, nàng há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến, Mộng Tiên cái này một truyền âm, là đúng không niệm thiên nói. Ta trùng hợp đi ngang qua, Không Niệm Thiên nhạt đạo, gương mặt cũng không gì tình cảm biến hóa. Một mã thì một mã, nàng nhìn này nương môn nhi, liền không có thuận mắt qua. Mộng tiên cũng có ngang nhau tâm cảnh, gặp nàng hai người gặp mặt, nhất định vật lộn. Bất quá, hôm nay là một ngoại lệ, dù có tự oán cũng phải đánh xong lại nói. Oanh, phanh, mộng tiên tham chiến, cùng không niệm thiên phối hợp, vẫn là rất ăn ý. Sợ là liền các nàng chính mình cũng không nghĩ đến, lại có như thế một ngày sẽ kể vai chiến đấu. Đám tiểu tể tử, các ngươi đi. Cùng với u cười, một tôn áo đen bán thần từ trên trời giáng xuống, một cước đạp không gian sụp đổ, thậm chí thân ở vùng tinh không kia mưa bụi cùng đông đảo đạo gia đệ tử, đều bị chấn lộn ra ngoài. Đạo gia thần nữ, tư vị nên không tệ. Áo đen bán thần khóe miệng hơi vỉnh, đầy mắt cũng là dâm cùng uế tà quang. Ai nói bán thần không thích trương diện, hắn chính là tương đối siêu quần xuất chúng một cái. Oanh! Hắn cách không lấy tay, chộp tới mưa bụi, bàn tay ở giữa rất nhiều chữ triện khắc họa. Có lẽ là thương tích quá nặng, mưa bụi không ngừng ho ra máu ánh mắt càng là ảm đạm không chịu nổi thần nữ chúng đệ tử trưởng lão tất cả thiêu đốt thọ nguyên từ tứ phương đánh tới cứu viện đáng tiếc khoảng cách song phương quá xa trơ mắt nhìn đại thủ rơi xuống lại ngoài tầm tay với đi mưa bụi lung lay sắp đổ đã là mỏi mệt tới cực điểm nàng hôm nay muốn chôn ở chỗ này đây là nàng giác ngộ bước ngoặt nguy hiểm chói tai đao minh vang vọng càn khôn đó là một đạo kim sắc đao mang từ sâu trong tinh không đập tới tới, đao khí hoành quán cửu tiêu thiên vũ, nhẹ nhõm chém nát bàn tay lớn kia. Ngô, áo đen bán thần vội vàng không kịp chuẩn bị, chịu đao mang uy thế còn dư, bị chặt lộn ra ngoài. Bay ngược bên trong, hắn áo bảo đen nổ tung, hiển lộ chân dung, một đầu tóc bạc phiêu đáng. Người nào lỗ mãng, tại chỗ thứ hai áo đen bán thần, hướng về phương kia gầm thét một tiếng. Đáp lại hắn, nhưng là bịch bịch âm thanh, chậm chạp mà có tiết tấu, tĩnh tâm lắng nghe, mới biết là người đi bộ âm thanh, nên thể phách quá mức trầm trọng, thậm chí hắn mỗi một bước rơi xuống, đều đạp hảo vũ cản khôn lắc lư, lại cuồn cuộn sát khí, như hải dương giống như lăn lộn. Tất nhiên là triệu công tử, mặc dù lưỡng thưởng tới chậm, nhưng cũng chưa muộn lắm. Nhìn thấy không có, đây mới là anh hùng cứu mỹ nhân, chiến thiên hành sâu trầm giọng nói. Người cũng thiếu ăn đòn A, giấu tại âm thầm cuồng anh kiệt mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Triệu bân, thứ hai đen lấy bán thần gặp chi hai mắt híp lại đây chính là một kẻ hung ác từng một trận chiến chặt tám tôn bán thần đồ thần chi chiến lúc cái kia hàng cũng là một đại chủ lực đại la thánh tử đạo ra người ảm đạm con mắt thì nhiều ánh sáng hy vọng nhiều năm không gặp ngươi mưa bụi đôi mắt đẹp mông lung cái kia như si như say ngươi là muốn đối hắc ám chi vực tuyên chiến sao thấy triệu bân không niệm thiên nhíu mày không nghĩ tới triệu bân sẽ đến càng làm cho nàng không nghĩ tới Tiểu tử kia nhưng lại không có chút nào che lấp, thân phận bày rõ rành rành, thân là Đại La Tiên Tông thánh tử, Triệu Bân ngôn hành cử chỉ, cũng có thể đại biểu nàng Đại La Tiên Tông, bây giờ nhúng tay, cũng là không khác chiến thư. Trong lòng ta biết rõ, Triệu Bân truyền âm, giơ đao từng bước một đi tới. Tiên Tông thánh tử đây là muốn tuyên chiến, thứ hai áo đen bán thần lạnh lùng nói. Ta chỉ tìm hắn, các vị tiền bối tùy ý. Triệu Bân thản nhiên nói, trong miệng hắn tất nhiên là chỉ bị hắn một đao đánh bay tôn kia bán thần, nhìn một đầu kia tóc bạc là cỡ nào sáng rõ, tung che giấu cho dù tốt, cũng chạy không thoát hắn nhìn lén, hôm đó U Lan độ động hư thiên kiếp lúc, tham dự vây giết hắn chúng bán thần, cũng có tên kia phần, hôm nay tất nhiên là tìm hắn thanh toán. Đến nỗi tuyên chiến, cái này còn cần tận lực hạ chiến thư sao? Tung hắn không nhúng tay vào, hắc ám chi vực sẽ bỏ qua tiên tông. Sớm tại U Lan khi độ kiếp, song phương thù hận liền đã kết xuống hắn không chủ động gây chuyện, là cái kia tóc bạc bán thần tuyên chiến trước đây. Hôm đó nhiều ngươi chạy trốn, người hôm nay cũng không có tốt như vậy vận. Tóc bạc bán thần nhe răng cười, nửa điểm đều không mang theo che giấu, ngụ ý cũng rất rõ ràng, nhà ta đối với tiên tông tuyên chiến. Ông, triệu bân không nói nhảm, giờ đao thẳng đến kẻ này, mở lớn là được rồi. Nhưng, không đợi hắn mở công, đâm đầu vào thì thấy một đạo đen nhánh kiếm khí. Kiếm minh the thế, tựa là hủy diệt kiếm ý, liền mộng tiên cùng không niệm thiên đều kiêm kỵ, người xuất thủ đạo hạnh không tầm thường, lại đối với kiếm đạo lĩnh hội cực cao, có nhất kích diệt bán thần chi uy. Ông, Triệu Bân huy động kim đao, chính diện ngạnh hám đen nhánh kiếm khí. Cùng với tiếng kim loại va chạm, cánh tay hắn bị chấn đánh gãy diệt. Đại La Thánh tử quả nhiên danh bất hư truyền. Nhàn nhạt lời nói, tại sâu trong tinh không vang vọng. Lời nói chưa dứt, thì thấy một bóng người đạp tinh sông mà đến, chính là một người lùn lão giả, sinh nhức đầu thân thể nhỏ, trong tay còn cầm một cái hắc sắc kiếm, uy áp kinh khủng hoành phô tinh không, băng lãnh cô quạnh sát ý, để cho chân đạp không gian, đều từng tấc từng tấc kết băng. Hắc ám lão tổ, thấy người tới, đạo gia trưởng lão, mộng tiên cùng không niệm thiên tất cả nhăn xuống lông mày. Đây không phải là bình thường người, là bán thần không giả, lại là từ thần minh lui ra bán thần. Lão giả này, còn sống đâu? Ma vương thần sắc kỳ quái, tựa như cũng nhận ra người lùn lão giả. Từng vì thần minh như bức A, là phổ thông bán thần so sánh không bằng. Hắn rất mạnh, áo tím lão đạo có chút sợ, đầu cũng không dám mạo hiểm. Đã nhìn ra, triệu bân thấy bên trong thể phách, có thể gặp thần minh pháp tắc rơi vào yên lặng, hoặc có lẽ là, là âm thầm có một loại khác thần minh pháp tắc, đem hắn kiềm chế, theo hắn suy nghĩ, hẳn là hắc ám lão đạo kiệt tác, mục đích rõ ràng, tuyệt hắn vào hắc động lộ, thần phục bản tôn, tha cho ngươi khỏi chết. Hắc ám lão đạo nhàn nhạt, nhạt một tiếng. Kiếm tới, triệu bân không nghe hắn nói linh tinh, lại triệu thiên thương thần kiếm. Hào một cái thần binh, hắc ám lão đạo u cười, sau lưng diễn xuất hủy diệt dị tưởng, chủ yếu nhất là, trong cơ thể hắn có cực đạo thiên âm vang vọng, cho hắn thể phách tăng thêm thần minh chịu uy, không cần đi xem, liền biết trong cơ thể hắn có một tôn thần khí, không kém thiên thương thần kiếm. Cũng đúng, từng vì thần minh đi, tu vi rất xuống, không có nghĩa là pháp khí cũng hàng dai. Ngay cả thiên kiếp đều có thể gian lận, bản mệnh khí cấp bậc cao hơn bản tôn, cũng không phải không có khả năng. Lại nói, hắc ám chi vực vốn chính là thần minh truyền thừa, có cực đạo thần binh cũng thuộc về bình thường. Khó trách lớn như vậy sức mạnh, trang bị tinh lương A. Chiến thiên hành một tiếng thổn thức, đến nay cũng không có lộ diện. Cuồng anh kiệt cũng như thế, đang nghẹn đủ kinh tìm người đánh nhau đâu. Cùng ta chiến, người có mấy phần thắng hắc ám lão đạo cười nhìn Triệu Bân. Ai mạnh ai yếu, vậy phải đấu qua mới biết, Triệu Bân chiến lực trong nháy mắt bên trên đỉnh phong. Ta tới, không đợi Triệu Bân mở công, thì thấy sau lưng một cái tay ngọc đặt ở hắn đầu vai. Nàng từ đâu xuất hiện, ma vương không khỏi sửng sốt một chút. Giấu tại âm thầm chiến thiên hành cùng cuồng anh Kiệt, cũng một hồi kinh ngạc. Không trách bọn hắn như thế, đột nhiên liền có một người trống rỗng xuất hiện. Xem ra người, lại là không lo tiên tử, cũng không biết tu loại nào đạo, cơ thể phách, khi thì ngưng thực lại khi thì hư ảo, hoa mỹ tiên hà lồng mộ, tăng thêm một loại mộng ảo ý cảnh, trừ này chính là cổ lão dị tưởng, kỳ quái là, được vĩnh hằng hào quang. Cái này tiến dài tốc độ, là bật hách sao, triệu bân kinh hãi, bây giờ không lo tiên tử, đã là một tôn hàng thật giá thật bán thần. Cùng là bán thần cấp, vị này nếu tiền bối khí tức chi mịt mờ, lại vẫn càng lớn cái kia người lùn lão giả, phải biết cái kia hắc ám lão đạo nhân, thế nhưng là một tôn thần minh lui ra bán thần cảnh cái nào. Ở đâu ra vĩnh hằng quang huy, chiến thiên hành thần sắc kỳ quái. Triệu bân biết nguyên do, không lo tiên tử cùng vĩnh hằng một mạch có ngọn nguồn. Trước kia, không lo tiên tử diệt thiên vương lão tổ lúc, hắn từng gặp. Còn có hắn vĩnh hằng chi môn tiên tàng, cũng là bởi vì không lo tiên tử mở ra. Người coi là thật muốn cùng ta hắc ám chi vực là địch. Người lùn lão giả hư lạnh làm tổn thương ta đồ nhi, ngươi cần cho ta một cái công đạo. Không lo tiên tử nhạt đạo. Nghĩ như vậy lên hoàng tuyền, lão phu thành toàn ngươi. Hắc ám lão đạo huy động sát kiếm, tại vũ trụ minh mông hoạch xuất ra một đạo màu đen tiên hà, có vô số oán linh tại trong tiên hà dẫy ruộng, nhìn lên liền biết, hắn mạch này thần thông, nhuộm qua đếm không hết sinh linh huyết. Audio điện tử võ tấn bền Phanh, không lo tiên tử liên bộ nhẹ dơ lên, rơi xuống đất đạp càn khôn dung chuyển. Gặp nàng óng ánh tay ngọc, quét ngang hảo vũ, nhẹ nhõm đã diệt tiên hà. Hắc ám lão đạo hừ lạnh một tiếng, trong tay sát kiếm, đổi thành một cây đen nhánh chiến mâu, đó là bổn mạng của hắn pháp khí, hàng thật giá thật thần binh, khắc đầy thần minh bí văn. Không lo tiên tử nhìn cũng không nhìn, lại hư không tiêu thất. Cùng với một đạo biến mất, còn có cái kia hắc ám lão đạo. Hai người lại hiện thân nữa, đã là mờ mịt tối đỉnh, đơn giản xa xôi chỉ có thể nhìn mà thèm, từ phía dưới mong nhìn, chỉ có thể trông thấy hai đạo mơ hồ bóng người, cùng một mảnh tiếp một mảnh nhiễm huyết hỏa quang, không lo tiên tử cùng hắc ám lão đạo khai chiến, mỗi một đạo quang đều chiếu đến hủy diệt màu sắc. Người kia là lai lịch gì, càng là khủng bố như thế. Hắc ám chi vực cường giả tất cả hãi nhiên, nói tất nhiên là không lo tiên tử. Nhà hắn lão tổ, đã từng thế nhưng là thần minh, hơn nữa còn có thần binh trợ uy, cũng không địch người kia, một mảnh kia phiến nhiễm huyết hỏa quang, phần lớn là lão tổ đẫm máu, đối phương lại ổn chiếm thượng phong. Tiên giới nhiều kỳ nhân, mộng tiên lầm bẩm ngữ, không niệm thiên cũng kinh hãi không thôi. Nàng là gặp qua không lo tiên tử, lai lịch rất thần bí, lại nội tình rất đáng sợ. Lúc này mới bao nhiêu năm, lại mạnh đến tình trạng như thế, nghiễm nhiên đã vượt qua sư huynh của nàng. Cũng là một khỏa rau xanh, ma vương lại lải nhải. Tay không đối cứng thần khí, thật mạnh a. À. Triệu Bân cũng tại lầm bẩm ngữ. Hóa thân là một tôn thần minh, có thể không mạnh sao? Ma Vương chậm chậm nói. Hóa thân, thần minh. Triệu công tử bị kinh ngạc một chút, đầy mắt khó có thể tin, hóa thân là thần. Nhìn chung vạn cổ, chỉ cái này một vị. Ma Vương cất tay, tĩnh nhìn đại chiến. Cô lậu quả văn, Triệu Bân tâm cảnh không bình tĩnh. Đây không khỏi quá tà dị Người mẹ nó còn đánh nữa hay không Cuồng anh kiệt mắng một câu Chờ có chút mắc đái đánh. Triệu bân từ thương miểu thu con mắt, sách đao thẳng đến tóc bạc bán thần. Tuyên không tuyên chiến tạm dừng không nói, hắn trước tiên cần phải đem cái kia hàng giết chết. Chả lẽ lại sợ ngươi, tóc bạc bán thần hét to. Phàm là gào vang dội người, bình thường đều sẽ bị đánh rất nhiều thê thảm. Như vị này, chân trước vừa sông lên, một giây sau liền suýt nữa bị đánh. Hợp lực chu sát, hắc ám cường giả hư lạnh, đánh tới mười mấy tôn bán thần. Ai nha, dám khi dễ đổ nhi ta. Chiến thiên hành không lại cất giấu, từ hư vô giết đi ra. Đánh nhau đi, hắn dù sao cũng phải tìm một cái tham chiến lý do tốt. Người nào lấn cháu của ta, lão cuồng cái này hét to, gào mới là thật bá khí, hắn đánh nhau chưa bao giờ tìm lý do, thế nhưng hàng là họ chịu, hắn nhất thiết phải hô một tiếng cháu trai. Đừng nói, cái này hét to hô lên, tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Đừng vội, chờ hắn nhiều hơn nữa chặt mấy cái triệu bân, tâm tình sẽ càng thư sướng. Chiến thiên hành, bá thiên thần thể, gặp hai cái này nghịch thiên yêu nghiệt, hắc ám chúng mạnh sắc mặt khó coi không thiếu. Tối nay thật nhiều biến cố, chặn giết đạo gia người, từ đâu tới cái này nhiều điều sự. Nói đến đạo gia người, không lại phá vây, không ngờ giết trở về, bọn hắn không phải một mình chiến đấu anh dũng, có không ít ngoan nhân liên thủ, cái kia còn sợ cái chim này, tối nay nhất thiết phải trọng thương hắc ám chi vực. Còn che giấu, Mộng tiên nhìn sang không niệm thiên. Không niệm thiên tắc hít sâu một hơi, tiện tay triệt bỏ áo bào tím. Đều đến nước này, đạo gia tranh vào vũng nước đục này không lội cũng lội. Ngươi, không niệm thiên, chúng bán thần gặp chi, tập thể nghiến răng nghiến lợi. Cứ nói đi, có như thế chiến lực, há lại là hạng người vô danh, nguyên là đại la tiên tông trưởng giáo, là bọn hắn tầm mắt quá thấp, lúc trước cũng không nhìn ra, cái này kinh nghỉ để cho người ta trở tay không kịp. Oanh, chiến lực toàn bộ triển khai không niệm thiên, cũng là thần tư vô hạn. Cùng mộng tiên liên thủ, hai người xứng sở đánh chúng bán thần đứng không vững. Oanh, phanh, kinh thế đại hốn chiến thức thì kéo ra màn che, tách ra nhiều cái chiến trường. Liền cái này, tứ phương tinh không còn có tiếng ầm ầm, nhất định phải nghiêng nhìn, có thể gặp cuồn cuộn sát khí, cuốn lấy từng mảnh từng mảnh bóng người, hoặc ngựa kiếm hoặc khống chế chiến xa, hoặc cưới tiên thú cũng hoặc thôi động trận đài, chiến trận vô cùng hùng vĩ, tất cả hắc ám chi vực cường giả, rất nhiều bán thần cấp, nội tình mạnh như vậy, áo tím lão đạo khiếp sợ không thôi. người cho rằng thần minh truyền thừa đùa giỡn, ma vương nói, xong việc, áo tím lão đạo liền bị kéo ra ngoài đánh nhau, hắn vốn không muốn đi ra, làm gì đã lên triệu bân thuyền hải tặc, còn có sinh tử ấn cứng rắn khống, người nào đó sẽ không để cho hắn lười biếng, còn có tử phủ cái kia một đám tiên vương, bây giờ cũng đều trở thành thực sự tay chân màu bạc huyết quang, tại tinh không ngạo nghễ nở rộ. Chính là tôn kia tóc bạc bán thần, bị đánh diệt nhục thân. Hắn cho là nhiều người liền có thể quần đấu, nhưng họ triệu vị này, hình như là thẳng thắn, tại chỗ nhiều như vậy bán thần, liền mẹ nó theo dõi hắn đánh, còn có cái kia thiên thương nhất mạch thần kiếm, chém vào trên người thật đau, hắn hộ thể pháp bảo, đã nát một chỗ. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, đây là triệu bân đánh nhau ích cô su chỉ. Đều chớ nổi giận, ta từng cái tới, diệt cái này đổi lại cái tiếp theo. Ngươi là đụng bao nhiêu tạo hóa, mắt thấy triệu bân tay cầm thần binh tại bán thần trong đống đại chiến, đạo gia thần tử lúc này rất bị đả kích, tốt xấu là cùng bối phận, tranh lệch quá xa. Ngươi có thể chống lên bề mặt, không niệm thiên khẽ nói nở nụ cười. Mới chuẩn tiên vương, đều như vậy có thể đánh, tiến giai tiên vương còn cao đến đâu. Vừa ý hắn, mộng tiên cũng là thật có ý tứ, đại chiến lúc cũng không quên trêu chọc. Ngươi ngực không có ta lớn, không niệm thiên khai miệng chính là bạo kích, nhưng ngươi choáng nha lại trêu chọc ta. May hai nàng là truyền âm, thế nhân không nghe thấy. Lời này như bị ngoại giới nghe, định đổi mới tam quan. Trên thực tế, hai nàng chính là người như vậy, ở trước mặt người ngoài, mỗi đều uyển ước thận trọng, nhưng nếu góp một khối, vậy thì thả bản thân, đâu chỉ hẹn đánh nhau, chửi mẹ thường xuyên có. Cứu ta! Tóc bạc bán thần bị đánh cấp nhãn, đầy trời đầy đất phi đột. Cứu, nhà hắn bán thần nhiều đang cứu hắn, nhưng cái kia họ Triệu, hết lần này tới lần khác liền theo dõi hắn một người đánh, còn có Chiến Thiên Hành cùng Bá Thiên Thần thể, cũng phá lệ không thành thật, cuối cùng giết tới quấy rối. Diệt. Triệu Bân một kiếm lăng thiên, kiếm ý bẻ gãy nhìn nát. Tóc bạc bán thần thông suốt định thân, tế bản mệnh khí. Sau đó chính là tiếng tạch tạch, thật tốt một tôn bán thần binh, bị Triệu Bân chém cái hiếm nát, hắn mang theo thế nhưng là cực đạo thần khí chặt bán thần binh dễ sử dụng nhất, cả hai có thể kém cấp bậc đâu. Phốc, tóc bạc bán thần một hớp này nguyên thần chi lực, phun niềm vui tràn trề. Bản mệnh khí vỡ vụn, tạo chẳng qua là phản phệ, để cho hắn khó chịu là cực đạo kiếm uy, kiếm vô hình ý, tựa như từng chui kiếm sắc bén, đánh cho nguyên thần cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên hoàng tuyền lộ trước tạm đi. Triệu Bân một lời băng lãnh, kiếm thứ hai đã phía dưới, vô tận kiếm ý như thiên âm vang vọng. Cái gọi là trước tạm đi chính là chớ đi nhanh như vậy, quay đầu cho ngươi tiến đưa mấy cái làm bạn. Kiếm rơi, tóc bạc bán thần nguyên thần sụp đổ, thiêu đốt nguyên thần chi hỏa cũng trong khoảnh khắc dập tắt. Vì thế, Triệu Bân cũng bỏ ra giá tiền thảm thiết. Dù sao mười mấy tôn bán thần, sao có thể không trúng vào mấy đao. Đổi lấy ngươi, Triệu Bân cực điểm vận chuyển trường sinh quyết, cưỡng ép tái tạo thể phách. Lần này, hắn để mắt tới là áo đen bán thần, thuộc hắn nhảy hoan bị hắn xem xét như vậy cái kia áo đen bán thần bất giác một hồi nước tiểu rung động triệu bân đấu pháp hắn đã biết rõ ràng muốn đặc thù chiếu cố hắn vừa mới bị chém chết tóc bạc bán thần chính là ví dụ lão cẩu để mạng lại triệu bân tay cầm thần kiếm vết sạch sát khí ngút trời áo đen bán thần nghiến răng nghiến lợi đầy tinh không tán loạn khác bán thần thì như bị dắt chó cũng đuổi theo hắn chạy loạn a à, không đúng hẳn là đuổi theo triệu bân chạy loạn tên kia thẳng thắn ai cũng không đánh, liền nhìn chằm chằm áo đen bán thần bạo truy, tại ma vương xem ra cái này đấu pháp không có tâm bệnh, tiên tông thánh tử đi. Có vạn pháp trường sinh quyết hộ thể, đó là dị thường kháng đánh, đánh nhau liền phải phách lối như vậy, đánh một cái tính một cái, nội tình hùng hậu, có liều mạng tiêu hao kháng tổn thương tư bản. Giết! Cùng với tê tiếng quát, hắc ám chi vực viện quân đến. Vòng mong tứ phương, càng thuộc đông phương tinh không sát khí mạnh nhất, còn có thần minh khí mãnh liệt, đây không phải là chân chính thần minh, là thần khí chi uy, chính là một ngụm chuông lớn màu đen, treo ở một cái áo bảo đen trung niên đỉnh đầu, thần minh hào quang, phổ chiếu càn khôn. Ám hắc vực chủ, mộng tiên cùng không niệm thiên gặp chi, đều lông mày xinh đẹp khẽ nhân mày, lại là một kẻ hung ác, khí tức không hề yếu hắc ám lão đạo, hơn nữa, cũng mang theo thần khí. Giết, một tên cũng không để lại, ám hắc vực chủ huy kiếm, chỉ phía xa hỗn loạn chiến trường. Cường giả ra hết sao, Triệu Bân liếc mắt nhìn hắn phương, bỏ áo đen bán thần, thẳng đến ám hắc vực chủ, tên kia có thần binh, cần hắn thần kiếm kiềm chế. Ta tới. Mờ mịt lời nói tùy theo vang vọng, có một đạo bóng người đột nhiên hiển hóa. Triệu Bân chỉ cảm thấy hai mắt một cái chớp mắt mơ hồ, liền đưa về lúc đầu chiến trường. Xem ra giả, hắn còn nhận ra, bèn nói một cái kia tố y thư sinh. Trước kia, hắn dùng đạo thể ngủ say lúc, tố y thư sinh còn đi xem qua hắn lại là ngươi mắt thấy tố y thư sinh ám hắc vực chủ ngừng lại diện mục băng lãnh người ta cũng nên tính sổ một chút tố y thư sinh nhạt đạo đầy trời chứ cổ diễn hóa nghĩ như vậy chết ta thành toàn ngươi ám hắc vực chủ hư lạnh thúc giục thần khí chuông lớn phanh không gian nhịn không được thần binh chịu uy trong nháy mắt sập nửa bầu trời bởi vì tôn này thần khí triệu bân trong tay thần kiếm ong 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 thẳng run oanh tố y thư sinh chiến lược toàn bộ triển khai khí tức thẳng bức thần minh uy thế bao phủ bát hoang Xong việc thần khí chuông lớn liền bị hắn một trường vung mạnh lật ra chấn vực chủ ho ra máu người không thể xem bề ngoài a à, triệu bân thổn thức đừng nhìn tố y thư sinh không hiện sơn bất lộ thủy lại kinh khủng như vậy dám tay không ngạnh hám cực đạo thần khí người tiên giới cũng không thấy nhiều hắn chính là một cái hóa thân ma vương trầm chậm, chậm nói hóa thân triệu bân lại bị kinh ngạc hóa thân đều mạnh như vậy, bản tôn là thần. Nhân quả đạo tôn, ma vương cho xác định đáp án, thế nhân cũng xưng là đạo chủ. Đạo mộ chủ nhân, triệu bân tính thăm dò đạo. Như như lời ngươi nói, ma vương ngáp một cái. Khó trách, triệu bân lẩm bẩm ngữ, theo con mắt còn liếc mắt nhìn chiến trường kia. Tố y thanh niên đã cùng ám hắc vực chủ khai chiến, đánh thiên băng địa liệt, trừ đạo chủ hóa thân, còn có không ít người tham chiến, mỗi lai lịch bí ẩn, lại chiến lực không tầm thường, không thiếu tiên vương cùng bán thần, nên đạo mộ cường giả cùng hắc ám chi vực cường giả chiến đến một chỗ. Ông, cùng với một tiếng oanh minh, ba, năm tòa vực môn ẩm vang chống ra. Mỗi một tòa vực môn, đều có hàng loạt bóng người giết ra, đa số đạo gia cường giả, không biết từ chỗ nào phương mà đến, giết tới liền tham chiến, đối mặt hắc ám chi vực viện quân. Thần minh cấp truyền thừa, quả nhiên không tầm thường, triệu bân lại thổn thức. So sánh đạo gia, đạo mộ cùng hắc ám chi vực, hắn đại la tiên tông cũng rất lúng túng cùng là thần minh truyền thừa quả thực tìm không ra mấy cái có thể giữ mã bề ngoài đại la tiên tông đã từng huy hoàng qua mà vương hứa biết triệu bân tâm cảnh vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa hắn sống lâu thấy qua sóng to gió lớn từ cũng nhiều không nói khác liền nói đại la tiên tổ cái kia đồng lứa vẹn vẹn bán thần cấp số lượng liền nhiều đến dọa người tám tôn thần minh liên hợp phây công đều bị giết thất bại tan tác mà quay trở về làm gì a à, thế đạo tàn khốc, có mạnh mẽ hơn nữa thánh địa, cũng có xa suốt một ngày. Đến thời đại này, đại la tiên tông đã là mưa gió phiêu linh, trường sinh tiên có thể chấn trụ tràng tử, không niệm tiên rõ ràng chấn không được, như bực này ví dụ, nhìn chung lịch sử, nhiều không kể xiết. Tuế Nguyệt Trường Hà, không biết chôn bao nhiêu truyền thừa. Huyết một dạng pháp tắc, triệu bân biết đạo lý kia, mỗi cái thời đại đều như vậy. Chu diệt, chúng bán thần giết tới, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Phô thiên cái địa, tới, triệu bân chống ra vĩnh hằng tiên vực, ngạnh kháng công phạt. Hắn cái này chịu đau, bị hắn nhìn chằm chằm áo đen bán thần, cũng không tốt gì, lăng thiên nhất kiếm đánh xuống, chém vỡ thân thể, thần kiếm kèm theo sát ý, cưỡng ép ách chế thịt thân thể tái tạo. Cứu ta, áo đen bán thần liều mạng bỏ chạy, trong mắt nhiều sợ hãi sắc. Không ai dám ứng hắn, bởi vì đều đang cứu viện binh, hết lần này tới lần khác triệu bân không để ý bọn hắn oanh ầm ầm, đại chiến say xưa lúc, hư vô nhất thời sấm sét vang dội. Sau đó, toàn bộ tinh không đều kịch liệt lắc lư, thấy nhiều khe hở nổ tung, lại tới không có dấu hiệu nào, thậm chí đại chiến người bị cuốn đi vào không thiếu, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đại càn khôn biến động. Triệu Bân nhìn lướt qua tinh không, không cần khai thần mắt sáng, liền biết manh mối. Như hắn như vậy, quá nhiều cường giả đều tại nhìn lén, tựa như cũng đều biết nguyên do thần giới giải phong, có thể theo số trời. Ma vương thầm nghĩ, đại càn khôn đã cho dấu hiệu, cũng có lẽ là điểm không may, chờ thần giới đại lão hạ tràng, mới là thật hảo kiếp. Từ thương miểu thu con mắt, hắn nhìn phía phương Tây tinh không. Đại càn khôn biến động, cũng chọc không gian biến động. Có người bị nuốt khe hở, cũng có người từ khe hở ngã ra. Mà hắn đoán chi địa, liền có thêm chín đạo chật vật bóng người. Đạo tiên bỗng nhiên ở trong đó, mặt khác 8 vị đi. Nếu không nhìn lầm, nên cửu U Luyện Ngục Bát Đại Thế Tự, quỷ hiểu được từ chỗ nào phiến tinh không tới đây. Từ chỗ nào tới đều không trọng yếu, chín người vừa mới ổn định thân hình, liền nhắc lên kinh thế đại chiến, cứng rắn đem phương Tây tinh không đánh thành một mảnh cấm khu, không người dám hướng phía trước góp. Đạo tiên chi sau, chính là giống như tiên tử ma đạo quân, cùng đạo tiên có đồng dạng tao ngộ, chịu không gian biến động, mơ mơ hồ hồ liền ngã xuống bên này, đập phương Bắc tinh không cản khôn đứt đoạn cùng hắn một khối ngã ra còn có chín vị cường đại bán thần đoạ thế hoàng tuyền cửu đại hộ pháp ma vương là cái vạn sự thông một mắt liền nhìn ra lịch cửu u luyện ngục cùng đọa thế hoàng tuyền cũng tham chiến triệu bân nhíu lông mày cuối cùng cảm giác trận đại chiến này tới không hiểu thấu thần giới còn chưa có giải phong đâu các đại thánh địa bây giờ liền bắt đầu sống mái với nhau nghĩ như vậy hắn lại khai thần mắt sáng mắt to như vậy một nhìn mảnh tinh vực này thật đúng là náo nhiệt. Đâu chỉ cửu u luyện ngục cùng đỏa thế hoàng tuyền, liền la sát cung cũng cuốn vào, đang tại phương nam tinh không, cùng một cỗ thế lực thần bí ác chiến, hắn trông thấy kiếm tôn, đang cùng người mấy tôn bán thần, đánh khí thế ngất trời. Oanh! Tinh không lại nổ tung một vết nứt lớn, lại một đường nhuốm máu bóng người, như thiên thạch đập ra tới, càng là lúc minh, khí chàng nặng nề như núi lớn, đập một mảnh tinh không sụp đổ, thân ở phương kia thiên địa người, bị chấn diệt một mảnh rất rõ ràng, hắn cũng là tại đại chiến lúc gặp càn khôn biến động. Mẹ nó, lúc Minh một tiếng mắng to, lại từ khe hở giết trở về. Triệu Bân lấy thần minh mắt ngược dòng tìm hiểu, có thể mơ hồ nhìn thấy tám đạo bóng người, nên bát đại thánh địa lão tổ cấp, mỗi đều mang theo cực đạo thần khí, hợp lực vây công lúc Minh, nổ tung ánh lửa, đều nhuộm hủy diệt màu sắc, liền hắn thần minh mắt đều bị hoảng bôi đen. Lão tổ tông, huyết tộc bát thống lĩnh một tiếng gào thét đem hắn ánh mắt túm trở về triệu bân vô ý thức ngoái nhìn cũng là vô ý thức ngửa con mắt lọt vào trong tầm mắt thì thấy một mảnh hình ảnh tan nát diễn dịch là huyết sắc đại chiến hắn trông thấy kiếm hoàng cũng trông thấy huyết tộc cường giả trong đó lại còn có trà thánh cùng giao nguyệt thân ảnh hình ảnh thoáng hiện thoáng qua liền không thấy nhưng triệu bân biết hình ảnh kia là chân thật khắc họa hơn phân nửa cũng bởi vì đại càn khôn biến động dẫn đến đại chiến hình ảnh tại phiến tinh không này hiển hóa. Còn chưa xong, phía sau một bức tranh, hắn trông thấy thái thanh điện cường giả. Cùng với ác chiến, càng là yếu ớt lão đạo sư tôn phượng ngâm, đánh cái kia lôi điện bắn ra bốn phía. Sư tôn, giết mắt đỏ cuồng anh kiệt, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Không tệ, bá đao cũng tới, bên trái là kiếm thánh, bên phải là thánh quân, đang cùng ba tôn quái vật khổng lồ huyết chiến, đó là thao thiết một mạch tam đại tổ vương, tất cả trên đầu lơ lửng cực đạo thần binh, há miệng chính là thôn thiên diệt địa hôm nay sao thế nhỉ chiến thiên hành nhìn một mặt mộng nhiều như vậy thế lực tham chiến nhiều như vậy tuyệt đại ngoan nhân cuốn vào đây vẫn chỉ là hắn nhìn thấy quỷ hiểu được những tinh vực khác còn có bao nhiêu cái chiến trường tiên giới đại chiến diễn thử sao lúc này mới cái nào đến cái nào ma vương lẩm bẩm một tiếng chờ xem chờ thần giới giải phong lại so với cái này đánh náo nhiệt theo hắn dự đoán ngoại trừ minh phủ cùng phàm giới, này sẽ là một hồi bao phủ tiên thần lưỡng giới đại hỗn chiến, tiên vương sẽ tham chiến, bán thần sẽ tham chiến, thần minh đồng dạng sẽ tham chiến, tất cả truyền thừa ở giữa ân hoán, chắc chắn sẽ tới một hồi tập thể đại bạo phát, chưa có thế lực có thể trí thân sự ngoại. Giống, nói đến thao thiết một mạch, nó vẫn thật là tới. Nhìn sâu trong tinh không, nhiều bạo ngược chi khí mãnh liệt lăn lột, cuốn lấy tất cả quái vật khổng lồ, thanh nhất sắc thao thiết, dùng động hoàn vô tiếng gào thét, truyền khắp toàn bộ tinh không. Triệu bân, tới chiến, tiếng này hét to, tựa như một đạo oanh lôi. Thậm chí thao thiết thái tử, cũng là thao thiết một mạch thần tử, hàng thật giá thật thần minh con trai trưởng, ngày xưa tại Tây Hoang cổ thành bên ngoài, bại bởi triệu bân, đương nhiên, đó là hắn cho là triệu bân, kỳ thực, là vĩnh hằng đạo thể. Ai cũng không quan trọng. Hắn tối nay chính là đến tìm chàng tử. Thù mới hận cuối cùng nhau thanh toán. Triệu Bân một cước đạp tắt áo đen bán thần chân thân, mang theo thần kiếm thẳng đến thao thiết, đạo thể cùng với có thủ, hắn đại la tiên tông, cũng cùng chi có thủ, chọn ngày không bằng đụng ngày. Giết! Thao thiết thần tử tinh hồng muốn chảy máu, từng bước đi qua tinh hà. Hắn sách theo một cây đao, huyết lâm xối đao, tuyệt đối chính tông cực đạo thần khí. Luận trí tôn truyền thừa, thao thiết một mạch tuyệt đối có khinh thường cửu thiên thập địa tư bản, bởi vì bộ tộc này, đi ra không chỉ một vị thần, trước trước sau sau bốn tôn thần khí, chính là chứng minh tốt nhất. Ông, thao thiết luân động thần đao, đánh ra một đầu hoành quán nam bắc huyết sắc tinh hà. Triệu Bân khí huyết bốc lên, cũng huy động thần kiếm, vẽ ra một đạo màu hoàng kim tiên mang. Oanh, tinh hà cùng tiên mang chạm vào nhau, sụp đổ nửa bầu trời. Thần kiếm cùng thần đao va chạm, thì nổ tung một mảnh sấm chấp, như vầng sáng hoành phô tinh không, những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ không biết đụng ngã lăn bao nhiêu đang tại đại chiến người. Oanh, phanh. Một ngày này tiên giới, hình như có người tụ tập độ kiếp, bốn phương tám hướng cũng là oanh minh. Trên thực tế, đây không phải là độ thiên kiếp, mà là tại kéo bè kéo lũ đánh nhau, một hồi tác động đến hơn phân nửa tiên giới hội đồng, không biết bao nhiêu truyền thừa tham chiến, cũng không biết kéo ra bao nhiêu cái chiến trường. Động tĩnh này cũng không tránh khỏi quá lớn. Chờ thần giới giải phong, động tính sẽ càng lớn. Cho nên nói phải chọn tốt lập trường, đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Tinh không chiến hừng hực khí thế, bóng người điểm tập kết, cũng nói chuyện khí thế ngất trời. Kê tặc như lão bối, đã ngửi được một cỗ hạo kiếp khí tức, phần lớn trong đêm rời đi cố hương, mang theo nhà mình hậu sinh, chạy về phía vũ trụ biên hoang tị nạn, miễn cho bị cá trong chậu hỏa. Có cử động này người, tiên giới chỗ nào cũng có. Đặc biệt là trung lập truyền thừa, phần lớn đã người đi nhà trống. Sớm đi hảo, sớm đi an toàn, thật chờ thần giới giải phong, thật mấy người các phương thế lực giết đỏ cả mắt, ai còn quản ngươi trung lập không trung lập, khó tránh khỏi, hỗn chiến phía trước sẽ đến một lần đại thanh tràng. Chiến hỏa, đốt lần tiên giới, ầm ầm thanh như lôi chấn, rung động toàn bộ tinh khung. Đứng cao nhìn xa, thấy nhiều huyết quang, còn có gào thét cùng gào thét, nghĩ không nghe thấy cũng khó khăn. Giết! Một phương tinh không, thao thiết thần tử phẫn nộ gào thét, một tiếng so một tiếng oanh động hắn hình thái cũng không thế nào dễ nhìn huyết lâm xối thể phách nhiều bạch cốt lộ ra ngoài từ lúc triệu bân khai chiến đã khô hơn trăm hiệp hắn là càng đánh càng phẫn nộ hắn đường đường đỉnh phong tiên vương cảnh giới tuyệt đối áp chế lại bắt không được vĩnh hằng thể còn thương cảnh hoang tàn khắp nơi trái lại triệu bân đồng dạng tiên khu nhuốm máu bất quá hắn những vết thương này cũng không có quan trọng muốn nhất định chém ngươi thao thiết thần tử nghiến răng nghiến lợi cực điểm khôi phục thần đao trị uy có lẽ là thần khí kích động, triệu bân trong tay thần kiếm, cũng là kiếm thể ông rung động. Bao, trí tôn thần kiếm đụng thần đao, lại là một mảnh lôi minh sấm sét Không gian bị tác động đến, nổ tung một đạo dài trăm trưởng vết rách. Hai người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị cuốn vào khe hở. Cho dù tại trong cái khe, vẫn như cũ có thể ngửi oanh minh, hai tôn thần khí khuấy động ra đạo âm, vang vọng tứ hải bát hoang, thậm chí đi ngang qua tinh không người tu đạo, đều xuống ý thức ngửa con mắt nhìn tới nhìn. Oanh, phanh, hai người từ khe hở ngã ra lúc, đã không phải tinh không, mà là một mảnh minh mông tiên thổ. Đây là, Đại La Tiên Tông, triệu bân một bước định thân, vô ý thức nhìn tứ phương. Đúng, là Đại La Tiên Tông, có thể gặp tiên sơn mọc lên như rừng, cũng có thể nhìn thấy phương xa Đại La Cổ Thành. Nhưng, vô luận là tiên sơn vẫn là cổ thành, bây giờ đều giống tuếch. Cái gọi là giống tuếch, chính là không thấy nửa cái bóng người, rất là tiêu điều. Người đâu, đây là Triệu Bân muốn hỏi, Đại La Tiên Tông người đều đi đâu rồi? Không đại chiến vết tích, nên di chuyển đi, ma vương lời nói ung dung. Tị nạn sao, Triệu Bân thầm nghĩ, tựa như đạo gia như vậy, cả giáo di chuyển. Đến nỗi Tiên Tông di chuyển đến cái nào, hắn cũng không biết, chiến hậu tìm không niệm thiên hỏi một chút liền biết. Giết! Phương xa, thao thiết thần tử lại dơ đao đánh tới. Triệu Bân thu con mắt, chiến lược lại trong nháy mắt bên trên đỉnh phong. Chiến trường đổi không sao, không trở ngại hắn chảm thao thiết. Oanh! Lại là kinh thế đại chiến, tại tiên tông cựu thổ mở màn. Bởi vì hai bọn họ, tiên tông Sơn phong sập một tòa lại một tòa. Còn có đại la cổ thành, cũng gặp hủy diệt uy thế còn dư, nguy nga tường thành ầm vang sụp đổ, trong thành cung điện lầu các cũng thành phiến nổ nát, đá vụn, gạch xanh, mảnh ngói. Sụp đổ đầy trời cũng là, động tĩnh như thế, sao có thể không chọc người vây xem. Chân lanh lẹ lão bối, đã buông xuống bên ngoài sân. Gặp Triệu Bân cùng Thao Thiết, cũng không khỏi sướng sờ, phải có rất nhiều ngày không có nhìn thấy Triệu Bân, còn có Thao Thiết một mạch thần tử, tại Tây Hoang cổ thành một trận chiến sau, đã mai danh ẩn tích gần 20 năm, bây giờ gặp lại, hai cái này kẻ thù cũng là muốn ở đây mang đến không chết không thôi sao. Trời à, cực đạo thần binh, vĩnh hằng thể, Thao Thiết thần tử, càng nhiều người chạy tới, kinh ngạc âm thanh rất nhiều. Đề cập tới thần binh, từ không ai dám hướng phía trước góp, ngay cả lão bối cũng không dám, đây là hai cái ngoan nhân, đều có cùng thần so chiêu tư bản, chớ nói tiên vương cấp, bán thần cũng phải cân nhắc một chút. Bịch, thần khí va chạm, hoàn toàn như trước đây hủy diệt. Triệu bân trong tay thần kiếm, bị chấn lộn ra ngoài. Thao thiết cũng giống vậy, thần đao bị rung động đến lên 9 tầng mây. Sau đó, chính là hai ngọn núi lớn cự nhạc bị rơi xuống thần binh, ép thành một vùng bình địa, vô luận là thiên thương thần kiếm vẫn là thao thiết thần đao, thần minh chi quang đều cực điểm tiêu diệt. Vô thần binh bảo hộ, người còn có gì dựa dẫm? Thao thiết nhe răng cười, diện mục giữ tợn như một cái ác quỷ. Hắn mở bản mệnh dị tưởng, diễn mở núi thây cùng huyết hải. Hắn mà nói, cũng là triệu bân muốn nói. Nếu không có thần đao che chở thao thiết, hắn gì đến đánh tốn sức như vậy? Bây giờ công bình, cũng không có thần khí nơi tay, toàn bằng nhà mình nội tình. Phanh, hắn từng bước đi qua hư không, oanh một tiếng đã rơi vào trong thao thiết dị tượng đại giới. Một cước này, có đủ thao thiết khó chịu, diễn mở dị tượng, bị trấn diệt một mảnh. Sẽ làm cho người sống không bằng chết, thao thiết hóa thành chân tướng, hình thể nguy nga như núi. Làm ta sợ, triệu bân chống ra vĩnh hằng kim thân, cũng triệu hoán thủy tổ hư ảnh vĩnh hằng kim thân trạng thái đại la thiên tay, già thiên giống như khổng lồ. Thêm nữa thủy tổ hư ảnh trợ uy, một trường này có thể xưng hủy thiên diệt địa. Giống, thao thiết kêu đau một tiếng, tại chỗ quỷ đó, là bị triệu bân một trường đánh ngã. Bên ngoài sân thế nhân nhìn rõ ràng, đầu kia lớn như núi cao hồng hoang mãnh thú, hiểm bị đánh thành một đống. a à, thao thiết thần tử kêu gào, trở đầy hận cùng giận, cuồn cuộn sát khí tịch thiên quyển địa. Đáng tiếc, không có gì cái treo dùng, cái gọi là đại lực suất kỳ tích, triệu bân đã mở lực chi pháp tắc. Phốc, máu đỏ tươi hoa, ở trong thiên địa ngạo nghễ nở rộ. Thao thiết thân thể hỏng, thành một đống thịt nát nát vụn cốt. Bất quá, kẻ này có nguyên thần thủ hộ, thỏa đáng thần minh cấp. Tiếng ầm ầm tùy theo vang vọng, đại la thiên tay bị hắn cưỡng ép nhô lên. Bởi vậy, hắn thủ hộ chi quang cũng tiêu diệt, đó là một lần duy nhất. Một kích này, người lấy cái gì cản? Triệu bân một lời cô quạch, vĩnh hằng chi môn kiên quyết ngoi lên mà ra. Cửa lớn một cái chớp mắt ẩm vang mở rộng, vĩnh hằng quang từ bên trong hoành phô. Đích xác, thao thiết ngăn không được một kích này, nguyên nhân chính là ngăn không được, trong mắt mới nhiều vẻ sợ hãi, hắn đã không nhục thân, chỉ dựa vào nguyên thần trạng thái, như thế nào đi ngạnh kháng vĩnh hằng tuyệt đối công phạt. Hắn sợ, lại quay người trốn chạy, hắn lại thua với triệu bân một hồi. Thì ra, không có cực đạo thần khí bảo hộ, hắn bại càng triệt để hơn. Đạo tâm của hắn hỏng mất, hắn vô địch tâm cảnh, cũng theo đó phá diệt. Người đi, triệu bân cái này một lời, tựa như thượng thương tuyên án. Thao thiết thần tử tốc độ là không chậm, nhưng hắn vĩnh hằng quang có vẻ như càng nhanh. Hủy thiên diệt địa trị uy, vĩnh hằng chi môn công phạt, là bẻ gãy nghiền nát. Không, thao thiết gào thét, trong nháy mắt này hóa thành kêu gào. Chờ vĩnh hằng quang huy phô qua, hắn nguyên thần hôi phi yên diệt, kèm thêm tiếng kêu rên cũng cùng nhau mang hộ đi. Thao thiết thần tử, liền như vậy leo lên hoàng tuyển lộ. Hắn đi không cam tâm, hắn là thần minh con trai trưởng A. Này liền chết, thế nhân từng cái thần sắc ngơ ngẩn. Chết không thể chết lại, lão bối nhóm hít sâu một hơi. Hắn chặt thần minh con trai trưởng A, quá nhiều người khó có thể tin. Ông, kinh ngạc âm thanh bên trong, thao thiết thần đao như một vệt thần quang trốn vào hư vô. Triệu Bân cũng không ngăn đón ngăn đón cũng ngăn không được, đó là thần minh bản mệnh khí. Hắn đóng con mắt, tại trong nhắm mắt mở thần minh mắt, quan sát minh mông càn khôn. Phụ thân, chờ ba lượng trong nháy mắt sau, hắn thông suốt mở con mắt. Phụ thân tại hồng hoang đại lục, hắn đã trông thấy. Gì, triệu bân đem thao thiết thần tử chặt. Chắc chắn 100% trôn ở tiên tông cựu thổ. Đây chính là thần minh con trai trưởng, thao thiết có thể làm tốt. Dạ hồng hoang đại lục, ồn ào sôi sục một mảnh, bóng người điểm tập kết như cổ thành náo nhiệt nhất, tổng không thể thiếu một ít lời làm nhảm, tổng không thể thiếu một đám nghe khách, cuối cùng không thể thiếu triệu bân tên, có vẻ như từ cái này hàng phát tích, truyền thuyết cũng là một trận chiến tiếp một trận chiến giết ra tới. Mà thân là chuyện này nhân vật chính triệu bân, bây giờ đã ở vực môn thông đạo. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, phụ thân thi thể, lại hồng hoang đại lục. May hắn cùng với thao thiết thần tử, chiến đến bắc hoang, bằng không thì cũng khó biết hiểu nhà ngươi trưởng giáo là một nhân tài, ma vương đột nhiên một lời. Vì cái gì nói như vậy, triệu bân một bên chữa thương một bên hỏi. Phóng ngươi ra ngoài hấp dẫn hỏa lực, nàng thì mang theo tiên tông trộm đạo di chuyển. Nếu có thể cam đoan đại la tiên tông an toàn tị nạn, ta nguyện làm cái này chim đầu đàn. Triệu bân ực một hấp rượu, nếu sớm biết không niềm thiên lương đắng dụng tâm, hắn sẽ đem động tính, làm càng lớn, hấp dẫn hỏa lực đi. Càng nhiều người chú ý hắn, đại la tiên tông liền sẽ càng an toàn, dù sao cũng tốt hơn đạo gia bị nửa đường chặn giết, không niệm thiên một bước này đi rất xinh đẹp. Chẳng biết lúc nào, hắn mới đi ra khỏi truyền tống vực môn. Nhìn phương xa, là một đám mây sương mù lượn quanh tiên sơn. Đó là Hắc Uyên Thánh Địa, nói cho đúng là đệ cửu phân điện. Không tệ, phụ thân hắn ngay tại trong đó, hắn nhìn rõ ràng. Dưới ánh trăng Hắc Uyên đệ cửu phân điện, là chống đỡ kết giới, là cùng ngăn cách ngoại giới, cách làm như vậy hắn lòng dạ biết rõ, dù sao tiên giới chiến loạn đã lên, Hắc Uyên Thánh Địa cũng tham chiến, nhà hắn lão tổ đang mang theo thần khí, cùng với những cái khác thất đại thánh địa lão tổ liên hợp vây công lúc minh, hang ổ nhất định thủ vệ chống giống, chống đỡ kết giới rất có tất yếu, miễn cho người tới quấy rối. Lão phu trước tiên thay các người mặc cái buồn bã. Ma Vương giấu tay, thương khung bọn người bây giờ cũng là ngang hàng tâm cảnh. Bọn hắn hiểu rất rõ Triệu Bân, chạm hắn vảy ngược, nhất định núi thây biển máu chiếu đến Tinh Huy, Triệu Bân nhẹ nhóm xuyên qua bảo hộ thiên kết giới. Có lẽ là hắn giấu bí mật, trong núi nhưng lại không có một người phát giác hắn. Cũng có lẽ, là Hắc Uyên Thánh Địa tự xưng là cường đại, tự nhận không ai dám chạy tới đây quấy rối, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, thậm chí ban đêm tuần tra đệ tử, phần lớn đều tụ tập uống rượu nói chuyện phiếm, nói tu đạo sự tình ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác, bọn này thằng nhãi con đều đang nói chuyện nữ nhân. Không hổ thần minh truyền thừa, ma vương không ngừng thổn thức. Cho dù là thánh địa một chỗ phân biệt, trong núi cũng rất nhiều cấm chế. Cũng không trách người ta buông lỏng cảnh giác, bởi vì nơi này khắp nơi đều là ám hố. Còn tốt, triệu bân có thần minh mắt, kém nhất, còn có hắn cái này vạn sự thông làm chỉ dẫn, có thể né qua sát trận, nếu đổi lại những người khác, cho dù là chiến thiên hành cùng cuồng anh kiệt cấp độ kia nhân tài, đi vào cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự đi qua, tầm mắt là cái thứ tốt. Siêu, vượt qua một mảnh u ám sơn cốc, Triệu Bân trộm đạo tiềm nhập một tòa băng lãnh địa cung. Địa cung bên trong bầy một ngụm băng ngọc quan, mà phụ thân hắn thi thể liền bị phong tại trong quan tài băng. Hài nhi tới chậm, Triệu Bân một tiếng nghẹn ngào khàn khàn không chịu nổi, đã là lệ rơi đầy mặt. Còn nhớ kỹ trước kia, phụ thân bị bức từ lúc là bực nào hèn mọn. Tuế Nguyệt ung dung hơn 100 năm, đó là một đoạn huyết cùng nước mắt ký ức. Ông, hắn không suy nghĩ nhiều, trước tiên đem băng ngọc quan lấy đi. Cũng bởi vậy, hắn chạm cấm chế, có tiếng oanh minh vang vọng. Ai? Hét to âm thanh nhất thời, không ít bóng người hoạch thiên mà đến. Cách địa cung hơi gần người, bây giờ đã sát tướng đi vào. Triệu, Triệu Bân, mắt thấy người tới, chúng mạnh chợt biến sắc. Cái này tiểu sát tinh, sao chạy tới đây? Là ta." Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, như kiểu quỷ mị hư vô theo số đông cường thân bên cạnh đi qua xong việc, thì thấy mấy khỏa đầu người lăn xuống, đều là hai mắt nổi bật. Bọn hắn bị miểu sát, đang kinh dị trong nháy mắt, tiện nhân đầu rơi địa. Oanh! Chấn thiên tiếng vàng ầm ầm triệt để vân tiêu, toàn bộ địa cung đều sụp đổ. Đúng lúc gặp Hắc Uyên cường giả giết đến, tại chỗ bị chấn lật ra đi một mảng lớn. Đá vụn bắn bay bên trong, triệu bân giờ đao đi ra, sát khí mãnh liệt, như địa ngục đi ra sát thần, kinh khủng sát ý, đóng băng thiên địa càn khôn, tung bay linh khí đều thành vụn băng. Ngươi, triệu, triệu bân, chúng mạnh thần thái, cùng lúc trước bị miểu sát mấy vị kia không có sai biệt. Hàng này là từ đâu tiến vào, còn có, hắn thế nào biết triệu uyên thi thể ở đây? Nói đến triệu uyên thi thể, trưởng giáo có đặc biệt giao phó, chờ thần giới giải phong dùng để áp chế, sẽ cho triệu bân tạo một cái tử cục, đến lúc đó còn sẽ có mấy tôn thần minh chấn tràng, vạn chưa từng nghĩ, Tiểu tử này sớm giết tới, lại ngắm rất nhiều chuẩn, ai tiết lộ tình báo. Oanh. Đám người kinh ngạc lúc, Triệu Bân đã giơ đao đánh tới. Cầm đầu một Tôn Tiên Vương, bị hắn một đao sinh bổ. Khác tại chỗ chúng tiên vương, thì tại tập thể lui lại. Nhanh, Cầu viện. Tê uống thanh âm vang dội đầy đệ cửu phân điện. Tùy theo, thì thấy từng đạo quang hoàng mút trời. Đó là tín hiệu Cầu viện, Triệu Hoán bên ngoài lão tổ. Chanh đáp lại bọn hắn, nhưng là một đạo trói tai kiếm minh. Triệu bân lại triệu hoán thần kiếm, một vệt thần quang vạch phá thiên khung. Tiếp đó, chính là sát thần tàn sát, thần binh nơi tay, tại chỗ có một cái tính một cái, vô luận đệ tử trưởng lão, dù là đỉnh phong tiên vương, không có người có thể khiêng hắn một kiếm, nơi hắn đi qua, không có chỗ nào mà không phải là vũng máu một mảnh, mây mù vòng tiên sơn, trong nháy mắt huyết lâm xối. Triệu bân, người tự tìm cái chết tiên sơn chỗ sâu, có đen nhánh tiên lực lăn lộn. Lời nói chưa dứt, thì thấy một người áo đen đi ra. Hắn không đáng sợ, đáng sợ là hắn bên cạnh thân đứng thẳng cái vị kia, đó là một cái trung niên, người khoác băng lạnh áo giáp, tay cầm nhúm máu chiến qua, hình thể vĩ ngạn như tấm bia to, thần minh khí trôi tràn, nhưng hắn không phải thần minh, chuẩn xác hơn nói, hắn là một tôn thần minh cấp khôi lỗi. Cho dù là khôi lỗi, nhưng hắn khí tràng lại là rộng rãi bàng bạc, ma vương cảm thấy ngoài ý muốn, nho nhỏ phân điện lại có thần minh khôi lỗi. Đồng dạng cảm thấy bất ngờ, còn có tại chỗ học Uyên chúng cường giả. Rất rõ ràng, chuyện này chính là độ cao cơ mật, bọn hắn trước đó cũng không biết. Bây giờ biết, cái kia từng đạo bóng người hông cóng, đều ưỡn thẳng, có thần minh khôi lỗi, người mẹ nó không nói sớm, bằng nó nện chết cái này họ chịu, vấn đề nên không lớn. Trang bị thật tinh lương A, Trần Huyền lão cái kia thổn thức chặt lưỡi, đây chính là thần cái nào, khi còn sống là trí tôn, lại bị luyện thành khôi lỗi. Nếu không thì thế nào thuyết thánh địa nghiêu bức đâu, có bực này nội tình, ai dám trêu chọc. Đem hắn kéo vào tới, ta tới thu thập hắn, ma vương vén lên tay áo. Có thể thực hiện được, thương khung bọn người một mặt không tin, vạn nhất cả xóa bổ, bọn hắn đều phải chết. Nhất thiết phải đi, ma vương tràn đầy tự tin. Khôi lỗi đi, quản nó là gì cấp bậc, đều có chí mạng tai hại. Cái gọi là tai hại, chính là khống chế khôi lỗi chú ấn, đem hắn cùng người điều khiển ngăn cách, nó chính mình liền ngừng cái kia bất động, cụ thể có thể tham khảo sở vô xương liên sinh chú. Như chuyện như thế, hắn trước kia là thường xuyên làm, thần minh cấp khôi lỗi không dậy nổi. Chiếu lộng không lầm, giết, người áo đen một tiếng lạnh quát, xuống chu sát mệnh lệnh. Về phần hắn đi, thì như u linh ẩn vào vô hình, giấu vào hư vô. Hắn ngược lại cũng không ngốc, là hắn khống khôi lỗi, cũng không thể bị triệu bân diệt, phanh, thần minh khôi lỗi vượt thiên mà đến, rơi xuống đất đánh sập mấy trăm ngọn núi. Vào đi ngươi, triệu bân lời muốn nói, mà vương thay hắn nói. Nói đi vào vẫn thật là tiến vào, triệu công tử đại thần thông, cưỡng ép quăng vào. Ma vương tay mắt lanh lẹ, trơn chu đem cái kia nhúm máu đèn đồng, sáp nhập vào trong cơ thể. Cái này đèn đồng nhưng là một cái đồ chơi hay, nó dấy lên đèn đuốc, có ngăn cách chú ấn kỳ hiệu, hôm đó trong cơ thể của sở vô xương bị trồng xuống liên sinh chú Pháp, chính là như vậy bị ngăn cách. Đừng nói, thần minh khôi lỗi thật sự lập cái kia bất động, tựa như một pho tượng đá. Thương khung cái kia sùng bái A, à, lão ma ngày thường không đáng tin cậy, lại là thủ đoạn thông thiên. Tới trợ giúp, ma vương chào hỏi thái thượng nữ tiên vương, tại chỗ thuộc nàng tu vi cao nhất. Dễ nói, nữ tiên vương lúc này gỡ tay áo. Thần minh cấp khôi lỗi đi, nàng đây vẫn là lần đầu thấy. Đem khôi lỗi chú ấn phá, liền có thể vì triệu bân sử dụng như thế tính ra, nàng lại đại công một kiện, là có thể bảo toàn tánh mạng. Hai người một trái một phải, cái kia dở trò, còn có vương tạc cùng thương khung đám người kia, cũng đều gắt gao vây quanh, như nhìn đồ cổ tựa như, trên dưới quét lượng, khi thì còn có thể đưa tay ra, đâm đâm một cái thần minh khôi lỗi, âm thanh bao bao vang dội thể thân thể không là bình thường cứng rắn. Ở đây làm khí thế ngất trời, ngoại giới lại là vắng lặng một cách chết chóc. Có phần tới tinh thần hắc huyên cường giả, lúc này đã là hai mắt tròn căng gì tình huống, nhà hắn thần minh khôi lỗi đâu, không để ý làm mất. Mộng bức nhất chính là người áo đen, đã từ hư vô đi ra, cực điểm triệu hoán thần minh khôi lỗi, lại là không phản ứng, bởi vì liên hệ đã đứt, bị một loại lực lượng thần bí cưỡng ép ngăn cách, nhưng cái này không nên a. À. Cho dù là vĩnh hằng giới, cũng không cách nào làm đến hoàn toàn che đậy. Phốc, mang theo bực này nghi hoặc, người áo đen bước lên hoàng tuyền lộ. Hắn là bị thuấn thân tuyệt sát đưa tiến, đi dị thường phiền muộn đó là một tấm vương bài A, mơ mơ hồ hồ liền bị đánh không còn. Hắn cái này đánh giấm không quan trọng, Học huyền đệ tử cùng trưởng lão thê thảm, không còn thần minh khôi lỗi, chính là không còn dựa giấm bằng nội tình của bọn họ, đối đầu triệu bân chỉ có bị diệt phần. Có này giác ngộ tốt nhất, triệu bân đã rút kiếm mở ra sát lục. Hắn phá trong núi trận cước, hủy tiên sơn bảo hộ thiên kết giới. Sau đó, chính là thái sơ thiên lôi quyết, có ức vạn sấm xét xé rách, quần công đại chiêu đi, tại chỗ nhiều người, tối mẹ nó dễ dùng, cái kia gãy ra lôi điện bổ xuống, có thể mang hộ đi một mảnh, mang hộ không đi cũng không sao, đằng sau còn đi theo một tên sát thần, tùy ý thu hoạch. a à, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tựa như lệ quỷ địa ngục kêu rên. Toàn bộ đề cử phân điện, đều bị hủy diệt lôi đình bao phủ. Trong núi người, liên miên liên miên bị xét đánh diệt, có đệ tử trưởng lão chạy trốn chạy trốn, liền nổ thành một đóa hoa máu, còn có núi bên trong cung điện lầu các, cũng một tòa tiếp một tòa sụp đổ, thật tốt một mảnh tu luyện tiên sơn, mộc lấy nguyệt quang, biến thành màu máu địa ngục. Cái này, là thế nào? Phụ cận cổ thành người, đã tụ tập một mảng lớn, đều là nghe tiếng chạy tới. Gặp vùng thế giới kia sấm sét vang dội lại nghe cái kia thê lương kêu rên, đều gương mặt mộng, đây chính là hắc huyên đệ cửu phân điện, chân thực thần minh truyền thừa, đây là bị người đánh đến tận cửa sao. Làm gì bọn hắn tầm mắt thấp, cũng hoặc lôi điện quá trói mắt, nhìn không rõ là ai tại sát lục, chỉ biết xương máu đã lồng muộn tiên sơn, chỉ biết không thiếu đệ tử trưởng lão đang tại ra bên ngoài bỏ chạy, nhưng chân trước mới ra tới, một giây sau liền bị đuổi theo ra kiếm khí, bổ diệt thành cho. Sấm sét vang dội bên trong kêu thảm, chẳng biết lúc nào chôn vùi. Hắc Uyên đệ cử phân điện, đã bị Triệu Bân giết sạch sành xanh. Vạn chúng chú mục phía dưới, hắn sách theo chảy máu thần kiếm, từng bước một đi ra, nhuốm máu sát khí, tựa như một mảnh uông. Dương, tịch thiên quyển địa, vô luận đi đến đâu, cũng là một tầng hàn băng. Là hắn, thế nhân ngơ ngác một chút, không nghĩ tới là đại la tiên tông thánh tử. Giật mình qua, quần chúng tập thể lui một bước, liền sợ hắn không có giết thống khoái. Triệu bân không nói lời nào, đi tới đi tới liền biến mất không thấy, cũng không phải là vào vực môn, mà là lại một lần tới cản khôn biến động, thân ở phiến thiên địa này người, cũng không ít bị tác động đến, vèo một cái liền không có, kiến thức rộng lão bối, cũng không có gì cái ngạc nhiên. Tiên giới rất lớn, hồng hoang cũng minh mông. Người làm mất rất bình thường. Đi xem một chút, không ít người sẽ tới, thận trọng vào tiên sơn. Càng thuộc lão bối chân nhanh nhất, làm không tốt có thể nhặt một chút bảo bối. Đi vào nhìn lên, thế nhân đổ rút hơi lạnh, hạc huyền thánh địa không gặp lại một người sống, không gặp lại một tòa hoàn chỉnh cung điện, đầy trời đầy đất đều đỏ sắc, chân cụt tay đứt trải rộng trong núi, trải tràn huyết đều tụ trở thành một dòng sông, nhiễm nhiên đã thành một vùng phế tích. Tiên tông thánh tử, có phần quá độc ác. Lại một người đạp bằng hắc huyên đệ cửu phân điện. Thổn thức chạc lưới âm thanh liên tiếp, quá nhiều người đều sắc mặt trắng bệch. Bất quá, không người thương hại, hắc huyên thánh địa cũng không phải hảo điều, ngày thường không ít lấn lăng tứ phương trôn ở trong tay bọn họ sinh linh, thì cốt cũng là có thể trồng chất thành từng tòa sơn nhạc. Phốc, triệu bân lại hiện thân nữa lúc đã là tinh không, toàn thân trên dưới huyết cốt tràn trề càn khôn gây không gian biến động, hắn nửa thân thể đều bị khe hở xé diệt. Oanh, phanh, vùng tinh không này cũng không bình tĩnh, chỗ sâu có đại chiến động tính. Triệu bân lảo đảo một bước mới đứng vững, tùy theo mở thần minh chi nhãn. Xem xét như vậy, hắn nhìn thấy người quen biết ảnh, chính là cửu U Tà Quân cùng Hắc Bạch song sát, cũng tham dự hỗn chiến, cùng với ác chiến chính là thương xà nhất tộc, từng bị hắn diệt tám đầu thương xà, chính là bộ tộc này chi nhánh, đừng nhìn là xa, nhưng hình thể so với thương long còn một vòng to, cũng thuộc về hồng hoang mãnh thú một loại, bàn về nội tình, không tại thao thiết phía dưới. Trừ tà quân cùng song sát, chính là hắn một cái bạn cũ, nhan như ngọc. Cô nương kia cũng tham chiến, đang cùng một cái thương xả chiến khí thế ngất trời. Ngươi là mở thần cấp treo sao? Triệu bân một tiếng lầm bẩm ngữ, tiện tay mở vực môn, cái gọi là thần cấp treo, là chỉ nhan như ngọc, lúc này mới bao nhiêu năm cái nào. Không ngờ là tiên vương cảnh, đến bao lớn tạo hóa mới có thể tại ngắn ngủi 20 năm để cho nàng phi thăng đến nước này. Đi vào, Triệu Bân mới vừa vào thông đạo, liền nghe Ma Vương kêu gọi. Triệu Bân tạm thời từ cái này phương thu mâu, tâm niệm khẽ động tiến vào vĩnh hằng giới. Ma Vương cùng nữ tiên vương vẫn còn bận rộn, dùng tiên lực tẩy luyện khôi lỗi, người khống chế đã chết, bây giờ cho dù là rút lui là đèn đồng, thần minh khôi lỗi cũng sẽ không động, nó không hiểu không có nghĩa là không tức giận chàng. Đứng ở trước người hắn Triệu Bân rất cảm thấy kiềm chế, tổng cảm giác đây là một tòa nguy nga núi lớn. Luân hồi chi lực, Ma Vương một bên lau mồ hôi thủy, một bên hô. Triệu Bân không nói nhảm, lúc này điều động luân hồi sức mạnh. Hắn nhìn rất nhiều rõ ràng, thần minh khôi lỗi thể nội có chú ấn, hình thái tựa như một đám lửa, dạng này chú ấn, người áo đen thể nội cũng có, chính là dùng cái này làm khống chế, hắn luyện qua khôi lỗi, cái này đều thường dùng thủ đoạn bất đồng duy nhất là, bùa này ấn cấp bậc rất cao. Ông, có luân hồi chi lực trợ uy, chủ ấn phá diệt tốc độ tăng tốc không thiếu. Đây là một cái cực kỳ hao tổn chân nguyên việc cần kỹ thuật, mà vương bây giờ đã là sắc mặt tái nhợt, nữ tiên vương cũng không tốt gì, bản mệnh tiên lực đã hao tổn hầu như không còn, toàn bộ lung la lung lay, triệu bân một tay đặt ở nàng đầu vai, cuồn cuộn chân lực rót vào, lấy để chống đỡ. Thần binh, đại ma vương nói, hướng về trong miệng lấp một thanh đan dược. Triệu công tử vẫn như cũ không nói nhảm, lại gọi đến thiên thương thần kiếm. Vẫn là cực đạo thần khí dễ sử dụng nhất, nhắm chuẩn chính là một trận thua phát. Phá! Sau đó không lâu, mới ngửi ma vương hét lên một tiếng. Khôi lỗi thể nội chủ ấn, bị cương ép khử diệt. Thái thượng nữ tiên vương mệt tê liệt ngã xuống, mồ hôi đầm đìa. Ma vương rất cứng chắc, cũng rất tự giác, lấy triệu bân một giọt máu, sáp nhập vào khôi lỗi thể nội, lấy đại thần thông hóa thành một dấu ấn, dùng cái này lạc ấn, cùng triệu bân kết khế ước. Nó, là của ngươi, làm xong những thứ này, ma vương mới đặt mông ngồi xuống. Hắn lại dựng lên một cái đại công, gặp lại sau nguyệt thần, phải tìm cô nương kia thanh lý. Đa tả, triệu bân thấy bên trong thể phách, có một đạo cùng thần minh khôi lỗi một dạng lạc ấn. Cái này bảo tiêu quá sức, thương khung bọn người thì vây quanh khôi lỗi nhìn. Có một tôn thần minh cấp khôi lỗi làm hộ vệ, hẳn là có thể xông pha chính là không biết, chiến lực phải trang mạnh, đánh bán thần cũng không thành vấn đề. Giống, tinh không đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, vang dội đầy thương xà gào thét. Gào vang dội không quá mức treo dùng, không có người ép lại cửu u tà quân. Hắn là một tôn trạng thái cực quỷ dị bán thần, thuộc về loại kia gặp mạnh thì mạnh ngoan nhân, cho dù độc chiến thương xà tam đại tổ vương, vẫn như cũng chiếm hết thượng phong, nếu không phải đối phương có thần khí hộ thể. Sớm bị hắn đả diệt, nếu hắn cũng có binh khí tiện tay, cần gì cái này tốn sức. Một phương khác, hắc bạch song sát cũng không yếu, riêng phần mình đối chiến một tôn tổ vương. Triệu bân nhìn rõ ràng, hai người là hậu tích bạc phát, cũng đã là bán thần cảnh. So sánh hắn ba, nhan như ngọc tình cảnh liền không ra thế nào tốt, cùng nàng đấu chiến thương xa, bản mệnh huyết thống cực kỳ cường đại, hơn nữa còn có thần bí pháp bảo hộ thể, thể phách cơ bản không có gì thương, nhan như ngọc cũng không có hắn trang bị như vậy, phần lớn thời gian cũng là nàng tại đẫm máu không phải bản mệnh tu vi, triệu bân giết đến lúc đó, có như thế một tiếng lầm bẩm ngữ. Huyết mạch truyền thừa thiên phú, ma vương đã đứng lên, hai mắt bóng loáng. Triệu bân bản cũng là một cái so một cái thú vị a à. Tựa như vị này, bản nguyên rất là kỳ dị, bực này huyết thống sớm đã tuyệt tích vạn cổ, lại còn có truyền thừa, chính là nội tình kém một chút. Tóm lại, cũng là một gốc cải trắng tốt, rất thích hợp người nào đó đi ủi. Cho thêm triệu bân tìm mấy cái con dâu, sau này Nguyệt Thần chắc chắn tán dương hắn. Bên này, Triệu Bân đã vượt qua rực rỡ tinh hà, rơi xuống đất oanh một tiếng vang dội. Đúng lúc gặp thương xà diệt đến, bị hắn một đạo kiếm khí đánh cho hoành lật tinh không mấy trăm trượng. Nhan như ngọc lung lay sắp đổ, thấy người tới là Triệu Bân, đôi mắt đẹp ngừng lại mông lung như nước, đây là nàng nhớ thương một người, không thể nào cần thể diện, trước kia kém chút đem nàng lột sạch. Chính là đêm hôm đó, tình trùng mọc dễ nảy mầm, thời gian trăm năm đều tâm tâm niệm niệm ta tới, Triệu Bân nở nụ cười, đem Nhan Như Ngọc đưa vào vĩnh hằng giới. Thật tốt chút năm không gặp, chúng bạn cũ cũng nở nụ cười, nhao nhao tiến lên. Nhan Như Ngọc cười, liền rất nhiều thương tang chớp mắt đã phi thăng tiên giới gần 20 năm, nàng cũng bị vây khốn di tích gần 20 năm, gần nhất mới ra ngoài, tiên giới cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, quá nhiều máu sắc cũng quá nhiều thảm trạng, vẫn là phàm giới hảo, không có loạn như vậy. Triệu Bân bị chấn lật thương xà giết trở về, ánh mắt cực nóng không chịu nổi, chiến ý dị thường cao. Nói thực ra, hắn đã tìm vĩnh hằng thể rất lâu, chờ lấy đánh vỡ vĩnh hằng thần thoại bất bại đâu. Tới chiến, thương xà vừa quát âm vang, khí thế cùng giọng đều ngang hàng bá khí. Hắn đích xác rất có nội tình, ít nhất hình thể phá lệ dọa người, đặc biệt hóa bản thể sau đó, nguy nga thân thể nhìn tinh không đều oanh động, lại nhìn diễn xuất dị tưởng, có nhật nguyệt có tinh thần, càng có một phương đại thế giới, như rồng gầm âm thanh đạo âm, ở bên trong vang vọng không dứt. Sau kích thước, triệu công tử cũng không yếu, hắn vĩnh hằng kim thân cũng dọa người. Nhìn ta chảm ngươi, thương xa đằng khoảng không mà đến, há miệng nôn một thanh kiếm. Ngươi cùng thao thiết kém xa, triệu bân thản nhiên nói, tiện tay vung mạnh bay sát kiếm. Cuồng vọng, thương khung ánh mắt mang lóe sáng, to lớn con mắt tựa như hai vòng cực nóng thái dương. Nhưng, không đợi hắn công phạt, triệu bân liền khai quang minh thân đồng dạng tựa như thái dương hắn cái này có thể so sánh cái kia hàng trói mắt nhiều ngô thương xà kêu đau một tiếng ảm đạm hai mắt bị hoảng ảm đạm tối tăm dị thường nhói nhói cái này bôi đen trong nháy mắt hắn cảm giác có một con bàn tay ấm áp bắt cái đuôi của hắn song thân thể liền mất cân bằng nguy nga thân thể bừng tỉnh giống bị người quăng tất nhiên là triệu bân kiệt tác hắn đã có rất nhiều năm không có ngã hơn người tối nay cũng rất hợp thời sấn cảnh như thế cái đại gia hỏa té cũng tiện tay cùng với một tiếng ầm ầm thương xà cùng một ngôi sao tiếp xúc thân mật có đau hay không ngoại nhân không biết chỉ nghe lốp bốp âm thanh quỷ hiểu được đầu kia tiểu rắn đoạn mất bao nhiêu gân mạch phốc thương xà cái này chân tàng nhiều năm lão huyết phun cái niềm vui tràn trề có một loại gọi đầu ông ông cảm giác hắn bây giờ cảm xúc rất sâu phanh lại một cái bạo ngã toàn bộ cổ tinh đều nổ tung khe hở đầy trời đá vụn bắn bay từ này một cái chớp mắt, thương xá ông ông đầu, liền không có thanh tỉnh qua, bị họ triệu đuổi kịp, cũng không cần thiết thanh tỉnh, thân thể yếu đuối liền thiếu ngã mấy lần, kháng đánh liền hướng chết tới. Rõ ràng, có thần minh thủ hộ chi quang thương xà, thuộc về cái sau. Gặp gặp nhân tài bực này, triệu công tử sức eo hợp nhất tư thế liền tặc tiêu chuẩn. Cái kia, là một bức chấn nhiếp nhân tâm huyết sắc hình ảnh, như vậy một cái kình thiên cự nhân, mang theo như vậy một đầu so thương long còn lớn hơn rắn, nhất kích tiếp nhất kích, té cái kia hung mãnh, thủ hộ chi quang đều cho người ta rất bể, to lớn một quả cổ tinh đều cho đánh bể. Ma vương bọn người là quần chúng, không có gì biểu tình biến hóa. liền cái này còn nghĩ đánh vỡ vĩnh hằng một mạch thần thoại bất bại. triệu bân mới vừa nói một chút cũng không giả, hàng này cùng thao thiết thần tử kém quá xa, phàm là có thao thiết bảy tám phần công lực đều không đến mức bị ngã thành dáng người như gấu này, nho nhỏ một hoàng tử, quỷ mới biết ở đâu ra cái này nhiều tự tin sợ là chưa từng nghe qua triệu bân chiến tích ha Phốc, thương xà thịt thân thể ầm vang băng diệt nổ thành toàn màu đỏ tươi huyết hoa chết sớm sớm thác sinh triệu bân đại thủ nắp rơi diệt chân thân hắn không dừng lại thẳng đến hắc bạch song sát lại còn triệu hoán thần minh khôi lỗi chờ giết đến chỉ thấy bạch sát không thấy hắc sát còn có tà quân cũng không thấy dấu vết đồng dạng biến mất còn có bốn tôn tổ vương không cần đến hỏi liền biết cũng gặp đại càn khôn biến động như hắn, liền bị vừa đi vừa về rời hai lần, trước sau dĩ khai ích bốn cái chiến trường. Trên thực tế, hắc bạch song sát cũng là từ những chiến trường khác ngã tới. Thật vừa đúng lúc, đụng phải thương xà tộc, một lời không hợp tại chỗ khai kiền. Đại càn khôn biến động đi, tiên giới thường có phát sinh, người đừng cả ném đi là được. Huyết mạch hoàn toàn phục cổ, ma vương chậm chậm nói, nói tất nhiên là bạch sát. Hắc bạch song sát đi, tại tiên giới cũng là rất có danh tiếng, có thể có được hôm nay chi thành tựu, đều là dùng tuế nguyệt tích tụ ra tới, đương nhiên cũng không thiếu được lên giường, hai người đơn sách đi ra không có gì, nếu liên thủ, vẫn là kinh khủng dị thường, hắn trước kia liền ăn qua một lần thiệt thòi lớn. Nguyên nhân chính là hắc sát không ở tại chỗ, bạch sát chiến lược mới giảm bớt đi nhiều. Trái lại cùng với đối chiến thương xà tổ vương, cái kia khí huyết thôn thiên cái nào. Triệu bân cũng không rảnh rỗi xem kịch, cho thần minh khôi lỗi xuống chu sát mệnh lệnh. Mang theo thần minh hai chữ chính là bá đạo, nhất kích liền vung mạnh lật ra thương xà tổ vương. Thần minh khôi lỗi, Thương Xà Tổ Vương trong lòng kinh ngạc, thấy Triệu Bân càng thêm kinh ngạc, tiểu tử này từ đâu xuất hiện, hắn ở đâu ra bực này cấp bậc khôi lỗi, còn có thiên thương thần kiếm, vì cái gì nghe lệnh tại một ngoại nhân, rất nhiều nghi vấn, để cho hắn lơ ngơ. Nhiều năm không gặp, Người trang bị đủ tinh lương a." À. Bạch Sát chậm chậm nói. Có lẽ là vãn bối nhân phẩm hảo, triệu bân trở về chứng trạc đàng hoàng. Lời này bạch sát không phản bác, không niệm thiên tiểu bảo bối đầu nhi, là cái tìm cơ duyên hảo thủ, nói nhân phẩm hắn hảo cũng không mau bệnh, chính là ra mặt này, cũng như trước kia như vậy chắc nịch. Oanh, phanh, hai người trong lúc nói chuyện, thần minh khôi lỗi đã cùng thương xà tổ vương khai chiến. Khôi lỗi đến thần minh cái này cấp bậc, không chỉ chiến lực mạnh, cũng không là bình thường kháng đánh, nhìn thương xà tổ vương thời khắc này thần thái liền biết, đánh rất nhiều phiền muộn, bởi vì rất khó phá hắn phòng ngự, cũng trách hắn không có thần binh, nếu có thần khí nơi tay, đánh vị này liền không lao lực. Tranh, triệu bân cùng tham chiến, trong tay thần kiếm vù vù. Bạch sát thì chắp tay trước ngực, làm phong cấm chi pháp. Vạn kiếm quy nhất, triệu công tử một kiếm hoành quán càn khôn, tựa như một vệt thần quang. Thương xà tổ vương đẩy lui thần minh khôi lỗi, cưỡng ép phi thân sau đột. Cấm, bạch sát trong lòng một quát, lấy giam cầm gò bó thương xà. Thương xà tổ vương thì cười giảo hoạt, lấy một loại đại thần thông, cùng bạch sát đổi vị trí, bẫy người bí pháp đi. Hắn cũng dùng tặc lưu, nhìn triệu bân một kiếm này, tung đánh bất diệt bạch sát, cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng, lại đem triệu bân thu thập, một trận chiến này liền coi như thắng. Phốc, huyết quang tùy theo chiếu giỏi, nhưng bị mệnh chung cũng không phải bạch sát. Đổi vị trí chi pháp nàng cũng thông hiểu, đơn giản lại đem vị trí đổi qua tới nàng cái này đổi một lần không quan trọng bẫy người vị kia ném đi nửa cái mạng già đáng chết thương xà tổ vương một ngụm lão huyết phun bá khí quay người trốn vào hư vô bị bán thần binh đả thương không có gì bị cực đạo thần khí đả thương vậy thì rất đau là hắn kém một chiêu không nghĩ tới khẩn yếu quan đầu lại bị cô nương kia hố tới đều tới rồi còn muốn đi bạch sát lạnh lùng một tiếng huy kiếm phá không gian thương xà tổ vương bị buộc ra hình thái cực chật vật, chưa kịp hắn đứng vững, thần minh khôi lối liền đâm đầu vào giết tới, vẫn là chiến qua làm côn làm cho, đập giết hắn nửa cái thân thể, một bước này lảo đảo, để cho thuấn thân mà đến triệu bân chui chỗ trống, lấy thủy tổ hư ảnh ra chỉ đại la trưởng uy, đem hắn đánh thành một bãi thịt nhão bùn. a, à, thương xà tổ vương gào thét, chứa đầy lửa giận ngập trời. chính xác một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, triệu thần binh nhất kiếm liền đã xảy ra là không thể ngăn cản phía trước cùng sau thời gian nháy mắt, chỉ còn dư một đạo nguyên thần, lại đến nay còn chịu kiếm ý độc hại. Kết thúc, triệu bân diễn mở vĩnh sinh vương tỏa, tựa như núi cao lăng không nện xuống. Hắn lời nói này sớm, bởi vì thương xà tổ vương nguyên thần cũng tặc kháng đánh. Cũng không sao, đằng sau còn có bạch sát bổ đao, kém nhất còn có thần minh khôi lỗi đặt cái kia chống lên, nàng một kiếm hắn một mâu, đều là bẻ gãy nghiền nát công phạt, không để người sống mệnh chỗ trống. Phốc, nguyên thần huyết quang, giống như quang huy trói mắt. Thương xà tổ vương quỳ, bị hủy diệt nguyên thần. Ta đây muốn, còn lại, tiền bối tùy ý. Triệu bân cái kia tay mắt lanh lẹ, sắp sụp bay ra ngoài một thanh kiếm, thu vào chính mình vĩnh hàng giới. Đó là tổ vương bản mệnh khí, là một tôn hàng thật giá thật bán thần binh, quay đầu luyện hóa, phân cho thân hiếu. Bạch sát vòng liếc mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ thanh kiếm này, có vẻ như cũng không gì. Nàng bắt đầu biết rõ, một ít người trang bị tinh lương, bằng hẳn không phải là nhân phẩm. Như cái này họ chịu, ra mặt dày thì thôi, tay chân còn tặc mẹ nó trơn chu. Cho ta giết, không chết không thôi. Tiên giới đại chiến diễn thử, diễn gọi là cái thảm liệt. Trận này đại hỗn chiến, đủ kéo dài dài đến nửa tháng lâu. Mãi đến đại càn khôn ổn định, các phương truyền thừa mới dần dần dừng tay. Thương vong thảm trọng bất quá đạo gia, sáu thành trở lên trưởng lão và đệ tử, đều chết trận, nửa đường chặn giết đạo ra hắc ám chi vực, cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, lão tổ một trong đêm tối lão đạo, bị không lo tiên tử chém ở thương miểu đình, đêm tối vực chủ cũng hiểm bị đạo chủ hóa thân diệt, những các bộ khác cường giả, cũng tử thương rất nhiều, vũ trụ minh mông nhuộm đầy huyết quang. Ngươi lúc trước dự đoán, không cho phép cái nào. Thần giới giải phong, không phải theo số trời sao. Tính toán, cái này phải có tầm năm ba tháng đi. Thương khung cùng vương tạc bọn người tụ tập, đều tại nhìn ma vương cái này trang bức con buôn thường thường lừa gạt bọn hắn bây giờ đếm cũng không muộn ma vương gương mặt lời nói ý vị sâu xa hắn tính toán không giả sở dĩ chưa giải phong là thần giới xảy ra vấn đề điểm ấy triệu bân hẳn là có nhiều cảm giác đại càn khôn vận chuyển có thiếu sót tinh không chỗ sâu triệu bân tìm được không niệm thiên cùng với một đạo còn có áo tím lão đạo bị sinh tử ấn khống chế chúng tiên vương từ cũng ở tại chỗ mỗi đều ỉu xìu không đáng chú ý tất cả mọi người có tổn thương, đặc biệt là chúng tiên vương, không thiếu đều tổn hại căn cơ. Không niệm thiên không có gì đáng ngại, có trường sinh quyết che chở, thương thế đều chuyện nhỏ. Đại la tiên tông giấu đi đâu rồi? Triệu bân hỏi, đưa tới một bầu rượu. Đại la tổ địa, không niệm thiên khẽ nói nở nụ cười, tiện tay mở truyền tống vực môn. Tổ địa, triệu bân nghe xong trao lên lông mày, đuổi theo vào vực môn, chưa từng nghe người đã nói. Đây là độ cao cơ mật, lịch đại chỉ trưởng giáo biết được. Không niệm thiên cười nói. Lý giải, triệu bân không hỏi nhiều, độ cao cơ mật cũng là vì an toàn nghĩ. Cái gọi là đại la tổ địa, chính là một mảnh ẩn núp hư vô tiên thổ, nhiều núi xuyên dòng sông, cũng nhiều thần minh cấp pháp trận cùng lạc ấn, nơi đây linh lực dồi dào, tang thương cổ lão chi khí có phần nồng, không biết là do ai mở, chỉ biết đại đạo thiên âm như tiên khúc, cả ngày vang vọng. Cỡ nào huyền ảo, đây là triệu bân vào tổ địa lúc, nói tới một câu nói tự đứng ngoài nhìn, hắn thần minh mắt căn bản là không có nhìn thấy manh mối, hết thảy gió êm sóng lặng. Đi vào mới biết, cái này phòng trong thành càn khôn, cực điểm che lấp, đã cách trở thần minh mắt nhìn lén, liền hắn đều như thế, ngoại nhân càng khó tìm hơn đến, cũng bao quát thần minh, chế tài giả ngoại trừ. Hắn trông thấy Tiên tông thủy tổ pho tượng, bên cạnh chính là Đại La tổ tiên. Cái này hai tôn pho tượng rất bất phàm, nên quanh năm chịu cung phụng, toàn thân đều lóe ánh sáng. Cái này chính là đại la tổ địa tử phủ chúng tiên vương lẩm bẩm ngữ bọn hắn chỉ nghe qua vẫn là đầu trở về quả nhiên đoạt thiên tạo hóa khó trách bát đại thánh địa tìm nhiều năm đều không tìm được có che lấp như vậy chớ nói tám đại thánh địa thần minh tới đều chưa hẳn dễ dùng đáng tiếc bọn hắn đều bị sinh tử ấn khống lấy không truyền ra tin tức lấy triệu bân bản tính có vẻ như cũng không khả năng cho bọn hắn cơ hội này đích xác triệu bân cơ trí đây ba ngày hai đầu xóa đi bọn hắn ký ức trở về không ít người đã tiến lên đón bóng người là ô ương ương một mảnh đại bàng bọn người còn tốt ngược lại là phàm giới bạn quốc tương kiến kích động vạn phần như rồng phi thấy hoàng phi hai mắt đẫm lệ như hồng uyên thấy hồng tước bản tôn cũng trong mắt chứa lệ quang cũng như vương tạc thấy dâu cá chê cùng thọ lão đạo bão đoàn cái kia ngao ngao khóc lớn nói thực ra ta không thể nào chào đón ngươi đại bàng thấy tiểu kỳ lân sắc mặt hết sức đen cũng là điều hắn cùng với tiểu thanh loan mới là xứng đôi nhất. Đối với cái này, kỳ lân xem thường, hai người ta mới là chân ái. Nói tóm lại, bầu không khí vẫn là rất hòa hợp. Triệu công tử tiêu chuẩn thấp nhất, đi đâu đều có người vây quanh. Bây giờ tới tổ địa, trưởng lão và đệ tử đâm đống lớn, triệu bân những ngày này hỏa a à, từ rời đi tiên tông đi đến đâu đánh tới cái nào, chặt tám tôn bán thần, cũng tham dự đồ thần huyết chiến, tiên giới trà dư tử hậu đề tài nói chuyện, tung không thể thiếu hắn, hỏa nhanh đốt. Trước tạm nghỉ ngơi, ngày mai ma quỷ tu hành. Triệu bân lời này, là đối với sau đến thân hữu nói. Đến nỗi ma quỷ tu hành, chỉ tất nhiên là nhập ma hộp. Tổ địa cũng có chữ thiên phong, thánh tử dành riêng sơn phong. Triệu bân thẳng vào đỉnh núi, tìm ra một khối phong thủy bảo địa, lấy bố trí chiêu hồn tế đàn, lại còn tìm không ít người hỗ trợ. Nguyệt thần trước kia có thể vì mẫu thân chiêu hồn, hắn hôm nay cũng có thể, liền sợ minh thần cho hắn chơi ngáng chân. Dù sao hắn trước kia tại địa phủ Trọc Thần Minh. Đã nhiều năm như vậy, sợ là hy vọng không lớn. Lão thần côn truyền âm lớn mập tiên. Dù sao cũng phải cho người ta hài tử thử xem, lớn mập tiên trầm chậm, chậm nói, người nhà này quá khổ rồi. Phương pháp này, ai dạy ngươi?" Không niệm thiên khẽ nói, đây chính là một môn quỷ quái thần thông. Một cái tiền bối, Triệu Bân cười cười. Nguyệt thần thôi, ma vương từ lòng dạ biết rõ. Hắn cùng với Triệu Bân ngầm hiểu lẫn nhau lại giấu giếm tại chỗ người. Đến nỗi chiêu hồn đi, ma vương cũng không thấy thế nào hảo triệu bân. Chiêu hồn là có điều kiện tiên quyết, tuế nguyệt cách quá lâu, nhưng là chưa hẳn có tác dụng, hơn nữa âm tào địa phủ chính là minh thần địa bàn, chết đi 100 năm hồn, còn có thể cho lôi trở lại. Lấy hắn ra chủ người đối với minh thần hiểu rõ, tiểu tử kia không bẫy người cũng không tệ rồi. Không lâu, chiêu hồn tế đàn dựng hảo, triệu uyên thi thể bị mang lên. Tùy theo chính là đèn trong, như thiên thạch treo ở triệu bân đỉnh đầu. Tất cả trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, riêng phần mình ngồi trên trận cước, lão thần côn phụ trách phung tiền giấy, lớn mập tiên tác nhận một cây chiêu hồn phiên, phía sau là hai gốc hồn linh hoa, hắn sớm đã góp nhặt, chia ra cho một cái nam trưởng lão và một cái nữ trưởng lão, này đối ngày sinh tháng đẻ có yêu cầu, ma vương nhiệm vụ là chuông lắc keng, ân, cũng chính là trong truyền thuyết chiêu hồn linh. Trưa nay, còn có không ít Phật, như phù chú, nến đỏ cùng xả hương thiên thời từ không thể thiếu, đêm trăng tròn đi, tối nay chính là một cái thời điểm tốt. Bắt đầu, Triệu Bân ngồi xếp bằng, trước tiên hít sâu một hơi, mới chắp tay trước ngực, niệm tụng một đoạn đám người nghe không hiểu chú ngữ, cùng với thần chú niệm tụng, tế đàn trận văn, tại một đạo tiếp một đạo khôi phục, có một loại kỳ dị mà cổ lão sức mạnh tràn ngập trong đó, dẫn rực rỡ tinh quang chiếu vào Triệu Uyên trên thân, chiếu hắn thể phách dạng người rực rỡ. Đinh linh linh, ma vương không dám như trò đùa của trẻ con, nhẹ nhàng rung vang chiêu hồn linh lão thần côn thì mang theo túi chữ vật hung hăng vung tiền giấy tại chỗ mỗi một cái cũng không có nhản rỗi đều có các chuyện làm phụ thân triệu bân một tiếng này kêu gọi khàn khàn không chịu nổi đèn trong giấy lên lại là lục sắc ngọn lửa lại nhìn hai gốc hồn linh hoa thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần khô héo đi có một tí tiếp một tia huyền dị quang bay vào trong cơ thể của triệu uyên đó là một loại hồn linh loại sức mạnh có nó dung nhập, triệu huyên nhiều sinh khí, nhưng đó là hồn linh hoa sinh khí. Triệu bân lại kêu gọi, trong mắt ngấn lệ. Mọi người thấy thở dài, có phần biết hắn tâm cảnh. Lần này không cùng một hơn trăm năm trước, không có quỷ kém, cũng không có tòa kia cánh cửa minh giới, hết thảy tất cả, đều lộ ra phá lệ bình thản, chỉ đèn trong ánh nến, đang nhẹ nhàng chập chờn không thấy nó biến màu sắc, cũng không thấy triệu huyên hồn trở về, yên lặng dọa người. Vân Nhi, hắc ám u minh chi địa, Triệu Uyên cũng lệ rơi đầy mặt Hai tử kêu gọi Hắn đây là có thể nghe thấy Lại bị buồn ngủ đi không được Minh thần tối nay không ngủ Liền một tay nâng khuôn mặt Nhiều hứng thú nhìn Không tệ là hắn câu nệ Triệu Uyên Nhiều năm trước liền đã câu nệ Ai bảo Triệu ra cùng Nguyệt thần Có cực lớn ngọn nguồn đâu Nói lên Nguyệt thần Hắn thường xuyên đều biết cảm giác từng đợt đau dạ dày Oanh Triệu Bân không đợi tới phụ thân hồn Lại chờ được một tiếng oanh minh Tiếng này ầm ầm quá đột ngột, chấn toàn bộ tiên giới càn khôn đều lắc lư. Sau đó, chính là một cỗ rộng rãi chi lực, giống như biển cả từ mờ mịt hư vô thượng trúc xuống, diễn thành lăng thiên thần mưa, giải đầy tinh không minh mông, có vô số loại đạo âm đang đan sen vang vọng, nghe chi giả đều tâm thần rong chơi, tổng cảm giác đó là từng trang từng trang sách lão tử tuế nguyệt cuối thần khúc, cổ lão xa xăm, lại cuốn lấy một cỗ chớ mạnh uy nghiêm, nghiền ép toàn bộ tiên giới. Thần giới, cuối cùng là giải phong, giải phong, thần giới giải phong. Một đêm này, quá nhiều người ngửa đầu nhìn bầu trời, tâm cảnh hoảng hốt, thần sắc ngơ ngẩn. Hư vô chút xuống thần mưa, bừng tỉnh giống như tuế nguyệt cuối quang huy, giải đầy vũ trụ minh mông, thấy nhiều thê lương chi địa, cây già mở cành lá, cây khô dài trồi non, nhiễm nhiên một bộ xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục cảnh tượng, giạt rào mạnh mẽ chi ý, vét sạch toàn bộ tiên giới. Luôn cảm giác thân thể nhẹ nhõm không ít. Như lời này quá nhiều người đều tại nói. Lão bối cho đáp án vẫn là rất tiêu chuẩn, thần giới giải phong, càn khôn áp chế suy yếu, cùng loại trên người gông xiềng, bị tháo xuống mấy trăm hơn ngàn cân, tự thân cảm giác có thể không thoải mái sao. Sử sách đối với cái này có văn hiến ghi lại, thần giới lại mạnh cũng phải phục tùng đại càn khôn. Đi, đi nhanh. Ban đêm, thấy nhiều truyền thừa cả tộc di chuyển, chạy về phía xa xôi vũ trụ biên hoang. Thần giới giải phong, sợ có chiến loạn, sớm chạy trốn nơi thị phi mới là vương đạo. Lâu ngày không gặp khí tức, chiếu đến tinh huy, không thiếu ngủ say lão ngoan đồng xuất quan, đầu vai nhuộm đầy cho bụi. Cũng là chiếu đến tinh huy, những lão giả thích ý mút thỏa thích lấy thần giới rủ xuống tràn khí tức, đó là thần giới trôi vào tiên giới bản nguyên linh lực, chỉ hút vào một ngụm, liền cảm thấy tinh thần sáng láng, giống như trong nháy mắt trẻ mấy tuổi, thậm chí đình trệ nhiều năm tu vi, lại giãn ra. Oanh! sâu trong tinh không, đột nhiên gây ra dòng điện tiếng sấm chấp, thần minh khí hoành quán bát hoang. Là thiên kiếp, cấp trí tôn thần phạt, có một tôn lão bán thần tiến dai. Phong thần, lão bán thần một tiếng này gào thét, hô lên tiềm ẩn thể nội nhiều năm tích tụ chi khí. Hắn lại khôi phục trẻ tuổi tư thái, rút kiếm hướng vân tiêu, nghênh kích thần phạt lôi đình. Nhưng, từ trên trời hạ xuống ở dưới không chỉ là lôi, còn có một đạo sáng như tuyết đao quang. Hắn đối phó lôi điện, lại không gánh vác đao quang phách chảm, tại chỗ hôi phi yên diệt. Có chân chính thần minh ra tay, tai kiếp trung tướng hắn đánh chết, mà lại là miểu sát. Vì cái gì? Lão bán thần gào thét thành gào thét, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Chờ thế nhân đuổi tới, tinh không cũng chỉ còn lại một kiện huyết lâm áo bào. Từ này một cái chớp mắt, vùng vãi tiên giới thần mưa nhiễm một vòng tử tinh hồng. Từ này một cái chớp mắt, từ thần giới rủ xuống tràn bàng bạc linh lực, cũng nhiều một cỗ huyết tinh, hậu sinh không hiểu nguyên do, nhưng lão bối lòng dạ biết rõ, tiên giới quanh năm chiến loạn, thần giới sao lại không phải như thế, thường thường liền tới một hồi thần chiến, không có mùi máu tanh mới là lạ. Nhìn, lưu tinh, không dành thế sự hài đồng, đều dơ lên tay nhỏ chỉ hướng thiên không. Đây không phải là lưu tinh, là thần giới người tới, thể phách lấp lóe tia sáng, các loại đều có, chợt nhìn đúng như từng khỏa lưu tinh, xẹt qua minh mông thương miểu, nhuộm hư vô rực rỡ màu sắc, lão bối nhóm đều biết, đây chỉ là bắt đầu, lui về phía sau còn có càng nhiều người tới tiên giới. Triệu bân, tới chiến. Đầy trời lưu tinh bên trong có quát to một tiếng, uy danh không hạn chế vang vọng tinh không. Chính là thái thượng thần tử, chính xác nói, là hắn bản tôn, đã từ thần giới giết xuống, cuồn cuộn khí huyết cùng sát khí, mang theo cuốn bán thần cấp đáng sợ uy áp, nghiền tinh không đều lắc lư, hắn chờ một ngày này, đã đợi rất lâu, sẽ làm cho vĩnh hằng truyền thừa sống không bằng chết. Hắn tiếng gào này, không có la tới triệu bân, lại đánh thức tiên giới chế tài giả. Vẫn là niết bàn cổ tinh, chế tài từ này trong cát vàng leo ra, toàn thân đều bùn đất. Hắn ánh mắt đầu tiên, nhìn về phía càng là đại la tiên tông cổ địa, nhìn chính là triệu bân. Hắn không nổi trận lôi đình, hết thảy đều thật yên lặng. Ma thần truyền thừa như bức A, lại chạy hắn thẻ này bắc. Không quan trọng, hắn phật tay lau triệu bân thần minh mắt. Phụ thân, triệu bân còn tại đỉnh núi kêu gọi, hô một tiếng lại một tiếng. Đêm trăng tròn đem đi qua, vẫn như cũng không thấy phụ thân hồn phách. Đúng như ma vương nói tới, tuế nguyệt quá lâu, qua chiêu hồn kỳ hạn. Thôi, hứa giác thái không thú vị, minh thần cuối cùng là giải triệu uyên linh hồn giam cấm. Bất quá, hắn cũng không phải cho nguyệt thần mặt mũi, là cho vĩnh hằng thủy tổ mặt mũi. Đương nhiên, nếu nguyệt thần cử thế hợp nhất, nói là cho nàng mặt mũi cũng không phải không được. Siêu, triệu uyên hư ảo hồn phách đột nhiên biến mất ở u minh đèn trong ngọn lửa màu sắc cũng ở đây trong nháy mắt thay đổi thật trở về mắt thấy triệu uyên thi thể dần dần khôi phục sinh khí mọi người đều nhíu mày kích động nhất chớ quá triệu bân nhiệt lệ tràn đầy hốc mắt mơ hồ ánh mắt ma vương không lại dao động chiêu hồn linh yên lặng lui xuống đỉnh núi đám người cũng như thế quả thực ngượng ngùng quấy dày người phụ tử triệu uyên mở hai mắt ra lúc lão con mắt đục không chịu nổi, hơn nữa biểu lộ ra khá là thất thần cùng trống rỗng, một hồi lâu cũng không thấy chuyển động, mãi đến triệu bân tiến lên, hắn mới cứng ngắc xê dịch cánh tay, cật lực ngồi dậy, có lẽ là hồn phách vừa quay về, thân thể căn bản không nghe sai sự. Phụ thân, hài tử, nghẹn ngào kêu gọi, huyết cùng nước mắt thân tình, thật hảo, tiên tông người nhiều mỉm cười, thân nhân lại tương phùng thật tốt ha. Triệu bân phàm gặp bạn cũ cũng mừng rỡ, Mừng rỡ bên trong cất dấu thở dài. Tưởng tượng năm đó, Triệu Uyên sống sót phù dung chết, sau phù dung phục sinh, Triệu Uyên chết, bây giờ Triệu Uyên trở lại dương gian, lại là không thấy phù dung, còn có nhà bọn hắn hai cái con dâu, một cái mất trí nhớ một cái phủ bụi, người một nhà này, cùng với quá nhiều sinh ly tử biệt. Đừng xem, đi vào tu hành. Hỗn Thiên Hỏa một tiếng gào to, đã mở Hỗn Thiên Hộp Ma. Đầu hẹn gặp lại vật này thương khung bọn người, đều đầy mắt mới lạ. Xong hắn liền bị áo liệm lão đạo một cước cho đạp tiến vào, từ bên ngoài thấy không rõ, phải đi vào mới biết lạnh hay không nhanh, trước mấy cái thời gian, bọn hắn thường thường đi vào tu luyện, mặc dù rất đau, tạo hóa vô hạn, bọn hắn một thân tu vi chính là tới như vậy. Còn nhìn, lanh lẹ, thương khung sau đó, sau đến thân hữu cũng đều bị đưa đi vào. Chờ xem, đám người lúc trở ra định thuế biến Niết Bàn, đặc biệt là thiên phú cực cao giả, như ma quân cùng ma hậu, cũng như đại hạ Hồng Nguyên, trên thực tế cái nào đều không phải là hạng người qua loa đến nỗi đám này yêu nghiệt có thể đánh ra bao nhiêu cơ duyên còn phải nhìn tự thân tạo hóa thái thượng thần tử nhảy rất hăng hái a à, lớn mập tiên lời nói ung dung có thần minh chỗ dựa tất nhiên là sức mạnh có phần đủ lão thần côn mắng to không niệm thiên không nói chỉ nhìn chữ thiên núi lần này cũng không thể lại để cho triệu bân đi ra lúc này đã không giống ngày xưa thần giới giải phong hơn phân nửa đã có không thiếu cấp chí tôn buông xuống tiên giới, Thái thượng thần tử giám ước chiến, rõ ràng đã bố trí xong tử cục, nhất định có thần minh áp trận. Mạc Lỗ Mãng, mặc dù không muốn quấy dày, không niệm thiên vẫn là nhắc nhở một tiếng. Biết rõ, Triệu Bân cười trả lời một câu, hai tay đã đặt ở phụ thân đầu vai. Hắn điều động vĩnh hằng bản nguyên, điều động nguyên thần chi lực, tất cả rót vào trong cơ thể của phụ thân, là vì phụ thân tẩy luyện phàm nhân thân thể, cũng vì tầm bổ bản mệnh hồn phách chờ thể phách không có gì đáng ngại, mới có thể lại tu luyện, bây giờ tại tiên giới, lại so với trước kia thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hai tử, chịu không ít khổ a à. triệu uyên lời nói ôn hòa. Cũng còn tốt, toàn bộ làm như là lịch luyện, triệu bân cười sái nhiên. Triệu uyên muốn nói lại thôi, trong mắt nhiều ái náy, là hắn quá vô dụng, bảo hộ không được triệu ra, rất nhiều gánh nặng đều đặt ở hài tử trên thân, trăm năm thời gian, nên một đoạn dài rằng giặc lộ, hắn không làm bạn, từ hài tử trong mắt trông thấy chỉ là dãi gió dầm sương mỏi mệt. Mẹ ngươi đâu, đây là triệu uyên tâm ngữ, lại là không xin hỏi mở miệng. Ta sẽ dẫn mẫu thân về nhà, phụ thân không hỏi, không có nghĩa là triệu bân không nói. Ban đêm, triệu uyên ngủ thật say, bị triệu bân để vào một mảnh tiên trì, sau đó nhiều ngày, phụ thân đều cần ở mảnh này bên trong tiên trì trải qua, chỉ trách, hồn phách cùng nhục thân phân ly quá lâu, bất quá đã quay về dương gian, còn lại đều đã không có gì đáng ngại, vấn đề thời gian. Sau đó chính là Lạc Hà, lại bị hắn ra chỉ mấy đạo phong ấn. Hắn cũng nghĩ Hải Nhi xuất sinh, nhưng cái kia sẽ muốn Lạc Hà tính mệnh. Đáng chết thiên sát, đáng chết mệnh cách, cuốn hắn hơn 100 năm. Một lời ánh trăng trong sáng, liễu như tâm đi ra vĩnh hàng giới, huyết mạch thuế biến phục cổ, nàng tu vi có tinh tiến, nhưng như cũng không nhận ra triệu bân, chỉ cảm thấy người thanh niên này giống như ở đâu gặp qua, nàng thường xuyên sẽ làm mộng, sẽ mộng thấy một đạo bóng lưng, cùng hắn phảng phất rất tương tự. Chủ mẫu, Long Uyên cười ha ha, không biết từ chỗ nào xông ra. Cùng với một đạo, còn có tiên lôi cùng hốn thiên hỏa, hơn nửa đêm tạc tinh thần. Lão đại không có ở đây những ngày qua, bọn chúng rảnh rỗi nhất cả trứng, đều đều nhịn gần chết. Chủ mẫu, liễu như tâm lầm bẩm ngữ, không biết thanh kiếm này vì cái gì như vậy xưng hô nàng. Hai ngươi là bái đường, chính là còn không có từng lên giường. Ba hàng tụ tập, liễu díu không xong, liễu như tâm mất trí nhớ một chuyện bọn chúng đều đã nghe trần huyền lão bọn hắn nói sao chả có thể đem tướng công đem quên đi quên không quan trọng cũng đừng di tình biệt luyến xéo đi triệu bân mắng một câu đúng vậy ba hàng cũng là rất ngoan ngoãn nếu thực sự nhịn không được có thể dùng tay ba hàng đi đều đi không yên ổn chạy ra thật xa đều không quên gào to lấy tay là một cái việc cần kỹ thuật người bình thường nghe không hiểu ít nhất liễu như tâm không chút biết rõ càng nhiều thời điểm, đều tại quét lượng Triệu Bân. Mời ngươi nghe hát, Triệu Bân đã lật ra cổ cầm. Hảo, liễu như tâm nở nụ cười, ngồi ở dưới cây già. Tiếng đàn du dương, vang lên theo, vẫn là tỉnh thế tiên khúc. Triệu Bân đánh rất nhiều nghiêm túc, rất nhiều ôn hòa giấu tại trong. Cái này bắn ra, chính là ba năm ngày, quá nhiều người nghe tinh thần chán nản. Ba năm ngày ở giữa, tiên giới càng nhiều lưu tinh, tinh không cũng dần dần bịt kín một tầng huyết sắc, thần giới buông xuống đại lão, cũng không phải tới du lịch ngắm cảnh, đã ở rất nhiều nơi tạo huyết kiếp, không biết bao nhiêu tộc rơi gặp nạn, cũng không biết bao nhiêu thế lực, bị giết đánh gãy truyền thừa. Ngày thứ sáu, vương tạc từ hộp ma nhảy ra ngoài, ngồi tốt lắm một hồi không nói lời nào. Thật đúng là ma quỷ huấn luyện, cũng thật đúng là mát mẻ, hơi kém đem mệnh ném bên trong. Cũng còn tốt, mệnh của hắn đủ cứng, thảm là thảm một chút, cơ duyên tạo hóa rất nghịch thiên. Ngày thứ 9, Mộng Tiên buông xuống đại la tổ địa, kinh ngạc một đám tiểu đồng bọn. Không niệm Thiên không quá mức kinh ngạc, có mây khói ở đây, Mộng Tiên tìm được cái này không khó. Tu Mộng chi đạo đều nhân tài, một cái cuộc đời phù du, so vực môn còn tốt làm cho. Mộng Tiên đến nhanh đi cũng nhanh, đi lên còn mang đi một vật, cũng chỉ Tiên Tông có, đạo tiên cần vật này cứu mạng nàng mặc dù đã không phải đạo gia người, nhưng đạo gia gặp nạn sao lại không giúp đỡ? nhìn nàng không vừa mắt không niệm thiên, lần này cũng là khẳng khái, ân tình phải trả cái nào. Ngày thứ 9, ma vương làm đại thần thông, chống lên một phương kết giới. Đây là thần minh pháp trận, lại cho đại la tổ địa, tăng thêm một tầng che lấp. Ngày thứ 10, nhập ma hộp người tu hành, cơ bản đều mang theo vết thương xuất quan. Ngày thứ 11, tỉnh thế tiên khúc ngừng, triệu bân một thân một mình đi xuống núi, trước trước sau sau đổ gãy nửa tháng, cũng chưa thấy liễu như tâm khôi phục ký ức. Theo đại ma vương lời nói, tình thế khúc sợ là thật sự vô hiệu, nếu có thần minh chữa bệnh, có lẽ có hy vọng. Chiếu đến ảm đạm tinh huy, triệu bân ra tổ địa. Những gì thấy trong mắt, chính là xương máu tung bay tinh không. Thật ứng lúc trước ngờ tới, thần giới giải phong là hạo kiếp. Hắn từng thử nhìn thần minh chi nhãn, kết cục không thể nào mỹ quan, thần minh mắt mất linh, hoặc có lẽ là, là hắn nhìn lén đại càn khôn đặc quyền, đã bị thức tỉnh chế tài giả thu hồi, lúc trước quen thuộc thị giác thượng đế, bây giờ mất linh, quả thực có chút không thích ứng. Hoàn toàn không có mời ta hai đi uống trà, ma vương lẩm bẩm một tiếng. Người đã nói, đánh chó nhìn chủ nhân, triệu bân thổ lộ chân lý. Lời này, ma vương nghe không thể nào dễ nghe, tiểu nhị A là một cái hiếm hoi chủng loại, hắn nhưng không có làm chó giác ngộ, nhiều nhất là cái tiểu tùy tùng, chính là hắn bản tôn truyền thống tốt đẹp, năm đó đi theo nguyệt thần không ít kiếm chuyện, cô nương kia mặt mũi đích xác dễ dùng nhưng có pháp liên hệ nguyệt thần. Triệu Bân hỏi một câu. Nên xuống lúc tự sẽ xuống, ma vương lời nói ung dung. Triệu Bân không hỏi lại, phủ một kiện áo bảo đen, tan biến tại tinh không. Phía sau nhiều ngày, hắn đều như một cái dạ u linh, xuất quỷ nhập thần, chỗ đến, chứng kiến hết thảy tất cả thảm trạng, có quá nhiều sinh linh cổ tinh bị tàn sát, cũng quá nhiều thế lực bị diệt tộc, đây vẫn chỉ là hắn nhìn thấy, toàn bộ tiên giới, hơn phân nửa cũng là huyết lâm xối. Triệu Bân, tới chiến. Đi tới một mảnh hoang vô tinh không, Triệu Bân lại nghe được bực này kêu gào. Lại, vì cái gì nói như vậy, còn không phải Thái Thượng Thần Tử quá tưởng niệm hắn, thậm chí là, đi đâu đều có thể nghe tên kia hét to, hắn mang theo đầu óc đâu. Cũng sẽ không mốc lấy đi chịu chết, thật cho hắn lôi ra mấy tôn thần minh tới, đó chính là hàng thật giá thật tử cục. Tìm, cho ta tìm. Thái Thượng Thần Tử nghiến răng nghiến lợi, con mắt tinh hồng không chịu nổi. Sớm nghe nói về Đại La Tiên Tông có tổ địa, Triệu Bân nhất định cất giấu cái kia. Không cần hắn nói nhảm, Thái Thượng Tông Cường giả cũng đã sớm đi tìm, đồng dạng đang tìm, còn có phía trên xuống thần minh, có tiên tông cửu ra, cũng không thiếu vĩnh hằng một mạch cửu ra, nhược mỗi người cùng Nguyệt Thần quan hệ lộ ra ánh sáng, Nguyệt Thần cửu ra nhất định cũng biết tìm. Nương, cha trở về. Triệu Bân đã trốn vào không gian hắc động, tiếng kêu đi một đường vang dội một đường. Hắc ám là cô quạch, không một chút hồi âm, vẻn vẹn có tà ma thường xuyên qua lại tìm lúc, hắn dùng vĩnh hằng hoàng thể bản nguyên, muốn dùng cái này tìm kiếm đột phá. Hai mạch truyền thừa đồng căn đồng nguyên, tiên thiên liền không bài xích, dung hợp quá trình rất thuận lợi, nhưng triệu bân sắc mặt, cũng không thế nào dễ nhìn, hắn có thể trông thấy tiên vương môn, vẫn còn kém chút hỏa hầu, nếu lại tới một chút linh kiện, có lẽ là đủ rồi, hắn có thể cưỡng ép xung kích tiên vương. Ngừng! Ma vương đột nhiên một lời, hai mắt vì theo hít lại, nhìn chồng chọc hắc ám. Triệu bân cũng như thế, mắt có thể bằng chi địa, có thể gặp bóng người mơ hồ. Khoảng cách tới gần hai người mới nhìn rõ, chính là ngày xưa từng tại hắc động thấy qua quỷ La Vương, diệt như một tôn cái xác không hồn, mang theo hắn chiến qua, không giới hạn đi ở trong bóng tối, dù là từ bên cạnh triệu bân đi ngang qua, cũng không nửa điểm phản ứng, ngơ ngơ ngác ngác. Ai? Ma Vương một tiếng thở dài, người nào đó sống sót sống sót, liền thành loại trạng thái này. Như hắn bản tôn lúc tuổi già lúc, đã từng ngu dại rất nhiều năm, liền nguyệt thần đều bất lực. Nói đến nguyệt thần, hắn lại không khỏi nói thầm, từ thần giới giải phong, đã có chút thời gian, đến nay cũng không thấy cô nương kia, cũng không thấy tìm triệu bân, chẳng lẽ liền không sợ đồ nhi bị người diệt. Cho dù không tiếp triệu bân vào thần giới, cũng nên lộ lộ diện, tâm sự hy vọng gì. Mẫu thân, triệu bân kêu gọi đã khàn giọng đi đến đâu thét lên cái nào. Có đại chiến, ma vương lại mở miệng, có thể xuyên thấu qua hắc ám nhìn thấy ngoại giới triệu bân đã có cảm giác đấu chiến uy thế còn dư thái hạo lớn liền hắc ám đều bị tác động đến ma vương khéo hiểu lòng người a lấy bí pháp liền triệu bân ánh mắt từ cái này nhìn tinh không lúc minh triệu bân ánh mắt đầu tiên liền trông thấy tôn kia cái thế ngoan nhân cùng với đối chiến chính là một cái ngân bảo thanh niên hàng thật giá thật thần minh chỉ có điều thân ở tiên giới địa bàn thần minh tu vi bị đè lên bán thần cấp nguyên nhân chính là như thế hắn mới không thể nào đủ nhìn, bị lúc minh một đường đánh đứng không vững. Có thể nhận ra cái này tôn thần, triệu bân nhìn về phía ma vương. Chưa thấy qua, ma vương lắc đầu, chỉ biết thần giới tới. Cùng với một tiếng oanh minh, mảnh này hắc ám lại là một trận lắc lư. Ngay cả không gian hắc động đều như vậy, ngoại giới cảnh tượng nhìn xem dọa người hơn, toàn bộ tinh vực, đều sấm sét vang dội lực lượng hủy diệt sen lẫn bay múa, đáng diệt một khỏa lại một khỏa tĩnh mịch cổ tinh, không có người chạy tới quan chiến, cũng không dám có người quan chiến, đại chiến uy thế còn dư quá kinh khủng. Hắn không được, Ma Vương xuống cái kết luận, trong miệng hắn là chỉ ngân bảo thần minh. Lúc Minh chiến lực hắn được chứng kiến, cùng giai chưa có người có thể đấu qua hắn. Đơn đấu không được, nhưng không chịu nổi nhiều người, đại chiến say xưa lúc, lại có người ảnh hiển hóa, đều là bị áp chế thần minh, lại vừa đưa ra hai tôn, không quá mức nói nhảm, trực tiếp tham chiến. Rất có một bộ liên thủ đồ diệt lúc Minh Tư thế, kẻ này nhảy nhót quá hăng hái. Đáng tiếc, bọn hắn xem thường đối thủ, đánh đánh liền không còn hình bóng. Ba tôn thần minh gương mặt kia a, à, không là bình thường khó coi, quá mất mặt. Muốn nói cũng là, bọn hắn xuống là trang bức, cũng không phải bị đánh mặt. Nho nhỏ sâu kiến, cũng dám nhìn lén Chí Tôn. Ngân bào thần minh một tiếng lạnh quát, tiện tay một đạo kiếm quang chém vào hắc ám. Không tệ hắn cảm giác được triệu bân, sớm tại cùng lúc minh đại chiến lúc liền biết. Hắn như vậy bị đánh mặt, cũng không thể truyền đi, bằng không thì thần minh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Siêu, triệu bân sớm đã mở chui, như một đạo kinh hồng xẹt qua hắc ám. Thần minh kiếm quang kèm theo khóa chặt, ở phía sau đuổi sát hắn không thả. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn triệu hoán thần minh khôi lỗi, ngạnh kháng nhất kích. Khá lắm con kiến hôi. Ngân bào thần minh khóe miệng hơi vỉnh, chân thân vào hắc động. Nhưng hắn tới chậm, triệu bân đã ở hắc động đồn không thấy. Tiên giới quả thực có ý tứ. Ngân bào thần minh cười nghiền ngẫm trêu tức, lại ra khỏi không gian hắc động. Hắn đã nhớ kỹ cái kia sâu kiến khí tức, gặp lại nhất định có thể nhận ra. Nguy hiểm thật, hắc ám chỗ sâu, triệu bân lại trộm đạo hiện ra thân hình. Như hắn hạng này, nguyệt thần một trưởng có thể đánh tàn phế một mảnh. Ma vương đạo, triệu bân không cho hắn nói dóc những thứ này, tiếp tục tại trong bóng tối tiềm hành lại điệu thấp không thiếu phần lớn thời gian cũng là dùng nguyên thần truyền âm miễn cho tinh không lại xuất thần minh lại đem hắn để mắt tới như cái kia ngân bảo chí tôn nguyệt thần năng đánh cho tàn phế một mảnh nhưng hắn cũng không phải nguyệt thần hắn thường xuyên nhìn tinh không cũng như lúc trước quá nhiều máu sắc hình ảnh trừ này chính là chạy nạn người bao nhiêu lão bối mang theo nhà mình hậu bối nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể chạy thoát có quá nhiều tộc rơi vào trong di chuyển bị vây giết, không đợi được chỗ an toàn, liền bị người diệt tộc. Trước khi chết, lão bố nhóm phần lớn có hối hận, liền nên tại thần giới giải phong phía trước, lôi kéo tộc rơi chạy nạn, bây giờ quả thực quá muộn. Triệu bân vừa đi vừa nghỉ, trong bóng tối tiếng kêu không dứt. Hắn không biết nữ thần minh ở đâu, chỉ biết nữ thần minh trạng thái không tốt. Nguyên nhân chính là trạng thái không tốt, hắn mới càng hẳn là đi tìm, miễn cho bị lòng giả khó lường thần minh để mắt tới, cũng không phải là tất cả trí tôn, cũng là cần thể diện chủ, cũng như tôn kia ngân bào thần minh. Không biết thứ mấy ngày, triệu bân mới ra hắc ám. Có lẽ, mẫu thân sớm đã không tại không gian hắc động. Hắn như cô hồn giã quỷ, tại tinh không vừa đi vừa về du đắng, không có thần minh mắt nhìn lén càn khôn, tìm người không khác mò kim đáy biển, cũng không người cho hắn chỉ một phương hướng, chế tài giả có lẽ biết, nhưng hắn một đường nhiều lần kêu gọi, cũng không được đáp lại, hơn phân nửa không muốn phản ứng. Oanh, ầm ầm, tinh không không bình tĩnh, đi đâu đều có thể nghe oanh minh, bốn phương tám hướng đều có. Không cần đi xem, liền biết có người ở đánh nhau, khó tránh khỏi còn có thần minh tham chiến. Trừ tiên giới, thần giới hơn phân nửa cũng không thể nào thái bình, cuối cùng gặp hư vô sấm sét vang dội. Quanh đi quẩn lại, hắn lại đến hồng hoang. Nhanh nhanh nhanh, đuổi kịp. Lão đạo, thật tốt chút năm không gặp ngươi. Tu luyện thánh địa, chính xác phong thái vẫn như cũ. Cũng như trong trí nhớ như vậy, hồng hoang đại lục cùng tinh không tiếp giáp, bóng người nhốn nháo, ra bên ngoài chạy nạn có, phần lớn mang nhà mang người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tới hồng hoang ngắm cảnh cũng có, sáu thành trở lên cũng là bán thần, hoặc phong trần phó phó hoặc tư thái nhàn nhã, kết bạn mà hành giả, gấp rút lên đường lúc không thể thiếu cười cười nói nói, trong đó thọ nguyên khô kiệt giả chiếm số đông. Liền cái này, còn có từng ngọn vực môn chống ra. Mỗi tọa vực môn, hoặc nhiều hoặc ít đều có người đi ra. Triệu bân vòng nhìn tứ phương, khi thì cũng biết ngước đầu nhìn lên. Nói thực ra, hắn còn là lần đầu tiên gặp nhiều như vậy bán thần cảnh, mới biết thời gian qua một lát, đã nhìn thấy hơn một nghìn, đây vẫn chỉ là nam hoang, khác như đông hoang, bắc hoang cùng tây hoang bên kia, định cũng là như vậy, bán thần số lượng như vậy tề tụ, chạy tới họp. Hứa biết triệu bân nghi hoặc, ma vương cho xác định đáp án, vô vọng hải. Vô vọng hải, triệu bân thì thào một lời, đối với vô vọng hải cũng không lạ lẫm. Tương truyền, lúc minh năm đó cùng một tôn thần minh hẹn đánh nhau lúc, chiến trường chính là vô vọng hải. Cũng là bởi vì trận chiến kia, tiên giới càn khôn bị nhiễu, lúc minh bị tiên giới chế tài giả trấn áp cầm tù. Vô vọng hải tại hồng hoang đại lục, triệu bân truyền âm hỏi một câu. Tứ hoang giao giới, ân, cũng chính là hồng hoang đại lục chính giữa. Năm đó ta từng đi qua tứ hoang giao giới, nào có cái gì vô vọng hải. Trước kia thần giới còn chưa giải phong, người tất nhiên là mong không thấy nghe người ngụ ý này vô vọng hải là cùng thần giới liền với vô vọng trong biển có thần sơn bên trong ngọn thần sơn có tiên thê là thông hướng thần giới lộ ma vương ngồi xếp bằng ngồi xuống ực một hớp rượu mới tiếp tục nói thần giới chưa giải phong lộ là cắt chỉ tiên thần lưỡng giới che chắn giải trừ vô vọng hải mới có thể chân chính hiển hóa trong đó nguyên do có thể tham khảo phàm trần đăng thiên lộ hai người đạo lý loài cùng nói như vậy ta cũng có thể thông qua tiên thê vào thần giới Triệu bân nhỏ giọng nói. Như người tu vi này, chớ nói vào thần giới, liền vô vọng hải ngươi cũng không vào được. Ma vương ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy lười biếng nói, bằng tự thân đạp thần sơn thành tiên bậc thang, cần bán thần, đương nhiên, nếu có thần minh tới đón đưa, vậy thì nói khác. Triệu công tử một tiếng ho khan, là hắn suy nghĩ nhiều. Lúng túng về lúng túng, nghi ngờ trong lòng xem như giải. Nhiều bán thần như vậy vào hồng hoang đại lục, tất nhiên là chạy vô vọng hải cùng thần sơn đi, tại thần giới xung kích thần minh cảnh, hẳn là so tiên giới lại càng dễ, ít nhất sẽ không bị tu vi áp chế, dầu gì, liền tại thần giới ở thêm mấy năm, dính điểm thần minh khí uẩn, lại càng dễ phá quan, cơ duyên cùng ách nạn cùng tồn tại, thần giới cũng nhất định an toàn, đều xem tự thân tạo hóa. Đi xem một chút, triệu bân cũng tế truyền tống vực môn, thẳng đến cái kia vô vọng hải. Hắn sau đó, càng nhiều người đang lục hồng hoang, phần lớn là ngủ say nhiều năm lão bối tu sĩ. Hắn sau đó, cũng nhiều hơn người rời đi hồng hoang, nếu không phải thế đạo tàn khốc, ai muốn ly biệt quê hương. Vô vọng hải, vô biên vô hạn, nó sự bao la, có thể so với một tinh vực. Trong biển có thần sơn, nguy nga mà cao lớn, tựa như một cây kình thiên trụ lớn. Mà thông hướng thần giới tiên thê, liền đặt tại bên trong ngọn thần sơn, từng bước thẳng vào vân tiêu. Cái này, chính là vô vọng hải, thật lớn a à vào thần giới thông đạo, sao có thể không phóng khoáng. Đột nhiên thêm ra một mảnh hải, thật đúng là không quen. Triệu bân lúc đến, vô vọng bờ biển Duyên đã đã tụ đầy bóng người, phần lớn là một cái lão tiền bối, mang theo hai ba cái hậu sinh, chạy tới đây từng trải, chỗ nhiều người, cuối cùng không thể thiếu nghị luận, tựa như phiến khu vực này, hôm nay liền phá lệ náo nhiệt, tiếng ồn ào liên tiếp. Chính xác minh mông, triệu bân vô tận thị lực nhìn ra xa, mong không thấy phần cuối đúng lúc gặp tinh huy rủ xuống, toàn bộ mặt biển đều sóng nước lấp loáng, có mông lung mây mù nhiễu, có dị tượng diễn sinh, càng có đoạt thiên tạo hóa đạo âm, vang vọng bát hoang, nó an lành yên tĩnh, cất giấu cổ lão khí uẩn, bộc lộ chính là tang thương chi ý, làm cho tâm thần người hoảng hốt. Mang theo tâm cảnh như thế, Triệu Bân mở ra bước chân, nhưng hắn mỗi tới gần vô vọng hải một bước, liền cảm giác một cỗ rộng rãi chi lực đâm đầu vào mãnh liệt, cực điểm va chạm hắn, lại càng đến gần liền càng mạnh, thậm chí là, hắn một bước càng so một bước gian khổ, còn chưa tới biên giới, liền bị bàng bạc chi lực ngăn lại, lại không cách nào tới gần nửa bước. Ma vương không có lửa hắn, vô vọng hải nhìn tu vi cũng không nhìn chiến lực. Hắn có thực lực đồ bán thần, lại không có tiến vô vọng hải tư cách. Nói đến bán thần, không ít người đã đi vào, hoặc ngựa kiếm hoặc bay trên không, hoặc ngồi cưỡi tiên thú, hoặc chân đạp một chiếc thuyền con, có tiên, có ma, có yêu, có Phật, các loại truyền thừa đủ loại có, bất quá, vào cái kia vô vọng hải, không có nghĩa là liền có thể đến ngọn thần sơn kia, có quá hơn nửa thần, đi tới đi tới liền bị bọt nước chụp đó, như cái vịt lên cạn, ở trong biển một hồi bay nhảy, thật vất vả bơi đến bên bờ, lại là chật vật không gặp người dạng, cái này còn khá tốt, có như vậy mấy vị. Bay nhảy một hồi liền chìm vào đáy biển, lại không gặp đi ra. Bán thần bị chết đuối, Triệu Bân thật sự là đầu hẹn gặp lại. Thế nhân cũng đổ rút hơi lạnh, vô vọng hải quá tà dị. Phong thần, đột nhiên một tiếng gào to, chưa đến triệu bân vô ý thức ngoái nhìn. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy hai đạo bóng người quen thuộc, yếu ớt lão đạo cùng dấu thiên lão đạo. Bao năm không thấy, cái kia hai lão đầu nhi cũng tiến dài bán thần, kết bạn vào vô vọng hải. Phía sau, chính là hòa khí chân nhân, cưới một cái lão ô quy, trời mệnh đuổi theo hai người. Đi đâu, ba, năm vị bán thần sát nhập vào vô vọng hải. Âm hồn bất tàn a. À hai người đạo gặp chi quay đầu liền chạy. Oanh âm thanh tùy theo ở trong biển vang vọng, náo ra một mảnh sóng to gió lớn. Thấy qua việc đời lão bối, quyền đương không có nhìn thấy, so sánh lúc minh cùng thần trận đại chiến kia, cái này đều tiểu đả tiểu nháo, còn xa nhiễu không được tiên giới cản khôn, chế tài giả tám thành cũng lười lý tới, thật chờ hắn lão nhân ra ra tay, vậy thì không phải là chuyện nhỏ, chế tài không có thương lượng. Hẹn đánh nhau giả không chỉ một, phương đông mặt biển cũng có sấm sét bay múa định con mắt nhìn, chính là một đen một trắng hai người giả, chiến khí thế ngất trời. Triệu bân từ này phương thu mâu, tập trung vào ông lão mặc áo trắng kia, là mong hương chân nhân không thể nghi ngờ, phượng múa bản tôn tại tiên giới sư phó, lại cũng sát nhập vào bán thần lĩnh vực, tối nay tới vô vọng hải, rõ ràng muốn đi thần giới dạo chơi, hết lần này tới lần khác, tại nửa đường gặp được chính mình cừu ra. Triệu bân, tới chiến, vô vọng hải náo nhiệt, bên ngoài sân cũng có tê uống, vẫn là thái thượng thần tử, không biết từ chỗ nào xông ra, đứng ở hư không tiếng quát chấn thiên, chắc chắn triệu bân tại phiến thiên địa này. Hắn chiến thư đã phía dưới rất lâu, đến nay không thấy đối phương tới chiến, trong lòng nhấn nhịn lửa giận ngập trời, thậm chí cuồn cuộn sát khí bao phủ một phương càn khôn. Lại tới, sao cái nào đều có hắn. Tụ tập thế nhân tặc tự giác, nhao nhao tản ra. Lão bối cũng mang theo hậu sinh, thối lui ra khỏi vùng thế giới kia. Vĩnh Hằng thể sợ là khiếp chiến lâu như vậy cũng không thấy hiện thân. Nếu hai người đánh đánh giết ra mấy tôn thần, người thay triệu bân cản. Lời này không giả, lấy thái thượng thần tử chi bản tính, sẽ không giảng võ đức. Âm thầm xì xào bàn tán rất nhiều, cũng chỉ dám trộm đạo nói, liền sợ bị người nào đó nhớ thương, tên kia là cái hung tàn tàn nhẫn chủ, tìm không được triệu bân, khó tránh khỏi sẽ cầm ngoại nhân vung nộ khí, như bực này ví dụ, vài ngày trước đã có rất nhiều, không thiếu truyền thừa đều gặp lớn ương, không có cách nào ai bảo nhân ra hậu trường cứng rắn đâu tiểu môn tiểu phái thật đúng là không thể trêu vào triệu bân liếc qua con mắt không hề bận tâm vị này không hổ là bản tôn xa không phải hóa thân có thể so sánh nhịn xuống ma vương tỉnh ngủ âm thầm có thần minh ta biết rõ triệu bân cũng không ngốc biết đây là cái hố hắn không chiến ta chiến tiếng ồn ào bên trong có quát to một tiếng vang dội đầy minh mông thiên lời còn chưa dứt thì thấy một đạo người mặc áo tím ảnh hiển hóa hư không, thể phách cùng khí uẩn cường đại dị thường. Bản nguyên bên ngoài phát hiện sinh linh chi khí, tựa như hãn hải đồng dạng, sóng lớn đang lăn lộn. Cẩn thận như vậy một nhìn, càng là chữ thiên tiên bảng xếp hàng thứ hai liền kiều mộc. Hắn đến, chỉnh thế nhân có phần tới tinh thần. Tối nay có vẻ như có vở kịch. Người cũng nghĩ tự tìm cái chết. Thái thượng thần tử u cười, sát khí thì tùy theo lăn lộn. Tiểu hậu sinh, khẩu khí thật lớn. Mơ mịt lời nói tựa như hồng trung đạo âm tiếng này xuất từ liền kiều mộc sau lưng có một đạo bóng người mơ hồ như ẩn như hiện được thần minh quang lời tuy ngắn gọn lại có dấu uy nghiêm vô thượng để cho người ta nhịn không được muốn phủ phục thế nhân gặp chi tất cả kinh hãi trong mắt cũng nhiều vẻ kính sợ khó trách liền kiều mộc dám nhảy ra hẹn đánh nhau nguyên là có thần minh bảo hộ người đường đường thần minh như vậy hù dọa tiểu bối thái thượng thần tử sau lưng hư không cũng nhiều một đạo bóng người mơ hồ, thấy không rõ không quan hệ tôn vinh, chỉ là cũng là một tôn thần minh, giải rác một lời, chấn thương thiên động rung động, liền vô vọng hải đều nhấc lên sóng biển. Oanh! Hai thần minh âm thầm rằng co, hư vô mờ mịt trong nháy mắt nổ tung lôi điện. Mà thân ở phiến thiên địa này thế nhân, thì ép không được tâm linh run dày. Bây giờ, liền đã bước vào vô vọng hải bán thần, đều gạt trở về. Trước khi đi, nhìn một tuồng kịch cũng không tệ, song phương tới hai tôn thần cái nào. Ma vương cũng không nhìn như vậy, cái nào liền hai tôn thần minh rồi, nơi đây chỉ ít có tám tôn thần, đây vẫn chỉ là hắn cảm giác được, quỷ hiểu được phải chăng còn có khác, triệu bân coi là thật đi ứng chiến, tung không bị thái thượng thần tử đánh cho tàn phế, cũng sẽ bị chúng thần lần lượt mời đi uống trà. Rất nhanh, thiên địa quay về bình tĩnh, hai tôn hiển hóa thần, cũng giấu tại hư vô. Chí tôn đi, hai người cùng có một loại ăn ý, đều không nhúng tay hậu bối ở giữa hẹn đánh nhau. Cái này cũng là liền kiều mộc suy nghĩ trong lòng, sở dĩ đem thần minh kéo tới áp trận, chỉ cầu công bằng một trận chiến. Oanh! Cùng với một tiếng ầm ầm, có một tòa thật lớn chiến đài bày ra. Chiến đài bên ngoài, nhưng là tứ phương kết giới, ngoại nhân không thể đặt chân. Nghĩ như vậy chết, thành toàn ngươi, thái thượng thần tử khóe miệng hơi vỉnh. Cuồng vọng, liền kiều mộc vừa quát âm vang, trong khoảnh khắc mở đỉnh phong chiến lực. Hắn đến nay vẫn là tiên vương, đối thủ lại là bán thần cảnh, nhưng hắn đánh chính là bán thần, ngụ ý cũng rõ ràng, hắn đem thái thượng thần tử coi là đá mài đao, để mà ma luyện tự thân tâm cảnh, thắng có thể tiến thêm một bước, thua đó là hắn tài nghệ không bằng người, hắn có giác ngộ. Audio điện tử võ tấn bền Chiến Liên kiều một tiếng quát chấn thiên khung, ẩm vang chống ra bản mệnh dị tưởng. Dị tưởng diễn sinh minh mông tiên thổ, có vô số tinh thần tách ra trong đó. Điêu trùng tiểu kỹ Thái thượng thần tử đầy mắt khinh miệt, một bước vượt qua lờ mờ thiên, oanh một tiếng dẫm vào minh mông tiên thổ, chính là một cước này, chấn diệt dị tượng mãn thiên tinh thần, kèm thêm liền kiều mộc diễn xuất rộng rãi đại thế giới, cũng ở đây một cái chớp mắt ẩm vang sụp đổ. Phốc, liền kiều mộc ho ra đầy máu, bị chấn hoành lật hư không tám trăm trượng. Thế nhân nhìn hai mắt tròn trịa, này liền cho người ta dị tượng dẫm sập. Đã chọn sai người cái nào, ma vương hít sâu một hơi, tự hiểu liền kiều mộc suy nghĩ trong lòng, đơn giản muốn mượn thái thượng thần tử ma luyện tự thân, nhưng hắn đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp đối thủ, thái thượng thần tử cũng không là bình thường bán thần, cảnh giới áp chế còn không đập chết ngươi. Triệu bân thần sắc bình tĩnh như trước, thái thượng thần tử đích xác so trong tưởng tượng càng mạnh hơn. Thật muốn cùng chết, hắn chưa chắc là đối thủ, ở giữa kém một cái đại cảnh giới đâu. Điểm ấy ma vương không phản bác, nhưng nếu cùng giai đối chiến, triệu bân một tay liền cho tên kia nhấn đó. Hạt gạo chi quang, cũng dám chạy tới cùng nhật nguyệt tranh huy. Thái thượng thần tử khóe miệng hơi vỉnh, năm ngón tay đại thủ bao trùm hư thiên. Liền kiều mộc thông suốt định thân, hai tay kình thiên, ngạnh sinh sinh chĩa vào. Một cái chớp mắt này, hắn mi tâm khắc ra một đạo bí văn, như thác nước tóc dài cũng thay đổi màu sắc, giống như bị máu tươi nhuộm qua, toàn bộ huyết lâm xối một mảnh, hắn chi khí thế lại bên trên đỉnh phong, mở kình thiên đạp đất ngoại đạo pháp tướng, nhô lên che trời năm ngón tay đại thủ. Thú vị! Thái thượng thần tử cười nhìn ngẫm chiêu tức, một đạo kiếm quang từ thiên đánh xuống. Kiếm đến huyết quang bắn ra bốn phía, liền kiêu một ngoại đạo pháp tướng cứng rắn bị nhất kích chém chết. Chiến, liền kiêu mộc chiến ý như lửa thiêu đốt, rút kiếm đánh vào cử tiêu. Hắn sợ là điên rồi, không biết động bao nhiêu bản mệnh cấm thuật. Ngày xưa cùng chiến thiên hành đánh lúc, hắn đều không có như vậy điên cuồng qua. Lúc này mới giống dạng, thái thượng thần tử u cười, nửa điểm không hoảng hốt oanh, phanh, máu tanh đại chiến, liền như vậy tại hư thiên kéo ra màn che. Mà ở trong đó huyết tinh, tất nhiên là chỉ liền kiều mộc, hắn thật không phải là thái thượng thần tử đối thủ, hoặc có lẽ là căn bản không phải một cái cấp bậc, tung mở rất nhiều cấm pháp, cho dù là hắn át chủ bài ra hết, cũng không chịu nổi công phạt, thậm chí khai chiến người hiệp, thân thể liền bị người phá hủy. Trái lại thái thượng thần tử, cũng không nửa phần chật vật. Liền phòng ngự cũng không phá vỡ, cái này còn đánh cọng lông bọn tiểu bối nhách miệng chặt lưỡi, nhìn cái kia kinh hãi run rẩy. Lời giống vậy, lão bối nhóm cũng nghĩ nói, chiến lực tranh lệch quá lớn, lại đánh không có ý nghĩa, nếu thái thượng thần tử chịu hàng giai một trận chiến, ai mạnh ai yếu, là ẩn số, bây giờ cái này tình trạng, liền kiều mục liền 20 hiệp đều sống không qua, thần minh con trai trưởng lần này là lỗ mãng. Nói đến hàng giai, thái thượng thần tử khí thế thật sự hàng một mảng lớn. Hắn là khống chế rất nhiều chuẩn, đem tự thân tu vi xuống đến cùng liền kiều mộc cùng dai. Cái này, là thế nhân không ngờ đến, thái thượng nhà thần tử biết cần thể diện. Hôm nay, ta cho ngươi một cái công bình chết kiểu này. Thái thượng thần tử u tiếng cười, giống như mang theo cuốn vô tận ma lực, nếu đối thủ là bình thường tiên vương, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi này, nhưng liền kiều mộc thế nhưng là hàng thật giá thật thần minh con trai trường, hao chút kình cũng không vấn đề gì. Chiến, liền kiều mộc khí huyết bốc lên, con mắt như như mặt trời rực rỡ, không biết lượng sức, thái thượng thần tử khí thế càng mạnh hơn, uy chấn bát hoang. Tiên vương cùng giai đối chiến, có thể so sánh lúc trước đặc sắc nhiều, ít nhất thời khắc này liền kiều mộc, không phải là bị đè lên đánh, cùng thái thượng thần tử một đường chiến đến thương miểu tối đỉnh, chấn thiên oanh minh, như từng tiếng chuông tang, cùng với đầy trời huyết quang cùng sấm sét, từng tiếng gõ vang. Không đáng chú ý, ma vương đạp tay mong nhìn bầu trời khung, vẫn là lúc trước kết luận. Triệu bân cũng là trung thực quần chúng, không có gì biểu tình biến hóa. Thế nhân không đành lòng lại nhìn, thần minh con trai trưởng chiến có chút thảm, cương cân thiết cốt thể phách, nhiễm nhiên bị đánh bể đến mấy lần, cái này lăng thiên rực rỡ tiên mưa, hơn phân nửa là căn nguyên của hắn huyết, liền bắn bay huyết cốt, đều đang rơi xuống bên trong một khối tiếp một khối nổ thành cho bụi. Ma vương kết luận cùng ngờ tới, một chút đều không giả. Thứ 50 cái hiệp, liền kiều mục như thiên thạch rơi xuống cửu thiên. Hắn bại, thân thể bị hủy đi thất linh bát lạc, mãi đến sụp đổ thành một đóa huyết sắc hoa, chỉ còn dư một đạo tàn phá chân thân, từ thiên phiêu rắt xuống, hao tổn nguyên thần chi hỏa cực điểm chôn vùi, liền chiến ý đốt thành một đạo liệt diễm, bây giờ cũng bị sát khí triệt để phốc tàn. Đi đường bình an, thái thượng thần tử một lời cô quạnh băng lãnh. Tùy theo, chính là một cây đen nhánh chiến mâu, từ thương miểu mà đến. Liền kiều mộc nhất kích bị mệnh chung, bị thái thượng thần tử một mâu đính tại thiên khung. Huyên náo thiên địa, trong chớp mắt lặng ngắt như tờ, đều thần sắc kinh ngạc nhìn giữa không trung thần minh con trai trưởng bản mệnh nguyên thần hỏa đã tiêu diệt hư ảo nguyên thần cũng từng khúc bị bại chiếu đến tinh huy hóa thành một mảnh cho bụi cũng chỉ lưu một tiếng bi thương gào thét hắn trước kia là có giác ngộ không nghĩ bại thảm liệt như vậy hắn bại không sao lại là bôi nhọ phụ thân năm đó uy danh hắn không oán ai đây là hắn chọn lộ chẳng qua là hắn quá yếu cái kia tôn thần cũng thật ngồi được vững thế nhân đều xuống ý thức nhìn về phía một mảnh hư không, tốt xấu là kéo ngươi tới trợ giúp chấn chàng, người đều chết trận, cũng không thấy ngươi nói một câu, nhìn mộng bức. Vẫn là nói ngươi cùng liền kiều mộc thần tử, là nửa đường dựng hỏa nhi. Ai? Thần Minh chỉ một tiếng thở dài, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thế nhân nói rất đúng, hắn cùng với liền kiều mộc là nửa đường kết nhóm. Lấy người tiền tài thay người đứng đài, thật có thần minh dính vào, hắn sẽ áp chàng, hậu bối ở giữa đánh trận, Hắn liền không tham dự, dù sao cũng là lợi ích quan hệ, không đáng cùng chết, thật muốn cùng đối phương tới cứng, hắn cũng chơi không lại a. À. Dù sao mấy tôn thần, tiền bối này liền muốn đi, Thái thượng thần tử giải tu vi cấm chế. Xong, thì thấy hắn một kiếm hoạch xuất ra một đạo rực rỡ tinh hà, hoành quán cửu thiên. Kết nhóm thần minh bị ngăn lại, chẳng những bị cản lại, còn từ trong hư vô bị buộc ra. Thế nhân nhìn kinh ngạc, có ý gì, Thái thượng thần tử muốn cùng thần minh so chiêu một chút? hắn, có cái kia nội tình, ma vương há miệng nói câu lời nói thật. Phải biết, đây chính là tại tiên giới, các thần linh là bị tu vi áp chế. Tất nhiên cùng là bán thần cấp, làm một trận cũng không kỳ quái, toàn bộ làm như luyện tay một chút. Hắn cũng nghĩ ma luyện, trong lòng triệu bân một lời, trong miệng hắn, là chỉ thái thượng thần tử, liền kiều mục tìm hắn làm đá mải đao, hắn cũng nghĩ tìm một khối, tôn này thần minh liền rất phù hợp. Tiểu bối, người có phần quá cuồng vọng, đoàn người thần minh hừ lạnh một tiếng ta có cuồng vọng tư bản thái thượng thần tử trực tiếp mở đỉnh phong chiến lược tự tìm cái chết đoàn người thần minh hét to vét sạch một mảnh rộng rãi thần hải gặp thần minh ra tay bên ngoài sân quần chúng một cái so một cái chạy nhanh bực này cấp bậc đại chiến trốn xa một chút tốt hơn thật chờ giết đỏ cả mắt ai góp gần nhất chính là ai gặp nạn đồ thần thái thượng thần tử cái này hét to gào ra lão tử đệ nhất thiên hạ khí thế mà hắn phía sau một kiếm, cũng đích xác không bôi nhỏ bức cách, lại bổ ra thần hải. Ngô, kết nhóm thần minh tiếng rên rỉ ảm đạm, tổng cảm giác nguyên thần bị người thọc một đao. Nhìn qua mới biết, là cái kiệu oát con kiềm ý, so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng. Đồ thần, thái thượng thần tử hét to, giống như anh lôi động rung động tiên khung. Tại thế nhân nghe tới, hai chữ này là phá lệ rung động, mà thái thượng thần tử cho thấy siêu tuyệt chiến lực, cũng là dị thường kinh người, hắn có cùng giai đồ thần nội tình. Tiểu bối, ngươi chọc giận tới ta. Kết nhóm thần minh một lời uy nghiêm, oanh một tiếng chống ra một mảnh thần thổ, chính là hắn bản mệnh dị tược, thành hảo hãn đại giới, trong đó sơn nhạc mọc lên như rừng, hùng sông ngang dọc, nghiền càn khôn lắc lư không thôi. Đáng sợ nhất là hắn con mắt, lại có tinh thần tô điểm, nhật nguyệt diễn sinh, chớ nói tiểu bối, ngay cả đỉnh phong cấp tiên vương nhìn, đều giác tâm thần bị muốn bị thôn phệ. Cái này, mới là thần minh nên có tư thái thái thượng thần tử ánh mắt cực nóng vô cùng tận khí huyết đốt trở thành một vòng nóng bỏng thái dương sán sán tia sáng chiếu dọi lờ mờ thiên oanh vạn chúng chú mục phía dưới thái dương rơi vào thần thổ cử động như vậy vừa sợ thế nhân đây chính là thần minh dị tượng đại thế giới ngoại nhân đi vào là bị tuyệt đối áp chế phàm là có chút đầu óc cũng sẽ không đem thần thổ xem như chiến trường hết lần này tới lần khác thái thượng thần tử liền sát tiến đi cái này không phải cuồng vọng đơn giản bá khí ầm ầm a. À. Phanh, thần thổ oanh minh, bị Thái Dương đập một hồi cự chiến, vô số sơn nhạc dị tượng băng diệt. Kết nhóm thần minh lạnh quát, pháp tắc như từng đạo lôi đình, đánh cho Thái Dương thủng trăm ngàn lỗ. Thái thượng thần tử đẫm máu, lại giống như một người điên phấn khởi, chân đạp tinh hà, tay cầm tiên kiếm, trực tiếp công về phía Chí Tôn, hủy thiên diệt địa sát sinh đại thuật, đánh thiên băng địa liệt. Diệt, thần minh tức giận, cực đạo thần thông tầng ra không dứt, hai người một đông một tây, mở bí thuật đối oanh, đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh. Tất cả mạn thiên phi vũ, xô ra từng mảnh từng mảnh ánh lửa, mỗi một đạo đều được hủy diệt màu sắc. Thật tốt một phương thiên địa, sững sờ bị đánh thành một mảnh cấm khu. Không ai dám hướng phía trước góp, thân là khách xem thế nhân, đều tại lui về phía sau rút lui. Chính xác nhân tài A. Kiến thức thái thượng thần tử chiến lực, mà vương cũng không khỏi thổn thức chặt lưỡi. Hắn cũng có nhìn nhầm thời điểm, như Thái Thượng Thần tử nội tình, liền viễn siêu hắn đoán trước. Liền hắn đều nói như vậy, Triệu Bân từ không phản bác. Bỏ đi bản tính cùng lập trường, Thái Thượng Thần tử tuyệt đối là một nghịch thiên hạng người. Ầm ầm, đại chiến đang nóng hỏa lúc, chợt thấy phương nam thiên địa càn khôn đại biến. Thế nhân trách mắt lúc, đang thấy máu quang trùng tiêu, có thể gặp hai đạo mơ hồ bóng người, tại trong sấm sét vang dội răng khắp nơi, rõ ràng không phải đang tán gẫu mà là tại đánh nhau, lại động tính không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không gây cản khôn hỗn loạn. Ai tại đại chiến, không ít người đứng cao nhìn xa. Tối tự giác là lão bối, đã hóa ra phân thân chạy về phía phương Nam. Xem kịch đi, hai bên đều không chậm trễ. Hôm nay là một ngày tốt ngày tốt lành, bên này còn chưa kết thúc, một phương khác liền lên diễn. Vọng thiên thần tử, triệu bân chưa từng di chuyển, có thể mơ hồ trông thấy là ai. Đối với cái này, hắn cũng không kinh ngạc, chân chính để cho hắn ngoài ý muốn chính là. Cùng vọng thiên thần tử đại chiến người kia, nếu không nhìn lầm, hẳn là đọa thế hoàng tuyền thần tử, cũng chính là chữ thiên tiên bảng đã từng xếp hạng đệ ngũ khôi đều, lại là bán thần cảnh. Rất rõ ràng, ngày xưa ngươi tại thần Minh Hải đánh cái kia khôi đều, là cái tiểu hào. Ma vương lời nói ung dung, ngữ khí bao nhiêu cũng có chút kinh ngạc, làm nửa ngày, khôi đều cùng thái thượng thần tử là một loại người, thần giới chưa giải phong lúc, bản tôn tại thần giới lãng, hóa thân tại tiên giới lãng thần giới giải phong sau bản tôn cùng hóa thân hợp nhất đem tiên giới coi là sân nhà thế gian còn có bao nhiêu hóa thân triệu bân thì thào một lời nhìn phía phương bắc thiên địa phương đông có đại chiến phương nam có người hẹn đánh nhau phương bắc cũng không bình tĩnh xa xa nhìn ra xa cũng là một mảnh trùng tiêu ánh lửa cùng với lôi minh sấm sét đốt đầy nửa bầu trời hắn trông thấy bất hủ thần thể cũng trông thấy một cái khác người quen cửu u hoàng tuyền thần tử chữ thiên tiên bảng từng xếp hạng bốn la sát. Phải, lại một cái, ma vương ngáp một cái. Lại, vì cái gì nói như vậy, còn không phải bởi vì la sát tu vi, cũng mẹ nó chính là bán thần cảnh, cũng là ưa thích luyện tiểu hào nhân tài, hóa thân không che được chàng tử, bản tôn đích thân tới tiên giới. Ngay cả ma vương đều như thế, càng chứa nói thế nhân, thấy khôi đều cùng la sát, đều sửng sốt một hồi lâu, mãnh liệt hoài nghi tiên bảng bên trên những cái này yêu nghiệt, phải chăng cũng là hóa thân tới. Thái thượng thần tử đối với kết nhóm thần minh, là sát đúng không hủ thần thể, vọng thiên thần tử đối với khôi đều, tối nay là một ngày tốt lành a. À. Quá nhiều lão bối ngữ trọng tâm trường nói, nếu không phải ngày tốt lành, cái này ác độc biết bao người như thế nào tuyển tại cùng một ngày đánh nhau. Còn có vô vọng hải, lúc này cũng nhắc lên một hồi hội đồng. Hơn nửa đêm, một đám lão bán thần làm cái kia khí thế ngất trời. Cùng với tiếng ồn ào, phương nam thiên địa oanh minh, thứ nhất chôn vùi. Sau đó, chính là bịch bịch âm thanh, chậm chạp mà có tiết tấu. Đó là khôi đều tiếng bước chân, mỗi một bước dẫm xuống đều đạp thương thiên động rung động. Hắn từ phương Nam mà đến, một tay nhấc lấy chiến mâu, một tay mang theo một khỏa huyết lâm đầu người. Vọng thiên thần tử bị diệt, bọn tiểu bối nhiều sắc mặt trắng bệch. Vấn đề này không ai dám đáp, chỉ cần mắt không mù, đều có thể trông thấy khôi đều tay cầm chính là vọng thiên thần tử đầu người. Chữ thiên tiên bảng bài danh thứ ba, cũng như liền kiều mộc, từ thế gian xóa tên. Ai? Âm thầm rất nhiều thở dài. Người bình thường còn tốt, nhưng đó là thần minh con trai trưởng, không những không thể kéo dài bậc cha chú sáng lập huy hoàng, còn rơi vào thân hủy thần diệt hạ tràng. Nói đến thần minh con trai trưởng, càng nhiều nhân hóa ra phân thân, chạy về phía chiến trường phương Bắc. Liên kiêu mộc bị chém, vọng thiên thần tử bị diệt, bất hủ thần thể khó tránh khỏi cũng sẽ bị giết vào quỷ môn quan. Quân chúng có mặt lúc, là sát cùng bất hủ thần thể đại chiến say xưa chiến cuộc đi từ không khó đoán trước tiên vương đối bán thần bất hủ thần thể rơi xuống hạ phong thế nhân tất cả lời kỳ huyết thống có thể so với cực cảnh trạng thái nhưng hôm nay huyết thống có vẻ như không dùng được bất hủ thần thể nhiễm nhiên đã bị đánh không gặp người hình bắn bay từng đoạn từng đoạn tiên cốt nhuộm sán sán máu tươi sụp đổ đầy lờ mờ thiên thần minh con trai trưởng chê cười La sát u cười, đó là quan sát một dạng khinh miệt. Nếu người ta cùng dai, nhất định chém ngươi. Bất hủ thần thể nhạt đạo, lấy bản mệnh pháp tắc, vẽ ra một đầu cổ lão tiên hà, để ngang cửu tiêu hư vô, chặn đánh tới la sát. Phá! La sát tiếng quát chấn thiên, vung đao chém đứt tiên hà. Nhưng, chờ mây khói tán đi, lại là không thấy đối thủ. Hô! Gặp bất hủ thần thể bỏ chạy, không ít người thở dài một hơi. Đó là một cái nhân tài, bản tính không kém kết quả thực đáng tiếc vô vị la sát nghiền ngẫm nở nụ cười mang theo huyết đao chuyển thân thẳng đến phương đông chiến trường ánh mắt của hắn là nóng bỏng cũng nghĩ tìm thần minh luyện một chút còn có từ phương nam đánh tới khôi đều cũng là đồng dạng tâm cảnh cùng thần thái nếu có thể đổ một tôn thần phong thần có hy vọng nghĩ như vậy hai người nhất nam nhất bắc sát nhập vào chiến trường hắn là ta thái thượng thần tử hư lạnh đối với hai người tham chiến có phần bất mãn. Đã đạo quả, người gặp có phần, la sát cùng khôi đều cười nhiều hứng thú. Đạo quả, hai người lời này, nghe thế nhân thẳng chặt lưỡi. Hai cái này yêu nghiệt khẩu khí quá lớn, nghiễm nhiên đã đem cái kia tôn thần, xem như là con mồi. Hỗn trướng, kết nhóm thần minh gầm thét, đánh sập nửa bầu trời. Hắn là ai, hắn chính là thần minh, cho dù tại tiên giới bị tu vi áp chế, cũng vẫn là trí tôn, lại bị ba cái tiểu bối xem như con mồi, quả thực đáng hận, đây không phải xúc phạm uy nghiêm của hắn, đây là tại đỏ. Lòa lòa đánh hắn khuôn mặt. Oanh! Thần Minh tức giận rồi, bản mệnh dị tượng đều nhiều hơn núi thây biển máu. Còn có hắn trong trong mắt nhật nguyệt tinh thần, cũng nhiều hủy diệt chi ý. Tiền bối, hỏa đại thương thân. Khôi đều khóe miệng hơi vỉnh, tay cầm chiến mâu giết tới đây. Cùng với chẳng phân biệt được tuần tự, là la sát, trong tay huyết đao ông rung động, Tựa như đã không kịp chờ đợi, muốn uống thần minh huyết, tối nay có lẽ sẽ là hắn phong thần một cái cơ duyên. Đáng chết. Thái thượng thần tử sắc mặt liền phá lệ khó coi. Vốn là đây là một mình hắn đạo quả, hắn cũng có tự tin nghịch thiên đồ thần. Bây giờ ngược lại tốt, tới hai cái cướp chén cơm, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Khó chịu thì khó chịu, hắn vẫn là rút kiếm công về phía thần minh. Có dù sao cũng so không có mạnh cũng không thể tiện nghi la sát bọn hắn. Nếu muốn đổ thần, hắn cũng phải chiếm một phần cơ duyên. Giết! Kết nhóm thần minh con mắt huyết hồng, nhiễm nhiên đã mất thần minh nên có tâm trí. Trái lại khôi đều ba người, thì mỗi chiến ý dâng cao, nhiễm nhiên ba cái không muốn mạng điên rồ. Nghịch thiên yêu nghiệt đi, phải có nghịch thiên yêu nghiệt tư thái. Oanh, phanh, đơn đả độc đấu một trận chiến, cứ thế biến thành quần ẩu. Chiến bên trong có thần minh, động tĩnh tất nhiên là nhỏ không được, Vô vọng hải bị chấn sóng biển ngập trời, Vô vọng hải ngoại sơn nhạc, thì một tòa tiếp một tòa sụp đổ, bây giờ gì cái càn khôn gì cái Ân Dương, đều thành hỗn loạn, có chỉ là nhú màu ánh lửa, tại hư vô liên miên nổ tung. Cảnh tượng hoành tráng a. Không ít người cầm ký ức tinh thạch, lạc ấn hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Ngày xưa, chúng yêu nghiệt đồ thần lúc, bọn hắn vô duyên nhìn thấy, tối nay tính toán bổ túc. Còn có dấu tại chỗ tối chúng thần bây giờ cũng rất có tư tưởng, lại bày ra đồ uống trà, vừa uống trà một bên thưởng thức đại chiến, tiểu đà tiểu nháo bọn hắn trướng mắt, nếu có thần minh tham chiến, vậy thì không đồng dạng, trí tôn như bị đồ, hình ảnh vẫn là rất đẹp mắt. Triệu bân vẫn là quần chúng, một bên nhìn một bên lắng động tâm cảnh. Hắn tham dự qua đồ thần, biết rõ hắn tạo hóa, càng lớn thiên truy bách luyện. La sát ba người không ngốc, đều biết đạo lý kia, mới không cần mệnh đi chiến. Ân, nhìn thằng lúc, hắn chợt cảm thấy một cỗ kỳ dị ba động. Hắn từ hư vô thu con mắt, vừa nhìn về phía vô vọng hải. Nhìn thấy cái gì, ma vương ực một hớp ít rượu. Bản nguyên vũ trụ, triệu bân nói, con mắt vô cùng tận khẽ híp cái này vô vọng trong biển, lại có vũ trụ chi lực song chơi, tuy chỉ thoáng hiện, hắn lại cảm giác rõ ràng. Có biết lúc mình cùng cái kia tôn thần, năm đó vì sao tại này khai chiến? Ma vương cười nói, là vì bản nguyên vũ trụ, triệu bân trong mắt lóe sáng kinh mang giống như hiểu rồi cái gì đánh nhau trộm đồ hai không lầm chuyện này hắn thường làm ma vương ngữ trọng tâm trường nói khó trách chiến lực mạnh như vậy triệu bân hít sâu một hơi chế tài giả cũng là tốt tính khí đổi lại thế gian vì kia chắc chắn sẽ đem lúc biến mất còn dám trộm bản nguyên vũ trụ có muốn hay không làm một chút trở về nghiên cứu một chút ma vương tề mi lộng nhãn nói vào không được triệu bân một tiếng ho khan cần bán thần mới có thể đi vào toàn bộ. Đợi ngươi vấn đỉnh tiên vương, ta dạy cho ngươi như thế nào trộm. Ma vương gương mặt thần bí cùng nhau. Tiên vương cảnh cũng có thể đi vào. Lúc mình trước kia cũng là ta giáo. Ma vương nói lời này lúc, bức cách đã là dần vào giai cảnh. Đừng hỏi, hỏi chính là có một cái hảo bản tôn. Không khéo, bản tôn còn có cái vạn sự thông đại tỷ đại. Triệu bân tinh thần tỉnh táo, theo con mắt còn liếc mắt nhìn tiên vương chi môn, còn kém một chút đâu, lại làm một ít linh kiện, khó tránh khỏi liền thành oanh. hai người nói nhảm lúc hư vô lại nổi lên oanh minh. kết nhóm thần minh bị nện cho như một khỏa thiên thạch rơi cửu thiên. gặp chi thế nhân cái kia chân a à, một cái so một cái chân chu lanh lẽ lui về phía sau phi đột thần minh như đập xuống đất, không được đem mặt đất đập cái hố chấn động tất nhiên nhỏ không được. sự thật cũng chứng minh bọn hắn đều có dự kiến trước kết nhóm thần minh lúc rơi xuống đất, cả vùng cũng nứt ra, toàn bộ thiên địa đều một hồi lắc lư, có một tầng rộng rãi bàng bạc khí uẩn, hướng tứ phương hoành phô, đem phiến thiên địa này sơn nhạc, đều san bằng thành đất bằng, liền bên ngoài vạn dặm một tòa thành, đều bị đụng cái băng diệt. Ngô, khắp thiên địa cũng là tiếng rên gì. Quỷ hiểu được bao nhiêu người nhục thân nổ nát. Sau đó, chính là đinh linh ẩm âm thanh. Quá nhiều người bản mệnh khí, đều sụp đổ vết rách. Cũng đúng, sáu thành trở lên người, đều đã bản mệnh khí kháng tổn thương. Gánh không được không phải liền nát đi. Phốc, kết nhóm thần minh cái này lão huyết, phun niềm vui tràn trề. Hắn thần khu đã nứt ra, thần huyết trôi đầy người cũng là. Chiến trên trăm cái hiệp, hắn lại chiến không được ba cái kia tiểu bối, không những chiến không được, còn thương tổn tới căn cơ, thần minh uy nghiêm, tại một cái trước mắt này, không còn sót lại chút gì. Đồ thần, cửu thiên tri thượng, có hết to âm thanh triệt đề ba tôn yêu nghiệt giết xuống, bao phủ sát khí, che giấu càn khôn, như một tầng tấm màn đen, đem mảnh phế tích này một dạng thiên địa, che hắc ám tối tăm, khô lạnh chi khí tàn phá bừa bãi. Kết nhóm thần minh túng, lại đứng dậy mở chui. Chí tôn đi, sợ cái một hồi hai hồi cũng không gì. Đây là tại tiên giới, có loại ta tới thần giới đánh. Tìm rất nhiều lý do, hắn là một điểm không có do dự. Cũng không thể lại đánh, lại đánh, rất nhưng là không phải mặt đi đâu? Âm thầm có thần minh ra tay, một đạo thần minh kiếm quang bẻ gãy nghiền nát. Kết nhóm thần minh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nhất kiếm chảm lật ra trở về. Đúng lúc gặp la sát ba người giết đến, đổ ập xuống chính là một trận đại chiêu thu phát. Thế nhân nhìn rõ ràng, kết nhóm thần minh đâu chỉ không có đứng vững, còn suýt nữa bị đánh bể thần khu, ẩn núp âm thầm trí tôn, rõ ràng không định thả hắn đi, cũng rất có tham chiến hiện ra. Hảo, rất tốt, kết nhóm thần minh hai mắt đỏ như máu, đây là rõ ràng muốn hắn chết ha. Đáng tiếc, hắn còn chưa chết giác ngộ. Chiến không được có thể trốn, trốn không thoát đi, vậy thì tìm cá nhân thay hắn khiêng đao. Thật vừa đúng lúc, bên ngoài sân liền có một nhân tài như vậy, rất thích hợp khiêng đao bực này việc cần kỹ thuật. Lan, nhưng người hắn quát to một tiếng, cưỡng ép chấn lật ra la sát, khôi đều cùng thái thượng thần tử. Tùy theo, thì thấy hắn vùng cánh tay lên một cái, đầy trời thần quang bay múa, như mưa to vùng vãi thiên địa. Đây không phải công phạt, càng giống là một loại biểu diễn. Nhưng, chính là bực này biểu diễn, để cho triệu bân rất phát hỏa. Lăng thiên thần quang nhiều lắm, có thể xưng không khác biệt vùng vãi, thân ở thiên phía dưới hắn, từ cũng chịu một hai đạo, lây dính thần quang không sao, hắn che lấp chân tướng cùng huyết mạch cấm chế, bị nhẹ nhõm tan vỡ, vĩnh hằng thể khí huyết, trong nháy mắt này tiết ra ngoài. Ta, triệu bân một tiếng mắng to, quay người liền đột. Ma Vương khóe miệng cũng là từng đợt run rẩy. Quá không biết xấu hổ, người nào đó quá không biết xấu hổ, còn có thao tác này. Triệu Bân, Vĩnh Hằng Thể, Đại La thần tử, Triệu Bân huyết mạch khí tức tiết ra ngoài không sao, toàn bộ thiên địa đều ồn ào sôi sụp. Thái thượng thần tử bên cạnh con mắt, La Sát cùng Khôi đều cũng bên cạnh con mắt, ánh mắt cực nóng không chịu nổi. Bây giờ, liền núp trong bóng tối uống trà nói chuyện trời đất chúng thần, cũng đều tập thể đứng lên tới việc, người đại gia, lâu chưa từng chửi mẹ triệu công tử, tối nay cái này hét to, gào tạc vang dội hiếm thấy tham gia náo nhiệt, đụng vào một cái không biết xấu hổ, nằm cũng trúng thương. Không nghe thấy, kết nhóm thần minh chui, mang tính lựa chọn che giấu người nào đó mắng to. Về phần hắn là như thế nào xem thấu triệu bân thân phận đi ra lẫn vào, ai còn không có điểm tuyệt chiêu A. Sớm tại buông xuống nơi này trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy vĩnh hằng thể, chỉ có điều, chưa từng vạch trần thôi. Đặc thù thời kỳ, thủ đoạn đặc thù. Bây giờ quang cảnh như vậy, vẫn là hủy đi một hủy đi tốt hơn. Bảo mệnh quan trọng. Lời tuy như thế, nhưng thân là thần minh hắn, mặt mo vẫn là nóng hừng hực, tới tiên giới một chuyến không dễ dàng, mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại, bị tiểu bối đánh không nói, đến, còn phải tìm hậu sinh phóng nổi mới có thể mở đột, thủ đoạn thấp hèn như vậy, quả thực có chướng ngại bức cách nở rộ. Người đi, thái thượng thần tử hét to, mang theo cuốn ngập trời huyết sát, thứ nhất đuổi theo, đó là đạo quả của hắn, cũng là hắn phong thần cơ duyên, cũng không thể để cho hắn chuồn đi. La Sát cùng Khôi đều cũng là ngang nhau tâm cảnh, đều đánh tới mức này, nào có bỏ qua đạo lý, nhất thiết phải diệt cái kia Tôn Thần. Đến nỗi Triệu Bân, không đáng nhắc đến, giao cho chúng thần liền tốt. So sánh một cái tiểu tiên vương, Tôn này thần minh mới là cá lớn. Giết ta." Kết nhóm thần minh cười lạnh, độn cũng không quay đầu lại không có chúng thần trợ chiến, cái này ba tiểu bối vẫn không giết được hắn, chính xác nói, là đuổi không kịp hắn, chí tôn nếu là mưu túc kình mở đột, không có bảy, tám tôn thần minh, là ngăn không được. Tính toán lão phù thiếu ngươi một cái nhân tình, trốn vào hư vô phía trước, kết nhóm thần minh trả về con mắt liếc mắt nhìn, màng liên kết phủ tạng lấy vô tận mờ mịt, vẫn như cũng có thể trông thấy triệu bân thân ảnh chật vật. Là hắn hố tên tiểu bối kia. Nếu như, vĩnh hằng thể năng chạy thoát, ân này tất báo. Hắn mà nói, nói chân thành tha thiết, nhưng sức mạnh biểu lộ ra khá là không đủ. Một cái chuẩn tiên vương bị chúng thần truy sát, không khác tử cục, sống sót khả năng đến gần vô hạn bằng không, sở dĩ nâng lên ân tình, bất quá cầu cái trong lòng an ủi. Lừa mình dối người thôi. Cái hố này, đào có chút lớn A, à, mắt thấy kết nhóm thần minh càng độn càng xa, thế nhân cái kia nhếch miệng chặt lưỡi, tên kia không phải cầu, nhưng cách làm như vậy thật sự cầu A. À. Một cái gắp lửa bỏ tay người, đem người triệu bân hố đây chính là Đại La Thánh Tử, cũng là vĩnh hằng truyền thừa, cái trước cửu ra khắp thiên hạ, cái sau đi. Bởi vì vĩnh hằng thủy tổ cái kia việc sự tình, nhiều hơn phân nửa thần minh, đều chờ đợi cầm vĩnh hằng nhất mạch khai đau đâu. Vẹn vẹn cái này hai trọng thân phận, chắc chắn hắn không thể tùy ý đi ra tản bộ, càng không thể tùy ý bại lộ thân phận, lần này ngược lại tốt, trực tiếp bị ngươi nha làm đến nơi đầu sóng ngọn gió. Liên kiêu một cùng vọng thiên thần tử có làm bạn, thế nhân rất nhiều thở dài, chôn hai tôn thần tử, hôm nay còn phải lại thêm một cái nghịch thiên yêu nghiệt, như không người tới cứu, triệu bân chắc chắn phải chết. Phanh, một vùng thế giới khác, đã là tiếng oanh minh chấn thiên. Triệu bân mở độn tại phía trước, 15 đạo nhân ảnh đi theo phía sau, như một đám nhàn tản lão đại gia, kết bạn du lịch ngắm cảnh, nào có nửa điểm đuổi giết ý vị. Đích xác, dòng giã 15 tôn thần minh, không có lý do bắt không được một cái chuẩn tiên vương, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, có như vậy nhàn nhã tư thái, hoàn toàn hợp tình lý, cũng chính là tư thái như vậy, mới có thể hiển lộ rõ ràng trí tôn uy nghiêm, như bị sâu kiến làm luống cuống tay chân, chẳng phải là rất mất mặt. Âm thầm lại tàng nhiều thần minh như vậy, không thiếu lão bán thần theo tới, cái kia thổn thức chặt lưỡi, cũng trách bọn hắn tầm mắt quá thấp, nhìn không ra càn khôn, khó tránh khỏi, âm thầm còn có đại lão tiềm ẩn. Cái này đều nhà ai trí tôn, còn trẻ bán thần, đều nhìn về bên cạnh thân lão bối. Tử y vị kia, là thái thượng thiên tôn, Thái Thượng Tông tiền bối, tay trái bên cạnh là Thanh Hà Thánh Tổ, bên tay phải là Khô Diệt Thần Quân, tóc bạc chính là Tuyệt Đạo chân Hoàng, dẫm tinh hà chính là Ngự Thiên Cổ Thần. Lão bán thần kiến thức rộng rãi, nhất nhất giới thiệu, nhưng cho dù bọn hắn, cũng chưa chắc đều nhận ra, trong đó có như vậy mấy vị, thần sách bên trong không ghi chép, thế gian cũng không nghe đồn, từ không biết lai lịch, chỉ biết, cũng là thần giới xuống, hoặc là đại la một mạch cửu ra, hoặc là vĩnh hằng truyền thừa cửu ra, bằng không thì, cũng sẽ không nhìn chầm chầm triệu bân không thả, nếu nguyệt thần cửu gia cũng tới, đó mới náo nhiệt. Đây là ma vương tâm ngữ, luôn luôn vững như thái sơn hắn, bây giờ cũng cảm thấy mắc đái. Tiểu bối, ngươi còn có thể trốn bao lâu, thanh hà thánh tổ nhà đạo, tùy ý nhẹ phẩy ống tay áo. Ngừng lại, thương thiên động rung động, triệu bân phương hướng trốn chạy, có một mảnh minh mông thần hải bao phủ, chặn lại đường đi của hắn. Kiếm tới, triệu bân nở đầy gấp 8 lần chiến lực, triệu hoán thiên thương thần kiếm, một kích phá thương khung, bổ ra thần hải, cưỡng ép thoát ra. Thanh Hà Thánh tổ trao lên lông mày, khác chúng thần cũng ít nhiều hơi kinh ngạc, cái này thằng nhãi con bản sự không nhỏ đi. Còn có, thiên thương một mạch thần khí, vì cái gì nghe hắn triệu hoán, hắn còn tiếp thiên thương truyền thừa. Tối nay sợ là phải quỳ, ma vương vẻ mặt nghiêm túc. Triệu bân sắc mặt cũng không ra thế nào dễ nhìn, cái hố này quả thực có chút lớn, nhiễm nhiên đã vượt qua cực hạn của hắn, dòng dã 15 tôn thần minh, tựa như 15 tỏa 8.000 trượng cự nhạc đè hắn thở không nổi. cấm ngự thiên cổ thần một chữ thổ lộ làm gò bó chi pháp. hắn ngôn xuất pháp vì toàn bộ thiên địa không gian đều chắc chắn cách. phá triệu bân tê uống chẳng phân biệt được tuần tự quanh thân tiên quang trôi tràn. đó là luân hồi chi lực trong khoảnh khắc hóa giải thần minh giam cầm. lại vẫn tu luân hồi chúng trí tôn yếu ớt nở nụ cười đây chính là một loại quỷ quái đạo thậm chí gặp gặp luân hồi chi lực cuối cùng không tự chủ nhớ lại tôn kia ngoan nhân, chân chính tụ tập luân hồi đại thành giả, từ xưa đến nay duy nguyệt thần một cái. Thú vị, chúng thần cười càng nhiều nghiền ngẫm, tiếp tục cùng theo, mỗi như đi bộ nhàn nhã, không nóng không vội, có phần muốn nhìn một chút thế hệ này vĩnh hằng truyền thừa, còn có thể cho bọn hắn bao nhiêu kinh hỉ. Ta đột, trong lòng triệu bân một quát, thuấn thân biến mất không thấy gì nữa. Chúng thần đầy mắt khinh miệt, một bước đạp xuống, cũng mất dấu vết. Đi đâu rồi? không ít người vòng nhìn Chu Thiên. Hắc động, lão bối bán thần tất cả ngửa con mắt, mong không thấy triệu bân cùng chúng thần, lại có thể nhìn thấy hư vô sấm sét vang dội không cần đi xem, liền biết đại la thánh tử bị nện cho. Phốc, vạn chúng chú mục phía dưới, triệu bân lại tự hắc ám ngã ra. Thế nhân suy đoán không kém, hắn đích xác bị đánh, đi vào lúc chỉ là chật vật, bây giờ đã cảnh hoang tàn khắp nơi, chảy tràn máu tươi, đang rơi xuống bên trong hóa thành từng sợi vàng óng ánh huyết khí. Liên cái này, chúng thần còn không có như thế nào ra tay đâu. Thật muốn hạ tử thủ, hắn sớm bị đánh thành bụi. Rất rõ ràng, chúng thần muốn bắt sống, ai bảo hắn là vĩnh hằng thể đâu. Khắp người đều là bảo vật, chộp tới luyện đan không thể thích hợp hơn. Bị bắt phía dưới cũng không mất mặt, lời này, không ít người đều tại nói, nhìn chung chuẩn tiên vương lĩnh vực, có thể để cho 15 tôn thần minh đuổi giết, trong sử sách tuyệt tìm không ra thứ hai cái, đây là ách nạn, nhưng cũng là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Hỗn thiên ma vương, ta tìm ngươi rất lâu. Khô diệt thần quân một lời uy nghiêm băng lãnh, đánh sập nửa bầu trời. Dứt lời, thì thấy hắn nhặt một đạo kiếm khí. Kiếm minh the thế, hủy diệt chi ý ngang dọc. Bớt dòa ta, ma vương một tiếng thầm mắng, một cái chớp mắt chui ra khỏi vĩnh hàng giới, cũng là một cái chớp mắt vào triệu bân tử phủ. Hắn vừa đi, kiếm khí liền đến, đánh cho không phải triệu bân, mà là triệu bân vĩnh hàng giới, ngắm tắc chuẩn, có thể xưng cực điểm khóa chặt. Giang giác, Triệu bân diễn hóa nhiều năm không gian tùy thân, ầm vang vỡ nát, trong đó sơn nhạc, cỏ cây, dòng sông. Bao quát sáng trói vĩnh hằng quang huy, đều trong chốc lát băng diệt. Phốc, triệu bân một ngụm máu tươi cuồng phún, kém chút rơi xuống hư thiên. Còn chưa xong, khô diệt thần quân kiếm khí uy thế còn dư, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, kiếm vô hình ý, chém vào hắn thể phách, đoạn mất tiên cốt, nát hắn gân mạch, suýt nữa đem hắn hủy đi thất linh bát lạc. Chớ đùa bỡn. Thái thượng thiên tôn nhạt đảo, cũng là tùy ý phất tay. Chợt, thì thấy một tòa hư ảo bảo tháp, từ trên trời giáng xuống. Triệu bân mới đứng vững, liền bị bảo tháp bao lại, trong tháp thần quang bay múa, sấm sét xé rách, đáng sợ giam cầm, thành từng cái thần minh xiềng xích, khóa triệu bân tay cùng chân. Mở, triệu bân khí huyết bốc lên, cực điểm thôi động thần kiếm. Đáng tiếc, hắn chỉ có thần khí, cũng không tu vi kia, không phá nổi giam cầm, cũng bổ không ra bảo tháp, bị cưỡng ép phây khốn người đại gia đồng dạng mắng to mà vương cũng tới một câu mắng là kết nhóm thần minh người cái hố cha đồ chơi phải tử cục sau đến thế nhân đều ở trong lòng kết luận lấy triệu bân tu vi bị thái thượng thiên tôn ép vào trong tháp không có khả năng giết ra tới tạo hóa thần thụ quy bản thần ta muốn hắn luân hồi chi lực hắn chi bản nguyên chúng ta chia cắt chúng thần vẫn là như vậy nhàn nhã người một lời ta một lời như làm nhảm việc nhà, vĩnh hằng thể bắt được, cũng không đạt được chia của đi. Mặc bạch tốn sức, gặp triệu bân còn tại liều mạng giấy ruộng, mà vương ỉu xìu không kéo mấy đạo, cái này mẹ nó chính là một cái từ cục, cho dù là có thể giết ra ngoài, còn có thể chiến qua 15 tôn thần minh. Triệu bân không nói, con mắt đỏ tươi muốn chảy máu. Lại nhỏ bé hy vọng, tại trước mặt tuyệt vọng, đều có vô hạn khả năng, hắn phải chống lại, phải tranh cái kia một tia hy vọng có chấp niệm là tốt, nhưng hắn cái gọi là chấp niệm, đang bị Thái Thượng Thiên Tôn thần lực, từng giờ từng phút ăn mòn, không cách nào kháng cự giam cầm, đang đem hắn trong trong ngoài ngoài, bao quát tử phủ tiểu thế giới, bao quát huyết mạch bản nguyên. Đều phong gắt gao. Bây giờ, liền tranh minh thiên thương thần kiếm, đều bị khóa, cho dù nó chủ nhân đến, đều chưa hẳn chiến qua cái kia Thái Thượng Thiên Tôn, càng chứa nói nó một cái binh khí. Triệu bân, bước ngoặt nguy hiểm, đột nhiên một đạo mờ mịt mà ôn nhu giọng nữ, tại triệu bân bên tai cùng trái tim vang lên. Giao Nguyệt, là ta. Giải rác một lời, triệu bân ngừng lại ánh mắt bắn ra bốn phía, không nghĩ tới Giao Nguyệt cũng tại hồng hoang đại lục, càng không có nghĩ tới, có thể tại cái này gặp được, đã bắt gặp, tử cục có lẽ có thể diễn một cách sống động. Có hy vọng, ỉu siêu không đáng chú ý ma vương, lại đứng lên, ngược lại là đem Giao Nguyệt quên, ngược lại là quên còn có một cái thiên sát cô tinh. Hai người tách ra không có gì, nếu là góp một khối, vậy thì như bức tuyệt đối cao phối một dạng hắc bạch song sát. Triệu Bân đã nhắm mắt, tiếp theo một cái chớp mắt lại bỗng nhiên đóng mở. Tóc hắn màu sắc thay đổi, tóc trắng trắng hơn tuyết, chỗ mi tâm còn khắc ra một đạo bí văn, tuyệt đối chính tông thiên sát bí văn, cùng với này bí văn khắc ra, hắn mượn tới tu vi, cảnh giới từ chuẩn tiên vương, một đường giết đến bán thần cảnh, rộng rãi sức mạnh bàng bạc, chấn thần minh xiềng xích đều ảo ảo vang lên. Ân, còn tại suy nghĩ phân tang chúng thần, đều đột nhiên ngoái nhìn, càng thuộc thái thượng thiên tôn, thần sắc tối kinh ngạc, cái kia gai nhỏ lão, là mở thần cấp treo đi. Từ đâu tới sức mạnh lớn như vậy? Chậm thì sinh biến. Ngựa thiên cổ thần nhạt đạo, hôm sau chộp tới nhốt triệu bân hư ảo bảo tháp, lại muốn ra chỉ một đạo thần minh cấp phong ấn. Nhưng, không đợi hắn chạm đến, bảo tháp liền ầm vang nổ tung, là bị triệu bân no bảo, sán sán vĩnh hằng kim thân, kình thiên đạp đất, so dĩ vãng bất kỳ lần nào, cũng cao hơn lớn. Ngô, ngự thiên cổ thần vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chấn lùi lại nửa bước. Khác chúng thần cũng nhiều kêu rên, gặp đáng sợ khí chàng va chạm. Ngay cả thần minh đều như vậy, càng chớ nói phiến thiên địa này, mấy trăm ngọn núi cao, tập thể sụp đổ, liền bắn bay đá vụn, đều nổ thành một mảnh cho bụi, còn có đuổi theo người xem kịch, chân quá trơn chu, không chút phanh lại xe, cũng chịu khí chàng va chạm, tại chỗ hành lật một mảng lớn, cả đám đều khiếp sợ không thôi, lấy triệu bân tu vi, có thể no bạo thái thượng thiên tôn bảo tháp, cho dù là hư ảo, đó cũng là thần minh cấp lồng giam A. À. Oanh! Triệu bân một bước định thân, đạp thương thiên động rung động. Bật khách chính là không giống nhau, mượn lực lượng cùng tu vi, bước cách cũng càng ngày càng trói mắt, đặc biệt là mi tâm đạo kia bí văn, nhất là sáng rõ, đừng nhìn chỉ một đạo bí văn, lại so thần khí còn tốt làm cho, nhìn cái kia cuồn cuộn khí huyết, nhiễm nhiên đã thành một mảnh uông. Dương biển cả, tịch thiên quyển địa, mỗi một sợi cũng như núi trầm trọng. Thiên sát cô tinh, cũng không phải là tất cả mọi người đều biết triệu bân mệnh cách, liền như thế khác, liền kinh ngạc một đám bán thần, đường đường đại la thần tử, vĩnh hằng một mạch truyền thừa, lại là một kèm theo ách nạn chủ. Bán thần có thể nhìn ra, thần minh sẽ nhìn không ra. Lại so bán thần nhìn thật hơn cắt, vẻn vẹn một cái thiên sát cô tinh, không có khả năng có như thế lực lượng kinh khủng, tu vi này, là mượn tới. Khá lắm cấm kỵ thiên sát, Thanh Hà Thánh Tổ thản nhiên nói, một trường bôi qua hư vô, bước ra ẩn núp trong đó giao nguyệt, Triệu Bân Mượn chính là sức mạnh của người nọ cùng Tu Vi là lấy mệnh cách làm môi giới. Giao Giao Nguyệt Cung chủ thế nhân ngơ ngác một chút chào đón Giao Nguyệt Mi Tâm Bí Văn lại là một hồi kinh ngạc Giao Nguyệt Cung trưởng giáo lại cũng là một tôn thiên sát cô tinh hôm nay quả thực lớn khai nhãn giới thời đại này lại có hai cái thiên sát cô tinh thì ra là thế đó là Tu Vi cùng sức mạnh độ truyền bên ngoài sân lại nghị luận ầm ý, quần chúng cũng đều ánh mắt sáng rỡ triệu bân lúc trước là chuẩn tiên vương không thể nào đủ nhìn bây giờ bất đồng rồi bằng thiên sát cho mượn tu vi cùng sức mạnh mặc dù không bằng chính mình bán thần cảnh nhưng cũng sức mạnh bàng bạc khai chiến mà nói là không kém cạnh khó tránh khỏi còn có thể thừa dịp loạn bỏ chạy oanh hư vô rung động một mảnh sấm sét vang dội triệu bân thể phách tia sáng vạn đạo tựa như một vành mặt trời giao nguyệt thì tiên hà lồng mộ phảng phất một vòng trong sáng mặt trăng mặt trời mặt trăng phá lệ đối xứng. Đâu chỉ đối xứng, đó chính là trời đất tạo nên. Ít nhất, thế nhân cũng là cho là như vậy, sử thượng chưa từng hai ngày sát cùng chỗ một thế, còn có thể tìm ra so với bọn hắn càng xứng. Cái này như tạo cái em bé đi ra, cái kia không thể là cái bảo bối u cục. Này một nhóm, chú định thu hoạch lớn. Thái Thượng Thiên Tôn u cười, chúng thần thần thái, cũng cơ bản không sai biệt lắm, vốn là bắt Triệu Bân, lại nổ ra hai thiên sát cô tinh, cho mượn tu vi sức mạnh không tầm thường còn có thể chiến qua 15 tôn thần minh. Chiến không được. Triệu Bân có giác ngộ, Giao Nguyệt cũng có giác ngộ. Nguyên nhân chính là có này ăn ý, hai người này mới quay đầu chạy, không chạy chờ lấy bị quần ẩu sao. Đánh đánh, nhưng là không phải 15 tôn thần sáng tỏ, thật đem khác chí tôn dẫn tới, cần gì sát sinh đại thuật, chỉ một người một trường, liền có thể đem bọn hắn đánh thành cho. Chúng bán thần từ không làm, ở phía sau đuổi sát không buông. Càng thuộc ngựa thiên cổ thần, thân pháp tối quỷ quyệt, không nhìn không gian cách trở, chớp mắt liền giết tới sau lưng Triệu Bân, huy trưởng liền bổ. Triệu Bân không ngừng, mạnh mở thần long bãi vĩ, vung lật ra ngự thiên cổ thần, sau đến một tôn kim bảo thần minh, thì chịu hộ thể thiên cương, bay ngự thiên cổ thần càng xa, cả kinh hai người đầy mắt khó có thể tin, mượn tới tu vi cùng sức mạnh cũng bá đạo như vậy. Hắn nếu là chân chính bán thần, các người đều không đủ hắn giết. Ma vương xử ngay ngắn, nói cũng đúng lời nói thật, luận cùng giai chiến lực, Triệu Bân là không kém Nguyệt Thần, Nguyệt Thần nhập môn tiên vương có thể đổ thần, Triệu Bân cũng có thể, càng không nói đến bán thần cảnh. Phốc, phốc, Triệu Bân chịu mấy đau, bị đánh bể vĩnh hằng kim thân. Sao Nguyệt cũng không tốt gì, tuy có chiến thần minh nội tình, lại không chịu nổi chúng trí tôn vây công, có thể thành thần, cái nào không phải thi thể huyết hải giết ra tới, kinh khủng như thái thượng thiên tôn cấp độ kia, bản thân, liền không là bình thường thần minh. Giết! Ngựa thiên cổ thần tức giận rồi, một đạo di thiên đại ấn, che giấu cản khôn, rộng rãi trưởng uy, áp sập cái kia phiến hư thiên. Lan, triệu bân diễn xuất vĩnh sinh vương tỏa, nghênh thiên đụng nát đại ấn, kèm thêm bước cách tràn đầy ngự thiên cổ thần, cũng bị đụng lộn nhào, bởi vì một cái chớp mắt này đình trệ, khô diệt thần quân giết tới, một ngón tay xuyên thủng bộ ngực của hắn, sau đến một tôn huyết phát thần minh, thì một đao chém vào hắn thần hải, suýt nữa xé rách hắn nguyên thần. Vĩnh hằng tiên vực, mở triệu bân vừa quát âm vang dị tượng đại giới ẩm vang chống lên khô diệt thần quân cùng huyết phát thần minh tất cả kêu rên có lẽ là đánh giá thấp tiên vực uy áp thậm chí một bước không có đứng vững lại cắm xuống hư không so với hai người bọn họ lúng túng hơn là một tôn tam mục thần minh chân trước vừa giết đến chân sau liền bị đánh bay bay ngược bên trong còn có một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm chém tới đánh cho hai người bọn họ mắt bôi đen không hổ vĩnh hằng truyền thừa thanh hà thánh tổ vừa thiên mà tới một vệt thần quang thành đao, cứng rắn bổ ra vĩnh hằng tiên vực, vực bên trong vạn vật chi tượng, tất cả liên miên nổ diệt, tạo ra phản phệ, sập triệu bân nửa bên tiên khu, không đợi hắn thở một ngụm, thái thượng tiên tôn kiếm mang liền đến, vẫn là bẻ gãy nghiền nát kiếm ý, lại mang theo cuốn hủy diệt chi quang, hắn mặc dù tránh khỏi tuyệt sát, nhưng vẫn là chịu uy thế còn dư, nửa cái đầu đều bị chém chết. Giao Nguyệt so với hắn thảm hại hơn, chịu chúng thần công phạt, tiên khu đã hủy, chỉ còn dư một đạo hư ảo nguyên thần, còn có không chỉ một đạo thần minh sát ý, giam cầm nàng nguyên thần chi hỏa. Là nàng mượn tu vi cho triệu bân không giả, nhưng bàn về chiến lực, nàng là kém xa triệu bân, nếu nàng cũng có vạn pháp trường sinh quyết hộ thể, nhất định có thể trợ triệu bân giết ra ngoài, đáng tiếc, nàng không có cấp độ kia bá thiên tuyệt địa tái sinh chi lực. Đáng chết, triệu bân một trường đẩy lui tuyệt đạo chân hoàng, cưỡng ép giết vào thương miểu, đem giao thu nhập tháng tử phủ. Tiếp đó, chính là một đạo trói mắt huyết quang, vốn nên giao nguyệt bị một đao, chém vào trên thân triệu bân, vừa mới tái tạo thể phách, lại có nửa bên cắt thành thịt nát nát vụn cốt. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một tôn áo bảo đen thần minh tới người, nhặt một tia yêu dị quang, đóng vào triệu bân nguyên thần bên trên. Người chính là thần minh, lại là bọn chuột nhát, triệu bân một trưởng đem hắn vung mạnh lật, thuận tiện còn phá yêu dị thần quang, hắn lấy tạo hóa luân hồi chi lực, mở ra một đạo ngân hà, mà hắn thì đạp sông mà đi, cứng rắn giết ra chiến trường. Phía trước, thứ 16 tôn thần rõ ràng hóa, chính là một cái mặt mũi hiền lành lão giả, thần minh pháp tắc cùng càn khôn cùng ngúa. Linh thiên cổ thần, ma vương hai mắt híp lại. Nhận ủy thác của người, tới lấy tiểu hữu tính mệnh. Linh thiên cổ thần mỉm cười, chợt nhìn là cái người hiền lành, nhưng hắn nói lời này, lại nghe ma vương muốn chửi má nó, cũng đúng, hàng này căn bản cũng không phải đồ chơi tốt gì, sạch làm chút không biết xấu hổ hoạt động. Oanh! Triệu bân đụng cái ngay ngắn, bị linh thiên cổ thần một vệt thần quang bổ trở về, đập minh mông thiên, liên nguyên đổ sụp. Chờ đứng vững, 16 tôn thần minh đã ngăn ở tứ phương, phân bố cũng là đều đều, đông tây nam bắc tất cả bốn tôn, đủ loại đạo âm đủ loại vang vọng, đủ loại hủy diệt dị tượng, cũng là đủ loại diễn sinh, trong đó nhiều hơn phân nửa, đều con mắt tránh bạo ngược chi quang, đặc biệt là ngự thiên cổ thần, nhất là nổi nóng, hắn là một cái duy nhất, bị triệu bân lật tung hai lần thần minh, đã là lôi đình tức giận. Lại tới một tôn thần, đám khán giả lướng thướng tới chậm, mắt thấy linh thiên cổ thần, cũng không khỏi hít sâu một hơi, thần giới giải phong sau, vẫn là đầu hẹn gặp lại nhiều thần minh như vậy tụ tập, hết lần này tới lần khác, vẫn là vì một cái chuẩn tiên vương, triệu bân mặt mũi đại phá ngày, cũng khó trách kết nhóm thần minh tìm hắn khiêng đao. Oanh, ầm ầm, 16 tôn thần minh uy áp, nghịch loạn cả phiến thiên địa này càn khôn. Nổ tung vết nứt không gian, đều thành từng đạo sấm sét tùy ý phách trảm. Bọn tiểu bối tao ương, phần lớn đều bị sấm sét chói mù mắt, nội tình không tốt lão bối, cũng là nguyên thần kịch liệt đau nhức. 16 tôn thần vây công một tên tiểu bối, các người ra mặt quá dày. Ma vương cho giao nguyệt chữa thương lúc, cũng không chỉ hoãn mắng to, hắn cho là bản tôn đã đủ không biết xấu hổ, lần này nhìn lên, còn có càng không tiết tháo. Chúng thần không nghe hắn nói linh tinh, liền nhìn chằm chằm triệu bân. Tiểu tử này tiềm lực quá cực lớn, nói gì cũng không thể để hắn còn sống rời đi, còn có huyết mạch bản nguyên, cùng với cái kia thiên sát mệnh cách, bọn hắn cũng ưa thích nhanh đâu. Triệu bân khóe miệng chảy máu, tàn phá tiên khu, thì tại từng tắc từng tắc tái tạo, chúng thần theo dõi hắn, hắn thì nhìn chằm chằm cái kia linh thiên cổ thần, nếu không phải tên kia chặt hắn một đao, hắn đã sớm thoát ra sinh thiên, bây giờ bị vây, đường sống lại diễn trở thành tử cục. Triệu bân, giao nguyệt kêu một tiếng, âm sắc khàn khàn, vô cùng suy yếu. Ta sẽ dẫn người giết ra ngoài, triệu bân con mắt như kiêu dương, vô cùng vô tận chiến ý, đốt trở thành ngọn lửa màu vàng óng. Một cái chớp mắt này, hắn tìm được thời cơ đột phá. Lấy thần minh huyết, nhiễm hắn tiên vương môn. Tại chỗ bất luận cái gì một tôn thần, đều có thể trở thành hắn lên cấp đá đặt chân. Chiến, triệu bân tay cầm thần kiếm, trực tiếp đánh tới linh thiên cổ thần. Nhận ủy thác của người, lấy tính mệnh của hắn, rất tốt. Hôm nay, liền dùng cái này tôn thần mệnh, tế hắn tiên vương môn. Ai, linh thiên cổ thần một tiếng thở dài, đột nhiên biến mất. thần minh thân pháp quỷ huyễn khó lường, một cái trước mắt tiêu thất, một cái trước mắt hiện thân, đã là triệu bân phụ cận, một ngón tay bình thường không có gì lạ, lại giấu đầy hủy diệt chi ý, thẳng đến triệu bân đầu người đâm tới. một chỉ này, thật đúng là cho triệu bân chọc lấy cái lỗ máu. giao nguyệt gặp chi sắc mặt trắng bệch, ma vương gặp chi cũng không cái gì biểu lộ, triệu bân là người chịu thua thiệt không tránh không né chịu linh thiên cổ thần một ngón tay, có thể không chặt trở về. Nếu không thì thế nào nói hắn hiểu triệu bân đâu, nói chặt liền chặt, tranh, thiên thương thần kiếm tranh minh, khô diệt kiếm ý xen lẫn. Linh thiên cổ thần giống như sớm đã có đoán trước, mỉm cười, liền muốn bước ra lui lại. Nhưng, không đợi hắn khởi hành, thì thấy trong cơ thể của triệu bân có một đạo tiên quang bắn ra, thành một đạo xích sắt, khóa hắn thần khu, một bước cứ thế không có thối lui. Ngươi, linh thiên cổ thần mỉm cười trên mặt, trong nháy mắt không thấy. Phốc, thần minh huyết quang, nhất là trói mắt. Thế nhân là mắt thấy linh thiên cổ thần đầu người, bị triệu bân một kiếm chém rớt, người đâm ta một ngón tay, ta gỡ đầu ngươi. Công bằng, khá lắm tiểu bối, không còn đầu người linh thiên cổ thần, tránh thoát tiên quang xích sắt, cuối cùng là lui ra ngoài, nguyên thần diện mục, không còn như vậy hỏa ái dễ gần, biến dữ tợn đáng sợ. Ta đi không được, người hôm nay cũng đừng hòng đi triệu bân một cước đạp nát thần minh đầu người lại rút kiếm tấn công về phía linh thiên cổ thần vốn là sán sán con mắt giống như bị máu tươi tẩy qua hắn là bị buộc đến tuyệt cảnh hoặc là đồ thần tiến giai hoặc là thân tử đạo tiêu chư vị thần hữu bây giờ không ra chờ đến khi nào linh thiên cổ thần một bước đạp lên trời bị chặt đầu người lại lần nữa mọc ra mang theo tàn khốc một lời vang vọng chư thiên giết tối nén giận ngựa thiên cổ thần Tế bản mệnh thần khí. Đó là một ngụm chuông đồng, sán sán sinh huy, tựa như một vành mặt trời. Thanh hà thánh tổ chẳng phân biệt được tuần tự, vùng cánh tay lên một cái, một đạo ngân hà từ cửu thiên trúc xuống, vẹn vẹn rủ xuống tràn khí, cũng như như núi cao tráng kiện. Oanh, phanh, thần minh khác cũng không nhàn rỗi, tất cả đánh ra thần thông. Trong lúc nhất thời, đầy trời cũng là đao quang kiếm ảnh, lôi đình cùng sấm sét sen lẫn cùng ngúa. Phong triệu bân một chữ khe quát lấy đầy trời chữ cổ cấm chuông đồng sau đó một kiếm phá thương khung chặt đứt cửu thiên ngân hà đạp lên còn sót lại quang huy trùng tiêu mà lên tránh khỏi tuyệt đạo chân hoàng một trường ngạnh hám khô diệt thần quân một đao nâng huyết lâm thân thể cưỡng ép sát nhập vào thương miểu diệt linh thiên cổ thần tay cầm đại kỳ bỗng nhiên huy động nhưng ngửi phần phật một thanh âm vang lên một mảnh hủy diệt thần hải từ thiên tịch cuốn đáp lại hắn nhưng là càng mơ hồ long ngâm Triệu Bân lấy chiến ý hóa long hình, được vĩnh hằng thiên ngự chi quang, bay lên trời, khỏe mạnh thân rồng, nguy nga như núi, động thì thiên băng điện liệt, đảo loạn hủy diệt thần hải, cũng đẩy lui linh thiên cổ thần, liền trong tay đại kỳ đều đứt gãy. Lão cầu, để mạng lại. Triệu Bân thần long ra biển, phách thiên kiếm mang hoành quán càn khôn. Linh thiên cổ thần phía trước dưới chân mới đứng vững, chân sau liền bị chém một bước lảo đảo, hộ thể thần quang ầm vang nổ nát vụn, thần khu tùy theo nhúm máu. Phốc, răng rắc. Triệu bân đả thương nặng cổ thần, cũng trả giá bằng máu, triệu kim bào thần minh nhất đao, bị đoạn mất xương sống lưng, thanh hà thánh tổ một tia thần huy, thì xuyên thủng cơ thể phách. Đáng sợ nhất bất quá thái thượng thiên tôn đạo kiếm quang kia, vẫn như cũ không nhìn nhục thân phòng ngự, lần thứ hai chém vào hắn thần hải, suýt nữa hủy hắn nguyên thần. Liền cái này, hắn cũng như điên rồi, không muốn mạng công phạt linh thiên cổ thần. Không điên không thành đạo. Hôm nay, cần lấy thần huyết nhiễm tiên môn, hắn, hắn là muốn làm lấy mặt chúng trí tôn, cường sát linh thiên cổ thần sao. Thế nhân đều nhìn miệng khẽ nhếch cũng nhìn ra triệu bân tâm tư. Nguyên nhân chính là nhìn ra, bọn hắn mới rung động không thôi. 16 tôn thần minh vây công A, à, còn nghĩ kéo một cái chịu tội thay. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu không phải linh thiên cổ thần, người triệu bân sớm chạy thoát, như vậy nhảy ra muốn tính mạng người, cũng không phải đặc thù chiếu cố đi. Đã muốn kéo người chôn cùng, tất nhiên là cầm linh thiên cổ thần khai đao, người không để ta tốt hơn, người mẹ nó cũng đừng hòng sống yên ổn. Đánh, nên chết hắn. Bọn tiểu bối tâm cảnh, bừng tỉnh giống như cùng triệu bân thành cộng minh, đổi lại bọn họ, định cũng biết như triệu bân, tung liều chết thân hủy thần diệt, cũng muốn giết chết linh thiên cổ thần, nhường ngươi choáng nha cho ta ấm ức. Oanh, phanh, kinh thiên hỗn chiến, tại hư vô kéo ra màn che. Sấm sét vang dội bên trong, diễn ra là hí kịch mà máu tanh một màn, chúng thần đuổi theo triệu bân đánh, cực đạo thần thông tầng tầng lớp lớp, mà triệu bân, giống như là một tôn tiếp tử mệnh lệnh khôi lỗi, liền nhìn chằm chằm linh thiên cổ thần công phạt, hắn bị đánh người tàn phế, linh thiên cổ thần cũng bị hắn nện cho cái bán thân bất toại. Thật là một cái điên rồ a à. Thiên phía dưới chạc lưới âm thanh, thành một mảnh hải triều. Nhìn chung thế gian, cái nào có thể gánh vác 16 tôn thần minh vây công, càng không nói đến, đại la thánh tử tu vi vẫn còn vẫn là mượn tới, nếu bản thân hắn chính là bán thần, chẳng phải là muốn thượng thiên. Phốc, thần minh huyết quang, sụp đổ trở thành một mảnh tiên hải. Lại là linh thiên cổ thần đẫm máu, xương sọ nổ nát vụn, lại nửa cái thần minh thân thể, đều bị triệu bân một kiếm chặt thành thịt nát nát vụn cốt, nào còn có nửa phần hình người, toàn bộ một cái lệ quỷ. Đúng, là lệ quỷ. Hắn là, triệu bân cũng là. Hắn thương thê thảm, triệu bân cũng chiến thảm liệt, tung vạn pháp trường sinh quyết hộ thể, cũng không chịu nổi chúng thần vây công, huyết lâm tiên khu, bị phá hủy một lần lại một lần, từng đoạn từng đoạn sán sán tiên cốt, nhuộm từng sợi kim huyết, sụp đổ đầy lờ mờ thiên. Cái gì quái thai? Chớ nói thế nhân, ngay cả chúng thần đều hoảng sợ. Cái này cho mượn tu vi cùng sức mạnh chuẩn tiên vương, có phần quá kháng đánh cũng quá ương ngạch, làm sao đều đặt xuống không ngã, không những đặt xuống không ngã, còn để cho hắn đem một tôn thần minh, xinh xinh đánh thành tàn phế. A, à, linh thiên cổ thần gào thét, gào cái kia cực kỳ tức giận, tức giận, còn cất giấu mấy phần phiền muộn, tại chỗ 16 tôn thần minh, vì cái gì liền nhìn ta chầm chầm đánh. Lão phu sinh một tấm thiếu mắng khuôn mặt. Giết! Triệu bân vừa quát chấn tiên khung, chiến trì đạo diễn đến mức cao nhất, đó là một loại có ta vô địch tâm cảnh, vì hắn mở ra vô tận vĩ lực. Hắn đích xác điên rồi, tắm thần minh huyết, chiến đến tối cường điên cuồng nhất, thậm chí toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một đạo huyệt vị, đều hấp thu bản nguyên tinh khí, tại thể phách trong ngoài, giấy lên một cỗ tên là chiến ý liệt diễm. Hắn dũng mãnh phi thường cùng cường thế, thời khắc đều tại tỏ rõ một phen, nhìn các ngươi trước tiên đem ta đả diệt, vẫn là ta trước tiên đem hắn giết vào quỷ môn quan. Thế gian này, không còn ai so với hắn càng thích hợp làm đồ như ngươi. Ma vương thì thào một lời, trong miệng hắn chính là chỉ triệu bân, trong miệng ngươi là chỉ nguyệt thần, sư phó là dùng để siêu việt, mà triệu bân, bây giờ liền đã có bực này tiềm chất. Triệu bân, Giao Nguyệt đã lên thân, muốn giết ra ngoài trợ chiến, lại bị ma vương ngăn lại, người mà chết, chính là tử cục. Giao Nguyệt không ngốc, tự hiểu ngụ ý. Nói cho cùng, Triệu Bân là cho mượn tu vi của nàng, nàng như táng diệt, Triệu Bân nhất định ngã trở về chuẩn tiên vương, liền cùng tử cục không khác. Có nhất pháp, có phần tốn thời gian, ma vương lại nói, có thể cần ta trợ lực, Giao Nguyệt cấp bách có chút phát hỏa. Trước tạm chờ, còn chờ, chờ hắn tiến giai tiên vương. Ma Vương lời nói ung dung, trong mắt có dấu mịt mờ chi quang. Hắn còn cất dấu tuyệt chiêu đâu, nhưng điều kiện tiên quyết là Triệu Bân vào Tiên Vương. Phá! Triệu Bân lại giết tới, một quyền bá thiên tuyệt địa. Thần minh huyết hoa, tùy theo nở rộ, linh thiên cổ thần nhục thân, bị hắn một quyền oanh diệt, kèm thêm dấu tại trong cơ thể bản mệnh thần khí, cũng chịu quyền uy, tại chỗ chấn lật ra đi. Bảo hộ ta! Linh thiên cổ thần bị giết sợ, nguyên thần bay trên trời bỏ chạy hắn kêu gào đã nhiều kêu rên ý vị vạn không nghĩ tới sẽ bị một tên tiểu bối làm bị thương tình cảnh như vậy hắn kêu cứu không người đáp lại bởi vì chúng thần đều không nhàn rỗi triệu bân đuổi theo linh thiên đánh bọn hắn thì đuổi theo triệu bân đánh hết lần này tới lần khác triệu bân không để ý bọn hắn liền bắt được linh thiên không thả càng nhiều thời điểm bọn hắn cũng giống như cậu bị trồi lên trượt xuống tranh triệu bân một kiếm phá không bẻ gãy nghiền nát từ xuống nhìn Hắn chính là một đạo hoành quán cửu thiên kinh mang Cấm Chúng thần tất cả lạnh quát Cùng nhau thi triển giam cầm Triệu bân kêu đau một tiếng Bị khóa đỉnh trệ một cái chấp mắt Chính là một cái chấp mắt này Linh thiên cổ thần giết đi lên Lấy thần lực Hóa một cây chiến mâu Một mâu xuyên thủng triệu bân thể phách Giết ta Linh thiên nghiến răng nghiến lợi Cũng cười dữ tợn Hôm nay tới Đừng nghĩ đi Triệu bân khóe miệng chảy máu Một tay nắm chiến mâu một kiếm cắm vào linh thiên lồng ngực, hủy thiên diệt địa kiếm ý, luân hồi chi lực, vĩnh sinh pháp tắc. Bây giờ cũng như lạc ấn khắc vào hắn nguyên thần. Tĩnh, tích tắc này, thiên địa như chết bình tĩnh. Càn khôn bừng tỉnh giống như định cách, mà Triệu Bân cùng linh thiên cổ thần cũng giống như đều hóa thành hai tòa tượng đá, duy trì cực kỳ hung tàn, cũng cực kỳ máu tanh động tác mà không nhúc nhích tí nào. A, à, một cái chớp mắt sau đó, là thần minh kêu rên. Linh thiên thần lực lăn lộn, chấn lật ra triệu bân, cũng chấn lật ra chính mình, như hai khỏa thiên thạch, một đông một tây rơi xuống hư vô. Rơi xuống bên trong, hắn nguyên thần chân thân, ầm vang đã nứt ra, bị hủy diệt kiếm ý cực điểm phách trảm, bị luân hồi chi lực cực điểm hóa diệt, bị triệu bân rất nhiều pháp tắc, dập tắt nguyên thần chi hỏa. Không, ta chính là thần minh. Ai nói trí tôn khám phá sinh tử, linh thiên cổ thần táng diệt phía trước một tiếng này gào thét, liền mang theo nước nở, liền tràn đầy sợ hãi, mãi đến nguyên thần bạo diệt, đều có thể nghe hồi âm. Hắn chết không cam lòng, tại chỗ dòng giã 16 tôn thần Minh A, vậy mà ép không được một cái mượn tu vi chuẩn tiên vương. Hắn cũng táng hối hận, hối hận không nên trêu chọc vĩnh hằng một mạch truyền thừa, đến, rơi một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hắn, thật đem thần Minh diệt. Thế nhân thần sắc ngơ ngẩn, hoảng sợ nhìn qua một màn kia. Bán thần diệt thần Minh không đáng sợ, đáng sợ là, người kia lại treo lên 16 tôn thần minh công phạt, cường sát một cái trí tôn, nhìn chung sử sách, hắn tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất. Tiền bối thật không lừa ta, quá nhiều tiểu bối tại lầm bẩm ngữ, vĩnh hằng một mạch không kẻ yếu, tất cả cái thế ngoan nhân, bây giờ đại la thánh tử, lại một lần nữa ấn chứng chân lý này. Thật làm cho ngươi làm được, ma vương vui mừng cũng hoảng hốt cười, đầu trở về đứng đắn như vậy, người kia sáng lập thần thoại A. Đồng dạng hoảng hốt, giao nguyệt cung chủ cũng có, đôi mắt đẹp cất giấu là một loại đã bị hơi nước mịt mù như si như say. Thật làm cho ý ta bên ngoài. Chúng thần mà nói, hoàn toàn như trước đây uy nghiêm băng lãnh. Dù vậy, cũng không thể che hết bọn hắn cay khuôn mặt, mất mặt, thật quá mất mặt, 16 tôn thần minh đánh một tên tiểu bối, lại vẫn bị diệt một tôn, chính xác vô cùng nhục nhã. Oanh! Chúng thần tức giận rồi, thiên địa lại một hồi lắc lư. Mất mặt về mất mặt, nhưng chuyện vẫn chưa xong, tuyệt đối không thể để cho người này, còn sống rời đi, hắn quá yêu nghiệt cũng quá nghịch thiên. Vạn chúng chú mục phía dưới, triệu bân sách theo thần kiếm, lung la lung lay đứng lên, hai ba bước lảo đảo, đứng cũng không vững. Thế nhân là không dám nhìn thẳng, nếu không phải biết đó là triệu bân, sợ là không có người sẽ tin tưởng đó là cá nhân, thương quá thảm, toàn thân cảnh hoang tàn khắp nơi, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, vẻn vẹn lộ ra ngoài huyết cốt liền không dưới mấy chục chỗ, tất cả máu tươi chảy tràn một đám bọn chuột nhát triệu bân cuối cùng là đứng vững vàng âm sắc mặc dù khàn khàn nhưng cái này giải rác bốn chữ lại mang theo cuốn lấy một cỗ bế nghĩa bát hoang uy thế hắn chi sát khí là ngập trời lăn lộn đó là đồ thần sát khí thế nhân không dám cận thân ngay cả chúng thần lại đều kiêng kỵ tiểu bối kết thúc vẫn là ngự thiên cổ thần hôm sau lấy tay đáp lại hắn nhưng là một tiếng sấm rền tới đột ngột lại đánh sập tiên khung cũng chấn một đám thần minh đều tâm linh cự chiến, bởi vì tiếng này lôi minh bên trong, cất giấu hủy diệt ý chí. Thiên kiếp, thế nhân đều kinh hãi. Không tệ, là thiên kiếp, triệu bân đạo hư kiếp. Nhìn hắn tiên vương môn, đã là huyết lâm xối, đó là thần huyết, cũng là trí tôn mệnh, bị hắn trải thành nghịch thiên lộ. Oanh, ầm ầm, hư không mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội Tùy theo mà đến, chính là một cỗ hủy diệt uy áp. Cái kia, là trời xanh ý chí. Hắn, lại đột phá đến tiên vương cảnh. Đồ một tôn thần minh, cũng nên tiến dai. Cái này, chính là trong truyền thuyết tuyệt địa Niết Bàn. Thế nhân đều tại ngửa mặt lên trời nhìn, một bên nhìn một bên vô ý thức lui lại, thiên kiếp sắp tới, cũng không thể góp quá gần, miễn cho gặp phải xét đánh. Hảo! Ma vương có phần phấn khởi, giao nguyệt cũng mừng rỡ. Trận này tiên vương kiếp, tới vừa đúng. Nhìn chúng trí tôn, thần sắc liền phá lệ khó coi, luôn có một loại bị trêu đùa cảm giác, hoặc có lẽ là bọn hắn mới phản ứng được, Triệu Bân không phải muốn kéo Linh Thiên đệm lưng, ngoài chân chính mục đích là lấy thần huyết tế tiên môn, buồn cười là bọn hắn lúc trước nhưng lại không có một người cảm thấy. Đáng chết một mạch, Diệt Tuyệt a, à. ngựa Thiên cổ thần nghiến răng nghiến lợi, nhặt một vệt thần quang từ thiên đánh xuống. Khác chúng thần cũng diện mục dữ tợn, tất cả tế sát sinh đại thuật. Bọn hắn là thẹn quá thành giận, lại không tâm tình nhìn bầu trời kiếp cũng lại không chia cắt chiến lợi phẩm ý nghiệp, chỉ muốn đem vĩnh hằng. Triệt để giết đến đánh gãy truyền thừa. Các ngươi cho là, ta vẫn cái kia chuẩn tiên vương. Muốn diệt liền diệt, triệu bân nhạt đạo, như một đạo kinh hồng xuyên thẳng hảo vũ. Theo hắn đăng thiên, hư vô sấm xét xé rách. Thiên kiếp lôi đình, đối người khác có lẽ là hủy diệt, nhưng với hắn mà nói, lại là cứu mạng thuốc hay, một đạo thiểm điện bổ lên trên người, đã diệt chúng thần còn sót lại trong cơ thể hắn sát ý. Một cái chớp mắt này, hắn mi tâm thiên sát bí văn lùi đi, mượn tới bán thần tu vi, cũng không còn sót lại chút gì, cũng không phải là thời hạn đến, là bởi vì tiên vương kiếp, phá hai ngày sát ở giữa khi ước. Bán thần tu vi mặc dù tản, nhưng khí thế của hắn không giảm. Quần chúng đều lòng dạ biết rõ, hắn bây giờ tiên vương cảnh, là bổn mạng của hắn nội tình, luận lực lượng, tuyệt không yếu mượn tới bán thần tu vi. Phốc, Giang giác, cùng ở tại dưới thiên kiếp, chúng thần từ cũng gặp xét đánh, Thế nhân nhìn rõ ràng, cái kia từng tôn tự xưng là cao cao tại thượng thần, lúc này không có một cái có thể đứng vững, hoặc là bị đánh thân hình lảo đảo, hoặc là bị chặt thần khu nổ tung, không có tối chật vật, chỉ có càng chật vật. Cũng đúng, thiên kiếp là công bình công chính, quản ngươi là người hay là thần, đều chiếu bổ không lầm, lại dạng gì tu vi, liền chịu dạng gì kiếp. Đáng chết. Thanh Hà Thánh Tổ gầm lên giận dữ, thứ nhất phi độn. Thần minh khác, cũng là một tôn tiếp một tôn nhảy thoát thiên kiếp không nhìn tu vi lại nhìn yêu nghiệt cấp bậc rất rõ ràng độ kiếp giả so với bọn hắn càng kinh diễm như thế hắn thiên phạt là có thể muốn mạng người cho dù là thần đi đâu triệu bân ánh mắt như đuốc lại vượt thiên đuổi đi theo hắn tới không sao thiên kiếp sấm sét cũng như bóng với hình thậm chí chạy chậm thần minh lại bị đánh một tôn sét đánh nhẹ thì hộ thể thần quang nổ nát nặng thì da chóc thịt bong chớ nói bản thân chịu vẻn vẹn nhìn xem đều mẹ nó đau Ngươi đáng chết, tối chật vật bất quá ngựa thiên cổ thần, lúc trước bị triệu bân hai lần lật tung, bây giờ cũng là hai lần gặp xét đánh. Mắng thì mắng, hắn vẫn là độn cũng không quay đầu lại. Không thể không nói, thần minh mở lên độn tới, cũng là rất bá khí. Nay liền chạy, bọn tiểu bối khóe miệng thẳng kéo. Không chạy có thể như thế nào, lão bối nhóm lời nói ung dung. Thần minh liên thủ, treo lên thiên kiếp đánh giết triệu bân không khó a à. Hắn bây giờ là tiên vương. Tông thần Minh liên thủ trong thời gian ngắn cũng không giết chết hắn. Nói mò tiểu bối một mặt không tin, triệu bân chỉ còn dư nửa cái mạng. Người tiểu bối này sao cái du mộc não đại? Không thiếu lão bối tập thể mắt liếc lấy triệu bân chi bản tính, hắn sẽ ngốc đứng bị người đánh. Lời này không giả, thiên kiếp là khảo nghiệm chạy trốn việc cần kỹ thuật, đánh không lại có thể chạy, muốn treo lên thiên kiếp giết hắn, trước tiên cần phải gặp xét đánh. Thần Minh bị mấy đạo xét đánh cũng không gì a. À hiểu được hay không cái gì là giảm chiều không gian đả kích, triệu bân yêu nghiệt cấp bậc cao hơn chúng thần, hắn kiếp chính là giảm chiều không gian đả kích, sợ là không đợi quật ngã triệu bân, chúng thần trước hết bị thiên kiếp đánh chết. Bàn về đạo lý tới, lão bối nhóm vuốt dâu động tác, vẫn là rất tinh tế, đây cũng không phải là lừa gạt, đây là từng chàng tai nạn, tổng kết ra được chân lý, đi xem sử sách, bị thiên kiếp đưa lên hoàng tuyển lộ nhân tài, vừa nắm một bó to. Người chi thiên kiếp, luôn có kết thúc lúc, Chúng thần nói vô cùng tàn nhẫn mà nói, làm lại là tối sợ chuyện, chạy một cái so một cái chân chu, ngược lại cũng không phải sợ Triệu Bân, mà là sợ tiểu tử kia kiếp, quá hung tàn. Bởi vì bọn hắn mở đột, giữa thiên địa diễn ra vừa ra cực kỳ châm chọc phở kịch, một đám thần minh lại bị một cái độ kiếp tiểu tiên vương đuổi đầy trời tán loạn, phải biết, bọn hắn nếu là thật lòng liên thủ, là có khả năng treo lên thiên phạt lôi đình, cường sát độ kiếp giả. Đáng tiếc, nhân tâm không đủ, cũng không dám mạo hiểm cái kia phong hiểm chạy là đúng, lão bố nhóm lại đặt cái kia khoe khoang phong tao. Lúc trước, Triệu Bân bị chúng thần vây giết, đã ném đi nửa cái mạng, lại đập một phát thiên kiếp, khó tránh khỏi liền bị mang hộ đi, mang hộ không đi cũng không sao, chúng thần sẽ ngăn ở tứ phương lần lượt bổ đao, so sánh treo lên thiên kiếp đánh giết Triệu Bân, chờ lấy thu hoạch có vẻ như càng thêm dễ dàng. Oanh, thiên phạt hung mãnh hơn, sấm chớp như mưa to. Sau đó, chính là một đạo thần minh huyết quang. Vẫn là ngự thiên cổ thần lại mẹ nó bị chém. Triệu Bân là cái nhớ thù người, vừa mới bị vây giết lúc, thuộc hàng này nhảy hoan, cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, ai nhảy nhót vui mừng nhất thực, liền có cần thiết trước hết để cho ai nhớ lâu. Chờ thiên kiếp kết thúc, tất chung ngươi, ngựa thiên cổ thần kêu gào, kéo lấy nhúm máu thần khu, liều mạng mở đột. Chọn ngày không bằng đụng ngày, vãn bối hôm nay trước đưa ngươi lên đường. Triệu Bân vừa quát âm vang, nhìn chồng chọc ngựa thiên cổ thần không thả. Hắn lời nói, kinh ngạc bên ngoài sân thế nhân. Thế nào cái ý tứ, hắn còn phải lại đồ một tôn thần. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu bân huy động thần kiếm, chỉ phía xa phía dưới. Ngừng lại, ước vạn sấm sét xé rách, như ngân hà từ cửu thiên hạ xuống, che mất thiên địa, cũng che mất ngự thiên cổ thần, hủy thiên lôi đình, tựa như từng chuôi bẻ gãy nghiền nát thần kiếm, cứng rắn sập kỳ thần cốt, cũng cứng rắn xé nát hắn thần khu. a à, chờ ngự thiên cổ thần giết ra lôi hải lúc, chỉ còn dư hư ảo nguyên thần. Đó là một màn kinh người, nhìn thế nhân tâm cảnh thẳng run, đặc biệt là một đám tiểu bối, lúc trước không tin ta, bây giờ tin, vĩnh hằng thể thiên kiếp, thật có thể giảm chiều không gian đả kích thần Minh A. Ngựa thiên cổ thần là bực nào tu vi, lại vừa đối mặt liền bị đả diệt nhục thân. Cứu ta, ngựa thiên cổ thần gào thét, cũng nhiều kêu rên ý vị. Không có người phản ứng đến hắn, chúng trí tôn cũng sẽ không ngốc lấy ngoặt trở về gặp xét đánh. Chúng thần không trở về, triệu công tử giết đến, lại là dẫn lôi hải tới. Kiếp sau, đừng chọc không nên dây vào, triệu bân một lời băng lãnh, còn có thiên kiếp triệu uy, tựa như thượng thương tuyên án, lôi minh cùng lời nói xen lẫn, nhiễm nhiên đã thành thần minh chuông tang. ầm ầm lôi hải bao phủ thiên địa, trong khoảnh khắc xé rách càn khôn. Đồng dạng bị xé diệt, còn có ngự thiên cổ thần chân thân. Nhập môn đạo hư đồ trí tôn, lại một tôn thần trôn ở trong tay triệu bân. a à, Ngựa thiên cổ thần táng diệt, còn sống gào thét cùng kêu rên. Thế nhân nghe tâm linh run rẩy, đặc biệt là không tin tà tiểu bối, đã mặt không có chút máu, đại la thánh tử thiên kiếp là có nhiều bá đạo, hàng thật giá thật một tôn thần, nói bổ liền bổ. Nhập môn tiên vương diệt thần minh, nhập môn đạo hư đồ trí tôn, không ít người đều nhìn về bên cạnh thân lão bối. Hắn cái này, có tính không phá vỡ nguyệt thần sáng lập thần thoại. Tính toán, lão bối nhóm trả lời, nhất trí kinh người. Nếu sử sách ghi chép không giả, Nguyệt thần trước kia đồ thần lúc, là một tôn chân chính tiên vương, mà triệu bân, bây giờ còn tại độ kiếp, không tính đúng nghĩa đạo hư cảnh, nếu dùng cái này làm phân tích, cũng không phải chính là phá vỡ thần thoại sao. Dù cho Vĩnh Hằng thể mượn chính là thiên phạt uy thế, nhưng hắn đích thật diệt thần minh, lại là tại cùng một ngày liên sát hai trí tôn. Sư phụ là dùng để siêu việt, ma vương lời nói này đứng đắn. Nguyệt thần rất kinh diễm, nàng thu cái này tiểu đồ nhi, có vẻ như càng quái dị đương nhiên người nào đó có thể có hôm nay như vậy thành tựu hắn cũng là không thể bỏ qua công lao gặp lúc này hắn đều sẽ nhìn một mắt trong ngực cái kia quyển sổ nhỏ ghi lại cũng là chiến công của hắn chào đón nguyệt thần có thể không khoa khoa hắn có thể không thưởng hắn một chút chân bảo hiếm thế nhìn xong hắn lại là một hồi nhe răng trợn mắt bị động ứng kiếp gặp phải xét đánh cũng có hắn phần